phim ở sau nó tối lắm. Ví dụ nó có một cái ô nó tủ đựng quần áo, nó có cái ô này rồi. Tao lấy cái tủ nhựa rồi. Mai tao mang thước tao đo, tao mang đi mấy chồng lắm quần áo. Từ cái tủ nhựa này. Hôm nay mua thêm 40 cái móc. Suốt ngày cái xịt quần áo thích quá mà sao phòng. Con vai chị điệu hết là gì à? Điệu lắm đi, cái nhiều quần áo còn 30 to. Phòng à, tao thích cái tủ để trên phòng. Mẹ nó mẹ nếu đam mê mua online, con đam mê kinh khủng. Ui, thằng kia đây. Nên thằng bên này nhắn tin cho mẹ ơi, mẹ ơi con chọn mẫu này được không? Đây không chọn đâu, đây nó khắc thích của nó. Mẹ ơi con chọn mẫu này, con chọn mẫu này. Thôi nó về đi thôi. Ô, từ chút bật. Thôi mà đi nhanh chứ con nước rồi chị. Uống bò, bò nước được cái bốn cái hay là nước nọc? Cái gì cũng được. Này, làm no, làm bụng con này, con bê đi. Con được thích uống nước nọc thì làm nước nọc. Có bốn cái thì có bốn cái kìa. Bỏ được về lại dậm dực. Đứa nào uống cà phê hello các chị. Em vừa ăn trộm được ấy chị à? Lâu. Chị đang bảo là dây nơ bực tóc xinh. Trộm em cô uống được. Em vừa mới hack được của nhân viên đấy chị ơi. Qua tao đang gặp đổi áo vừa lúc nãy cái nơ tóc. Rồi em cảm ơn chị Trang Thanh nhá. Hello tất cả các chị yêu. Nơ hàng ngon đời đi từ Quảng Châu về. Này ạ, nhìn cho hai gà tách về. Tóc còn nào vét không à? Em còn lẻ vài cái thôi chị ạ. Cảm ơn chị Tuấn Mơ nhá. Chị Thanh Phạm ơi, đơn hàng có vấn đề gì các chị cứ lên số điện thoại cho em, ngày mai các bạn viên em kiểm tra nhá. Em chào chị Thúy Hoa, Thúy Hoàng này. Em chào chị Hoa Hồng nhá. Hello tất cả các chị ạ. Chị nhìn được áo đá rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Đỗ Huyền ạ. Chào chị Hồng Nguyễn nhá. Xin chào tất cả các chị yêu. Không có áo dạ nhà em lười và náo dạ lắm. Cái mặt giàu lắm á. Cái mặt giàu lắm. Công nhận đang giàu, giàu. Em đang giàu đấy. Em đang giàu cho một đống nợ đấy chị này. Nhà sau nay mờ thế á. Nó do mạng ấy chị ỉ. Xem một em xem mạng có phải mờ không? Huyền đang xem. Các chị xem có rõ không? Không? Để em xem nào. Đơn hàng tối qua vẫn đang gọi chốt chị ơi, tại vì là nếu mà trong một line em phải chốt trong vòng 2 ngày đấy ạ. Phải chốt trong vòng 2 ngày mới hết được đơn. Nhận áo mặc ưng lắm, cảm ơn chị Bún Lèo nhá. Hôm nào cũng mua, em cảm ơn chị ạ. Rồi các bác ơi ạ, vào cho em xin nút chia sẻ. Ngày hôm nay em soạn ra một ít bộ lẻ. Em không chị ơi, chị Nhung Giáp nhá, em không ạ. Em còn một ít bộ lẻ. Xét bộ màu cam. Có xếp bộ màu cao size M không à? Chắc là không còn nữa chị ạ. Bây giờ là em đang còn một ít thôi, có cả màu đen mà chị. Các chị biết là tất cả những cái bộ này trước em có bán rồi. Ok chị ạ, em đã có bán tất cả của hãng Sinny với lại hãng của hãng Asana. Đấy chị ạ. Các chị nhìn hàng cho em ạ, toàn bộ của là bộ hãng. Các chị comment cho em là gì? Các bác đang mua ngoài bao tiền? Đó. Bộ này trước của nó phải là, đợt trước em đang bán là 249.000 đồng đúng không? Đợt trước đang là giá 249.000 đồng, các chị nhìn cho em hàng này. Thực sự luôn ạ, quá đỉnh các chị nhá. Thực sự luôn là quá đỉnh, các chị nhìn cho em hàng này. Quá chất lượng luôn. Đấy, nhưng mà bây giờ các chị chọn được cho em màu và chọn cho em được size vừa thôi. Và không chọn kiểu, để chị ạ, chọn màu, chọn size vừa, không chọn kiểu cho em. Các chị nhìn hàng cho em này, xuất sắc luôn. Toàn bộ của nó là bộ hàng các chị nhá. Em cho các chị nhìn xem luôn này, form dáng của nó này. Được chưa? Form dáng của nó các chị nhìn cho em hàng này, xuất sắc luôn. Đó. Dáng ngày hôm nay xin phép các chị này. Nhìn cho em này hàng này. 60 mấy cân, hôm trước mình chốt đến bao nhiêu cân đổ về nhỉ? 65 cân đúng không? Có 2x không? Có 2x mà. 64-65 cân tùy chiều cao. Nói chung là từ nó sẽ có size. Chị phải mua 239 chuẩn luôn chị ơi. Đợt đầu là 245.000, sau là 239.000 đồng ạ. Bộ em mặc bán chị vậy. Ngày hôm nay các chị cố gắng ạ, săn cho em với. Em bảo rồi ạ, em chỉ còn đúng tầm khoảng hơn 200 bộ thôi. 208 bộ. Đấy chứ ạ, 208.000 đồng. À quên. 208 bộ.
65 cân đổ về chốt đơn là tùy chiều cao các chị nhá. 65 cân tùy chiều cao các chị lên đơn hàng cho em à. Em đang có màu vàng này. Được chưa ạ? Màu đỏ này, màu xanh này, nhưng mà nó có các kiểu nhá, không phải có một kiểu đâu. Đấy chưa ạ? Màu vàng nó sẽ có mấy kiểu màu vàng đấy các chị ơi. Màu vàng nó sẽ có rất là nhiều kiểu màu vàng luôn. Đấy chưa ạ? Nhưng mà tất cả của nó sẽ là quần đen. Tất cả nó sẽ là quần đen các chị nhìn cho em ạ. Chuẩn hàng hãng luôn các chị yêu nhá. Chuẩn hàng hãng luôn này các chị này. Đó, lên đơn hàng cho em là gì? Tặng bộ đẹp cho em với ạ. Tặng bộ đẹp cộng số điện thoại ạ. Chia sẻ livestream cho mình chốt đơn ạ. Thế này lại xả. Úi trời ơi, chị ơi bây giờ nó lẻ size mà chị. Mình chọn cho em được cái size vừa thôi. Chọn được cho em cái size vừa thôi các chị yêu nhá. Chọn được con em cái màu thôi. Ví dụ các chị thích màu vàng thì nhân viên sẽ em tự chọn các chị cái màu vàng của các hình ngẫu nhiên nhá. Để chị ạ, chọn cho em size vừa ạ. Em tặng các chị luôn ạ. 169.000 đồng. Ok chưa ạ? 169.000 đồng các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em với ạ. Để chị ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em 169.000 đồng các chị nhìn hàng cho em này. Đây là màu hồng nhá các chị nhá. Đa số là nó còn màu xanh là nhiều. Đấy chứ ạ, màu xanh có thể là cái kiểu em đang mặc các chị này. Và có thể là cái kiểu một màu cho em như này. Có thể là kiểu một màu cho em là các chị nhìn cho em. Toàn bộ của là hàng hãng ạ. 65 cân đổ về em chốt đơn. Đấy chứ ạ, M, L, XL, 2XL. Đấy, nó sẽ có từ size M đi lên. Nhưng kiểu là bộ nó lộn xộn quá rồi thì em tổng hợp vào một mã. Em tổng hợp một mã luôn ạ, bộ cộc tay á. Thì bộ này về mặc được luôn mà chị ỉ. Chứ còn cộc tay chỉ có mùa hè mặc được thôi. Đấy chị ạ, chỉ có mùa hè mặc được thôi. Các chị nhìn cho em hàng này, có thể là màu xanh em mặc này, có thể là màu xanh này, có thể là màu xanh kiểu như này cho em. Đấy chị ạ, rất là nhiều kiểu khác nhau ạ. Em xả lỗ lại 169.000 chị nhá. 169.000 đồng các chị coi là tặng bộ đẹp cộng số điện thoại ạ. Tặng bộ đẹp cộng số điện thoại cho em ạ. 169.000 đồng các chị nhìn cho em hàng này. Em ơi, chuẩn đẹp xuất sắc luôn ạ, chuẩn đẹp xuất sắc luôn ạ, 169.000 đồng ạ. Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng nhá. Từ size M đến 2XL nhưng mà các kiểu luôn, để chị ạ, các kiểu ạ. Các chị nhìn cho em này, đẹp chưa? 169.000 đồng. Rồi ạ, chị đã mua hai bộ rồi mặc đi làm được đúng rồi, mặc bộ này đi làm được không? Rồi ạ, mặc chị đang bảo mặc đi làm được này. 169.000 các chị nhá, chất gọi là co giãn thoải mái luôn, toàn bộ nó là dòng chất u mì, toàn bộ của nó sẽ là dòng chất u mì. Các chị lên chuẩn mã hàng cho em là tặng bộ đẹp cộng số điện thoại chị yêu, là được màu nào các chị mình sướng bộ đấy, tại vì giá này rẻ hơn giá nhập vào rồi. Để chị ạ, rẻ hơn giá nhập vào rồi, lên chuẩn mã hàng cho là tặng bộ đẹp. Em chỉ có tầm khoảng hơn 200 bộ thôi đấy, hơn 200 bộ một tí thôi chị yêu nhá. Lên là tặng bộ đẹp mỗi chị hai bộ thì chắc là chỉ chốt cho tầm 100 chị thôi. Chắc thì ngày mai chắc chắn là các chị phải lấy hai bộ đi. Thực sự luôn, hai bộ là ít ý. Để chị ạ, tặng bộ đẹp cho em ạ, 169.000 đồng. Em bao giá thị trường luôn. Để chị ạ, em bao giá thị trường luôn ạ, 169 cộng số điện thoại cho em. Cái màu hồng này có nhiều không? Hồng của nó kiểu màu hồng, hồng hồng đỗ. Để chạm màu hồng đất cho em là các chị này. Chuẩn màu luôn các bác nhá, chuẩn màu luôn, chuẩn hàng luôn cho em như này. Và bộ này em đã bán qua hết rồi đấy. Bây giờ em tặng các chị luôn, 169.000 đồng, nó sẽ có các kiểu khác nhau. Để chạm các kiểu khác nhau luôn ạ. Bình thường nó sẽ là của cái hàng Cindy ấy, đánh từ size L, 1XL, 2XL. Còn nó sẽ có cả size M nữa. Nhưng mà bây giờ các chị cứ chọn cho em là cái size vừa nhá. Còn hình thì hình ngẫu nhiên. Còn màu thì các chị chọn được màu. Ví dụ màu xanh nó có mấy kiểu màu xanh đấy. Em nói luôn trên livestream, chị nào đồng ý thì các chị mình chốt. Đấy chứ, chị nào đồng ý thì các chị mình chốt đơn hàng cho em ạ. 169.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em. Ok chưa ạ, chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em này. Chị ơi, em lấy màu nào ra gấp một lấy cho em cả. Em dò các chị xem các cái mẫu của nó. Một tí lại nhầm quần. Đây. Đẹp xuất sắc luôn, được chưa? Đẹp xuất sắc luôn ạ, 169.000 đồng. Chị Bùi Hiền ơi, còn Paka 801 nhá. Nhưng mà còn có vài cái thôi. Đấy chứ ạ, lên đơn hàng cho là Paka 801 cho em với. Còn bây giờ các chị cô lên cho em bộ này là gì ạ? Tặng bộ đẹp cộng số điện thoại ạ. Được chưa ạ, 169.000 đồng. Đó. Được chưa ạ, bình thường các chị chỉ mua được cái áo đúng không ạ? Ví dụ như 170.000 chỉ mua được cái áo như đây là cả bộ cho em. Thị trường đang bán 280.000, được chưa ạ? Thị trường vẫn đang là 280.000. Em tặng các chị luôn ạ, 169.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em cộng số điện thoại 169.000 đồng một bộ chị nhá. Một bộ cho em. Đấy chứ không phải một cái áo một cái quần đâu ạ, nó là một bộ đấy ạ. Đấy chưa ạ, chuẩn hàng hãng cho em như này. Ok chưa ạ, chuẩn hàng hãng cho em ạ, 169. Rồi, hết. Em bảo em cứ có đúng 200 bộ chốt cho 100 chị thôi. Tại vì em nghĩ là ngày mai các chị nào ít nhất cũng phải các chị phải lấy hai bộ. Còn xỉ thì em chưa nói nhá. Đấy là chưa nói đến khách xỉ đóng hàng đấy. Chưa nói đến khách xỉ đóng hàng luôn mã này ạ. Được chốt nhập vào toàn hai mấy thôi các chị ơi, được chốt nhập vào toàn hơn 200 đấy. Giá bán lẻ em đang bán với các chị trên live là 245.000 đúng không? 239, 245 với 250.000 gì đấy. Khoảng đấy ạ. Bây giờ em xả hết các chị luôn ạ. 169.000 đồng.
Để chạm 169.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em. Để chạm lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. 169 các chị nhá. Ok chưa? Rồi ạ, tiếp theo các chị này. Em lên áo đá luôn nhá. Em đang bảo em lên cái gì em quên mất rồi. Ngày cái hôm nay nhiều, à, nhiều lắm. Giữ nhiệt nhá. Được chưa? Em lên áo giữ nhiệt cho các chị yêu nhá. Rồi các chị cứ lên tặng bộ đẹp cho em với ạ. Tặng bộ đẹp cộng số điện thoại ạ. Quỳnh ơi, ra tập với chị đi cho nhanh. Ngồi một chỗ okay. Đi dọc vào nó lại chạy bọn nó lại. Lẫn quẩn. Lẫn quẩn. Thì đợt trước mình treo mẫu nó bị lẫn nên nó cắt đến xe thôi. Nó cắt đến xe mẫu nó treo đến rồi. Mình vẫn treo đến rồi. Chết rồi, vẫn tặng bộ đẹp cái này chết thôi. Làm gì có hàng đâu các bác ơi. Em bảo em có đúng tầm khoảng 200 bộ thôi, 208 bộ thôi. Hôm nay nhân viên đếm rồi các chị nhá. Em phải các chị mức giá là 169.000 đồng. Đó, các chị ơi, 169.000 đồng cho em một bộ đẹp cho em với các chị yêu nhá. Từ khoảng là 42 cân đến 65 cân thì em có size. Nhưng các chị cứ chọn cho em được cái, đừng comment là bộ loan mạc chị ơi. Bởi vì không chọn được như thế đâu. Đấy, không chọn được như thế, tại vì là mỗi một mã nó còn một vài bộ ấy. Cho nên các chị ơi, em out lô xô hết như thế rồi. Các chị cứ hoan nghênh để cho em được cái mẫu của nó thôi ạ. Rồi, em qua mẫu các chị này. Tiếp theo các chị nhìn cho em hàng áo đá nhá. Mẫu này em còn ít này. Hôm qua vừa về hàng nhưng hôm nay là gần như hết sạch rồi ạ. Gần như hết sạch. Mã gì? 565 đúng không? Ách, cái của em 565. Đây các chị nhá. Áo đá, áo em mặc là áo ren, kiểu áo ren đá ấy. Đấy, nó cũng là kiểu dòng áo giữ nhiệt ạ. Hàng Quảng Châu cho em. Mã này, áo này các chị comment cho là đá 565 nhá. Đá 565 kèm số điện thoại cho em mã này ạ. Đá 565 cộng số điện thoại cho em. Áo này bán bao tiền chị ơi? Các bạn nhìn cho em hàng này, màu của nó cực kỳ là đẹp luôn đúng không ạ? Các chị lên đơn hàng cho là chuẩn mã hàng cho là đá 565. Ôi giời ơi các chị ơi. Ngừng vẫn bộ. Từ lúc đấy các chị ơi ngừng chốt bộ nhá. Ngừng chốt bộ em không dám nhận nữa đâu. Tại vì nó em không có nhiều ý. Nhưng mà nó về được 1-2.000 bộ thì các chị mình còn comment được nữa. Nhưng bây giờ em chỉ có túng tầm khoảng 200 bộ thôi. Mà các chị chốt từ lúc nãy giờ là cũng không có hàng ý. À, hôm nay nhận được đơn 1 triệu của em Loan vừa đẹp. Cảm ơn chị yêu nhá. Khoác đen dài sau tí em lên ạ. Rồi các chị nhá, em lên mẫu đá 565 các chị này. Em có đủ size ạ, MLXL ạ. Đủ size MLXL, các chị lên đơn chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho là đá 565 ạ. 185.000 đồng một áo. Ok, chạm 185.000 đồng ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Tất cả của nó là dòng cao cấp của hàng Quảng Châu các chị nhá. 185.000 đúng không? 185.000 ạ. Em có size các chị 40 cân đến 65 cân ạ. Từ 40 cân đến 65 cân các chị nhìn hàng cho em này. Nhận hàng các chị mình cứ kiểm tra hàng cho em thoải mái. Để chạm đá của nó rất là sáng luôn các chị nhá. Đá cực sáng luôn ạ. Đá 565 cho em. Áo da nữ em có chị Nguyễn Thị Thủy ơi. Đấy, chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em là các chị ơi mình chốt đơn. Đó, chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em. Hôm nay có chị khách gọi là em không phải ngày nào chị cũng xem em. Đấy chứ ạ, nhưng mà lúc nào cũng tầm giờ đấy là chị phải vào live của em. Đấy, phải nghe giọng em chị mới ngủ được. Cứ phải nghe giọng em Loan nói ạ thì chị mới ngủ được. Cái kiểu là cảm giác kiểu nghiện ý. Đó, các chị nhá. Mã này đá 565 cho em ạ. 185.000 đồng ạ. Dòng này của nó là dòng gen 2 lớp. Và cái phần này của nó sẽ là nhung ép các chị này. Phần này của nó là nhung ép cho em. Chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Đá 565 ạ. Ê, áo len mới nhận đẹp lắm chị. Cảm ơn chị yêu nhá. Hôm nay nhận hàng ưng ạ. Cảm ơn chị Cúc Cúc ạ. Chị Hồng Cúc ok này. Chị Trịnh Giang ạ. Áo đá. Các chị có là đá 565 cho em ạ. Đá 565 cộng số điện thoại cho em. Các chị mình chốt đơn ạ. Đẹp biết nách luôn các chị. Đá 565 nhá các chị yêu. Em ơi đẹp quá này, cái mẫu này đơn hôm qua nhà em còn chưa chốt xong mà hôm nay em lên là lên qua qua cái mẫu này thôi tại vì là hàng này nó chưa về được nữa.
Hàng này nó chưa về được, các chị yêu nhìn cho em cái màu của nó nhá. Nói chung là cái màu nâu này ai cũng mặc được, được chưa? Ai cũng mặc được. Da trắng da ngăm mặc được hết cho em, mà nhất là da trắng các chị nào mặc cực kỳ là tôn da. Và cái màu nâu đấy các chị ơi, da kể cả da ngăm các chị cũng mặc không bị dìm da luôn ạ. Chuẩn mã hàng cho em là đá 565 cộng số điện thoại. Đấy, đưa cho em những cái mẫu áo đá nó còn số lượng móc ở đây cho em vậy. Đây là cái áo này. Áo nhung ấy, áo nhung đây. Nhung là mẫu nào quá nhiều. Cái mẫu nào cũng muốn bán luôn, em tè luôn đổ tin nhắn luôn. Rồi ạ, đá 565 cho em ạ, 185.000 đồng. Đó, các chị ơi ạ, nhanh tay giúp em với ạ, nhanh tay giúp em với đá 565 cho em với ạ. Đá 565 cộng số điện thoại ạ. À, chồng bảo nghiện hơn nghiện chồng rồi à. Chiều dài thế nào em á? Giờ như nào chị? Rồi các chị này, tiếp theo em qua mẫu nhá. Quần Quảng Châu em hết sạch rồi chị ạ. Em đã xả trong một đúng một live của buổi trưa hôm trước ấy là hết rồi chị ơi. Mỗi khách lấy còn có khách còn lấy 7-8 cái. Đấy, có khách thì ít nhất phải lấy 2 cái. Cho nên là nhà em không còn đâu chị ạ. Thông cảm giúp em với ạ. Cái quần của hàng Quảng Châu là em đã xả lỗ rồi. Em xả 150 là các chị biết ngay là giá so ngoại trường là rẻ hơn rất là nhiều rồi. Các chị ôm luôn hết. Đấy, khách lẻ cũng làm vài cái ạ, khách xỉ cũng làm vài cái. Rồi em qua mẫu luôn nhá. Đá 565 cân có vừa chị ơi. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Đấy chị ạ, dưới 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Ai ở ngoài mẹ? Dạ. Ai ơi? Đi xuống về đằng kia về cửa trong mở cửa này đâu. Không bán, con không bán buổi tối đâu, không bán đâu. Không bán buổi tối đâu, em đang live không bán đâu. À thế à? Đã chưa quá đây. Dùng ba. Đợi em một tí. Đạo phục vụ. Sợ hết cả. Hết ơi. Hết ơi, đây hết công suất này. Sáu mươi lăm cân vừa mà chị Hoa Núi. Áo này nó co giãn chị gái ơi. Áo co giãn thoải mái. Đấy chị ạ, đá 565 cộng số điện thoại cho em ạ, 185.000 đồng. Các chị mình chốt luôn mã này cho em tại vì giá thị trường vẫn rất là cao các chị nhá. Hàng loại 1 luôn, các chị nhìn qua tem mác cho em này. Đấy chị ạ, nhìn qua tem mác cho em ạ, 185.000 ạ, chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Bà Loan à? Ui giời, cháu tưởng ai? 185.000 đồng ạ, lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em. Rồi em qua mẫu chị ơi, kéo em ơi. Hàng hai lớp các chị nhìn này. Để chặn hàng hai lớp cho em. Ok chưa ạ? 185.000 đồng một áo ạ. Ôi tiếp theo chị ơi, sao em xem cái áo hai dây hôm nay về được nhiều không? Áo hai dây đây. Về được cả đen với trắng. Hôm trước là em cứ lên cái áo hai dây là các chị cứ hỏi em ơi, em có áo hai dây em đang mặc không ấy. Thì hôm nay em về sẽ được một chuyến. Giật mình cứ tưởng nhà mình á. Đâu màu đen đâu chị, chưa chân cả đen đấy. Rồi áo hai dây nhé chị nhá. Áo đó chị gái chị mua 250. Nay nhà Loan có rồi à, 250 á. Ôi thế nhà em bán 185.000 có rẻ quá không? Các chị mua ngoại trường 250 cơ. Chát nhỉ. Đấy, hơi chát luôn. Các bạn nhìn cho em một con áo hai dây em đang mặc đây ạ. Được chưa ạ? Mix với cả thế giới luôn. Các chị nhìn nhá. Dưới 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Từ 40 cân đến 65 cân các chị comment là áo hai dây cộng số điện thoại ạ. Được chưa? Mẫu này là thực ra là em cũng chỉ gọi là em để mẫu em mặc thôi, nhưng mà mỗi lần mặc các chị cứ hỏi ấy, các chị hỏi là em ơi áo hai dây mặc có bán không ấy, thì hôm nay em về một chuyến để cho em về một chuyến thì các chị mặc, nói chung là cái dây này các chị mặc được cả đông cả hè để cho các chị mix với lại mặc với trong áo vest áo da áo dạ luôn ạ. Các chị comment là áo hai dây cộng số điện thoại cho em ạ, 95.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 95.000 đồng một áo hai dây, các chị nhìn cho em hàng này. Ok chị ạ, nó sẽ có cả đen với trắng các chị nhá. Nó sẽ có đen với trắng luôn ạ. Hai màu cho em. Hai màu cho em ạ. Áo hai dây cộng số điện thoại ạ. Xuất sắc luôn. Ok chị ạ, áo hai dây cho em này. 95.000. 95.000 đồng ạ. Đó, cái này là bán kiểu kèm đơn ý. Bán kèm đơn ý. À, cổ gen 820 mà mãi không được gọi đi ship hả chị là sao? Rồi các chị comment áo hai dây. Ngày mai các chị lấy bao nhiêu cái các chị báo nhân viên nhá. Có cả đen với trắng các chị này. Có cả màu đen mà có cả màu trắng cho em ạ, hàng Quảng Châu các chị nhá. Hàng Quảng Châu cho em ạ, áo hai dây cho em. Các chị làm cứ làm cả đôi, một đen một trắng gì ạ. Đó. Nói chung là màu đen thì là cái màu mà phổ thông nhất luôn. Cho em sẽ là số lượng của màu đen em sẽ về nhiều hơn là màu trắng. Đấy các chị yêu nhá. Đá áo hai dây cho em với ạ. Áo hai dây cộng số điện thoại ạ. Các chị mình chốt đơn này các chị này.
nhìn hàng cho em ạ. Nói chung là cái dòng này dễ mặc lắm, dễ mặc lắm. Các chị nhá, áo hai dây cho em ạ, 95.000 đồng ạ, 95.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em, có cả hai màu ạ, đen và trắng đó các chị ơi, hai màu đen trắng. Các chị lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn ạ, 95.000 ạ. Được chưa ạ? Ngày mai chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm theo nhé, chứ còn một kéo hay em sẽ không đi đơn đâu các chị nhá. Cái này lấy rồi có mờ không? Rồi em cảm ơn chị Hoàng Hường. Chất nó như áo ấy, em mặc mà chị, nó cùng một loại mà chị ơi. Trời ơi. Em có mặc một loại em bán một loại cho các chị đâu, lại có chất áo như em mặc không? Đó, là áo em mặc mà hôm đấy em bán ý, em còn sót đúng một chiếc ấy thì em để lại thôi, xong là em thì không về hàng ở đâu, nhưng mà các chị cứ hỏi ấy, em mặc trên live các chị cứ nhìn thấy kiểu em mặc đẹp như này các chị cứ hỏi này. Dễ mặc lắm, dưới 65 cân đổ về các chị nhá. Dưới 65 cân đổ về chốt đơn là áo hai dây cộng số điện thoại cho em. Nói chung là các chị cứ làm cho em một đen một trắng. Đó, cứ làm cho em một cái đen một cái trắng cho em, áo hai dây cộng số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn nhá. Tiếp theo các chị này. Lên cho bác quả áo nhung luôn. Đấy chứ, áo nhung của hàng Quảng Châu cao cấp các chị ơi. Nhung của hàng Quảng Châu cao cấp ạ, lên chuẩn mã này cho em là nhung 1 cộng số điện thoại nhá. Đơn hôm qua thì em chưa gọi chốt xong đâu chị Hương Út ơi, đơn quá tải chị ạ. Đơn quá tải, hôm nay các chị xem là ưng mã nào không dồn cả đơn tối hôm qua nếu mà chị nào chưa được chốt đơn ấy. Mã này cho em các chị lên này. Nhung 1 cộng số điện thoại ạ. Để chị ạ, nhung 1 cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của hàng chất lừ như này luôn. Ok chị ạ, chị ơi có mấy size nhỉ? Nó có L, XL thôi. Không còn hại à, LXL 2X đúng không? Rồi ok luôn. LXL 2XL ạ. Chốt cái chiều mình từ khoảng là 44-45 cân, 44-45 cân ạ, cho đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. Để cho các chị ơi, chuẩn mã hàng cho là nhung 1 nhá. Thị trường bán bao nhiêu em xin phép các chị ngày hôm nay ạ, em bỏ qua luôn các chị ơi. Bán bao nhiêu không cần biết, nhưng mà em khẳng định luôn ạ, không dưới 300.000. Không dưới 300.000, mạng nó chán. Ok, chị thoát ra vào lại hộ em rồi nhá. Em tặng các chị ạ, 239.000 đồng. Được chưa ạ, 239.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em là nhung 1 cộng số điện thoại ạ. Các chị nhìn cho em một con áo nhung ép các chị ạ. Một con áo nhung ép và đính đá cho em. Đính đá cho em ạ, các chị nhìn cho em màu này. Xịn đét luôn ạ, tôn da cực kỳ luôn ạ. Chuẩn mã hàng cho em là nhung 1 cộng số điện thoại. Các chị mình chốt đơn nhá, em có là 3 size LXL 2XL, 44-45 cân ạ, đến tầm khoảng là 65 cân đổ về ạ. Quần em mặc em đang hết chị ơi, đang tạm hết cái quần này. Cái quần này em lấy mặc mẫu luôn chị ạ. Rồi, hôm nay nhận áo nhà chị, từ chất đến form, áo chuẩn, em cảm ơn chị yêu luôn. Các chị nhận hàng, các chị cứ bóc hàng kiểm tra chất lượng cho em với. Kiểm tra chất lượng rồi hãng thanh toán cho em với nhá. Được chưa? Đây là khuyến khích khách hàng luôn, tại vì đây là cái quyền lợi của chị em mình. Đấy, ví dụ như có hàng lỗi hay như thế nào thì các chị mình quay đầu giả là em luôn. Quần chị đang mặc không có em ơi, không có nhá. Để cho áo dây rồi ok chốt đơn ạ. Rồi chị nhung giáp có ạ. Các chị comment cho em là nhung 1 cộng số điện thoại. Các chị nhìn cho cái màu của nó này, đẹp lắm mà nó ấm cực kỳ là ấm luôn. Đó, nhung 1 cộng số điện thoại cho em. Con nhung em các chị nhìn cho em cái họa tiết của nó này, cực kỳ là sang luôn nhá. À chị đã chốt hàng nhung 2 đang áo nhận là rồi ok chị ạ. Chị Thùy Dung Nguyễn chốt đơn ạ. Chị Đăng Vân ok chốt đơn hàng ạ. Nhung 1 cộng số điện thoại cho em. 239.000 đúng không? 239. Rẻ hơn giá nhập. Đấy chứ ạ, rẻ hơn giá nhập, nhưng ngày hôm nay em còn ít thôi các chị yêu ơi. Em còn tầm khoảng là tất cả tổng các mẫu nó còn tầm khoảng là chưa đến 200 cái. Chưa đến 200 cái. Chị Phạm Hàng có, chị Phương Phạm ạ. Áo dây một size đúng rồi chị, nó là hàng co giãn mà chị gái. Nó là hàng co giãn, áo dây nó chỉ có một size thôi nhá. Còn áo nhung em có đủ size ạ. L, 1XL, 2XL. Các chị yêu nhiều mình từ 45 đến 65 cân. 45 đến 65, 66 cân đổ về, các chị mình chốt đơn hàng mã này cho em ạ. Nhung 1 cộng số điện thoại ạ. Để chị mấy bộ nhé. Thôi chị cứ lên số điện thoại đi. Được chưa ạ? Không các chị lại bảo là em lại chốt cho khách quen. Đó, các chị cứ lên số điện thoại nhân viên thì em sẽ gọi lần lượt nhá, khách quen cũng khách lạ cũng thế. Được chưa ạ? Cứ có số điện thoại cho em là bên em lên đơn. Đấy em đọc đơn trên máy cho nên là khách quen khách lạ cũng như nhau hết ạ. Các chị yêu thông cảm nhá. Chị Lương Dịu có đơn áo hai dây này, chị Phạm Dựa có nhung 1 này. Hai dây màu đen rồi ok, chị Ninh Tây Tây này ok chốt đơn hàng ạ. Chuẩn mã hàng cho là nhung 1 cộng số điện thoại ạ. Nhung 1 cộng số điện thoại cho em ạ. Rồi áo hai dây rồi chốt đơn ạ. Tiếp theo này. Nhung 2. Quá hả? Ờ, in nào. Đủ size không? Lỡ in nào. Em mặc size L chị ạ. Được chưa ạ? Áo nhung bây giờ em sẽ lên từng màu một đi. Em lên từng mã một cho các chị đỡ nhầm nhá. Em mặc là nhung 1. Đó, các chị nhìn cho em hàng Quảng Châu cao cấp. Cái hàng này em sẽ không bán hàng loại 2, loại 3 các chị yêu đâu. Các chị về các chị cứ nhận đúng cái hàng này cho em ạ. Đúng tem mác, đúng bóng cho em. Các chị mình nhận hàng cho em nhá. Rồi em qua mẫu luôn ạ. Nhung 2 cho em này. Xịn đét luôn. Được chưa? Các chị in tag mác cho em ạ. Toàn bộ của nó dòng 2 mác.
Đấy chưa? Toàn bộ dòng hai mác này, từ cái mác cái túi của nó luôn ạ, chuẩn hàng Quảng Châu, hàng ngoại một luôn. Em qua cái mẫu nhung 2 nhá. Nhận được hai áo 205 rồi, đẹp lắm. Chị ơi, chị xem em cái mã 205, 206 với 209 là mình còn áo nhá. Đây. Đấy chưa? Đủ size số, cái mã này em vẫn đủ size nhá. Quần em mặc không chị ơi. Không có ạ. Bác nào thích màu tối các chị lấy màu này cho em. Cái áo này cũng là áo nhung các chị này. Bình đá, cái phần bình đá ở trước nó ép nhiệt rất là chắc luôn. Giặt thoải mái cho em ạ. Em không có duyên bán quần ống vẩy với chị Tống Xiêm ạ. Em đề luôn là từ khi mà em bắt đầu em bán hàng ấy cho đến bây giờ là chưa bao giờ em mặc em bán quần ống vẩy. Tại vì là em mặc nó không đẹp ấy, xong là mình không có duyên bán những cái hàng đấy. Đấy, nói chung là mỗi người có một duyên, mỗi người có một cái lộc bán hàng. Đó, chị Trần Yến chốt lại, chị Cúc Cúc có đơn hàng ạ. Áo em mặc các chị có mẹ nhung 2 nhá. Nhung 2 cho em ạ, 239.000 đồng các chị nhìn này. Phong các chị cứ dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng, các chị lên cho chuẩn nhung 2 cho em với ạ. Cộng số điện thoại ạ. Sao nhìn bán hàng có tên chị mua hàng. Chị mua bao nhiêu hàng em rất ưng ý. Cảm ơn chị Hoàng Thị Nga, em cảm ơn tình yêu rất là nhiều ạ. Áo khoác ra, đợi em tí. Tại vì là khoác ra nhà em nó còn lẻ mỗi thứ một chút thôi chị ơi. Áo nhung của 1m60 mặc vừa không được chị ơi. 1m60 các chị thoải mái cho em. Tại vì là cái dòng này các chị này dễ mặc lắm. Đấy, nó co giãn mà chị gái. Đấy chứ ạ, 45 cân đến 65-66 cân các chị mình chốt đơn ạ. Nhung 2, cộng số điện thoại. Đó là các chị yêu mình lên đơn hàng ạ. Nhung 2 cho em ạ. Đấy chứ ạ, đẹp xịn xò luôn. Lấy cho cả thổ đá nhá. Thổ đá nữa. Thổ đá xem mẫu nào có nhiều đưa chị nào. Rồi ạ, nhung 2 ạ, chị 65 cân có vừa chị ơi, chị Phúc Võ nhá, chị Lan Lương có ạ, chị Nguyễn Bảo ạ, chị Hiện Trần Hiền có đơn ạ. Không, chị Thắm Hồng ơi, em thề luôn, nếu mà có thì em gửi cho chị đấy, nhưng mà nó không có size của chị vừa, xong là gửi đi, em sợ gửi đi gửi về nó mất công ấy. Đấy, mất việc cả hai bên ra. Hồi hôm mua nhà, chưa chốt đơn á. Tối hôm qua phải không chị? Đơn tối qua thì em vẫn còn một sấp và chưa chốt xong với chị gái ơi. Em thực sự luôn ý, tại vì là đơn hàng đợt này nó đang sức bị quá tải. Để chợ đằng này đơn khách hàng còn chưa gọi chốt đến đấy các chị này. Nó dày số cực kỳ luôn. Chưa gọi chốt xong các chị thông cảm giúp em với ngày mai các bạn nhân viên thì em sẽ gọi chốt tiếp nhá các chị nhá. Đơn nó cũng bị quá tải tại vì nếu mà một like em lên like phải 2 ngày mới chốt xong. Đó, các chị thông cảm giúp em với nó phải trong 2 ngày đấy mới gọi được chốt hết của đơn một tối, một like đấy ạ. Rồi lên chuẩn mã hàng cho là nhung 2 ạ. Bình đá các chị này. Màu rất đẹp luôn, áo nhung nhá. Nhung của nó nhung ép. Để chặn nhung ép cho em. Rồi ạ, nhung 2 cộng số điện thoại ạ. Đá 205 đúng không? Lúc nãy có một chị có size gì lỡ XL đúng không? Rồi ok. Còn bao nhiêu cái? Em qua mẫu này, các chị nhìn cho em này. Để chặn chất lừ luôn. Nhung 2 cho em ạ. Chị đích ngay vừa đẹp luôn chị ạ. Vừa đẹp luôn mà nó ấm lắm. Hàng hàng em còn Quảng Châu đấy, nhưng không phải hàng xưởng đâu. Bác nào mà nhìn tinh mắt thì các chị nhìn phát biết luôn. Để chị nhìn cái biết luôn, tại vì cái đá của nó rất là sáng. Cái đá của nó cực kỳ là sáng luôn nha các chị ơi. Nhung 2 cho em ạ, cộng số điện thoại. Các chị yêu mình chốt đơn hàng ạ. Rồi em qua mẫu này. Nên cái một con áo thổ đá nha chị nhá. Hôm trước các chị mấy chị đã nhận được áo thổ của mã 205 chưa nhỉ? Đây thổ 205 cho em ạ. Còn mỗi thổ 205 ạ. Còn mỗi áo này á? Đấy là còn sót ấy. Còn sót đúng không? Còn sót là không nhìn thấy. Đấy chứ ạ, thổ 205 cho em. Các chị comment là thổ 205 cộng số điện thoại, đó là con thổ đá. Đấy chứ ạ, một con áo thổ đá cho các chị nhìn này. Rồi ạ, đá 205 cho em ạ. Đúng qua là KT nhỉ? Ừ. Hôm nay đang gọi KT rồi đúng không? Đấy chứ ạ, đá 205 cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Hôm nay chốt các chị tầm khoảng là 48-50 cân ạ, đến tầm khoảng là 65 cân đổ về. Em đang có là size LXL nhá, đang hết size M. Được chưa? Chốt các chị yêu từ 48 cân đến 65 cân. Mã này các chị comment là đá 205 ạ. Cộng số điện thoại ạ. Các chị nhìn xem cái tay của nó này. Được chưa? Của nó là dòng thổ đính đá các chị nhá, dòng áo thổ đá cho em ạ. Đằng trước có đính đá này và hai cái phần tay của nó sẽ là hình của cái lá ấy, được chưa? Hình như của bông hoa hay lá cành gì đấy. Và nó có đính đá cho em ạ, cái phần này phần ren ạ. Comment hộ em là đá 205 nhá. Đá 205 cho em là 199.000 một áo. Ok chị ạ, 199.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em là đá 205 cộng số điện thoại ạ. Áo nhung 2 á. Nhung 2 cũng là 239.000 đồng chị Vũ luôn ơi. 239.000 đồng là cái mã áo áo gì nhỉ? Áo nhung 2 ý. Còn mã này là các chị comment là đá 205. Các
cách số điện thoại cho em. Chị ơi cho em xem, cho khách xem túi mác của nó luôn ạ. Đã 205 đẹp lắm, cảm ơn chị yêu. Tại vì cái hàng này hôm trước là nhân viên nó bị sót ấy. Đấy chứ ạ, nó còn sót đúng một cọc thôi. Còn các mã khác em hết sạch rồi. Đó, mã đá 205 cho em ạ. Cộng số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn hàng nhé. LXL, cái này còn tầm 20 cái thôi các chị nhá. Còn tầm 20 cái, các chị nhìn hàng cho em này. Đấy chứ ạ, đẹp xịn xò luôn ạ. Chuẩn từ cái tem cái túi luôn của nó ấy, yêu nhá. Nhung 2 là 239.000 đồng chị ơi. Đó, các chị ơi dưới 65 cân ạ, có ship code cho chị. Ship code chứ bây giờ em toàn ship code mà. Ship COD hết chị ơi. Toàn ship COD hết chứ bây giờ ai đi ship mình tự đi ship đâu chị, nó là shipper đi ship hết. Đấy, đến nơi các chị là thanh toán tiền nhá. Để chị nhận hàng thanh toán ạ. Chị Ngô Bảo Châu ok này, chị Hoa Kim có ạ, chị Quý Hồng Thái chốt đơn ạ, Nhung 2 nhá. Áo em mặc là bạn đá 205 ạ. Đá 205 cộng số điện thoại cho em mã này. Ok chị ạ, đá 205 ạ, cộng số điện thoại cho em. Tiếp theo ạ. Mã này có không còn mở à? Ở đấy không, đừng lên mã đấy. Em lên mã này và lên Nhung này đi. Nhung 3 này. Tôi lên nào đá đi. Đấy, đá này hoặc đá này hôm nay bẻ. Không còn mở à? Không, còn L, X, N. Xem của em này. Không còn. Vừa bất tài. Đổi giá 205 em nhận, em ngừng nhận nhá. Tại vì nó hết hàng, em còn tầm 20 cái. Đây là 3 hả chị? Ờ, 3. Rồi tiếp theo mã này các chị comment cho em là Nhung 3 cho em ạ. Nhung 3 cộng số điện thoại ạ. Để chạm Nhung 3 cộng số điện thoại cho em. Chị áo Nhung 2 rồi ok chị Nguyễn luôn. Chị Nguyễn Tân rồi ok chị yêu luôn ạ. Mã này các chị comment cho em là con này còn mở, còn thấy chưa em bảo mà nó lạc đàn. Đấy chưa các chị ơi, các chị nhìn hàng cho em này. Đấy chưa, xuất sắc chưa. Con này áo Nhung cho em nhá. Đằng trước của nó đính đá và đá của nó kiểu đá vàng ấy, đẹp long lanh luôn. Nó chỉ đính ở cái phần trước ngực thôi chứ không phải hết toàn bộ cho em ạ. Mã này các chị comment cho là Nhung 3 cộng số điện thoại ạ. Chị ơi 5 ngày chị nhận được hàng ạ. Chị lên đơn hộ em và kiểm tra đơn cộng số điện thoại giúp em với chị Nguyễn Lộc nhé. Để ngày mai các bạn nhân viên như em thì các bạn sẽ là kiểm tra xem là đơn hàng của chị đi đến đâu rồi. Đấy, bác nào mà cứ thấy mà lâu không nhận được đơn ấy. Đấy thì các chị cứ cho em số điện thoại để em kiểm tra đơn hàng nhé. Mã này các chị yêu comment cho là Nhung 3. Đúng không? Nhung 3 cộng số điện thoại cho em ạ. Mình đặt đá 951 với 210 mà không chốt đơn á. Chị Phạm Nhị ơi cho em xin lại số điện thoại với. Rồi ạ, mã này các chị có vẻ là Nhung 3 cho em 239.000. Để chị ạ, 239.000 đồng. Nó cái họa tiết của Chanel này các chị này. Họa tiết của Chanel nhỏ nhỏ cho em mà xinh xinh như này ạ. Đằng trước ngực của nó đính đá các chị yêu nhá. Có áo nhiệt túi vàng không ạ? Nhiệt túi vàng á. Là như nào nhỉ? Đấy chị ạ, Nhung 3 cho em ạ. Form từ 45 cân ạ, đến 65 cân các chị yêu nhá. 45 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Chuẩn mã hàng cho em là Nhung 3 cộng số điện thoại ạ. Áo hai dây có mà chị. Hôm nay về được áo hai dây rồi chị Đinh Thúy Ngân ơi. Hai dây là 95.000 chị nhá. Rồi ạ, mã hàng Nhung 3 cho em ạ. Nhung 3 cách số điện thoại. Để chị ạ, 239.000 đồng. Em thề luôn ạ, khẳng định luôn là cái mã này bên ngoại trường không có dưới 300. Đó, thoải mái các chị tham khảo giá cho em ạ. Đúng hàng mác như này cho em. Để chị ạ, đúng hàng tem mác như này cho em ạ. Chuẩn luôn là tầm khoảng 320-350. Em tặng các chị trên line nhà em là 239.000 đồng một áo ạ. Được chưa ạ? Comment cho em là Nhung 3 cộng số điện thoại ạ. Quần em mặc em hết rồi chị ơi. Đang hết à? Sao hôm qua mua hôm đấy gọi chốt ạ? Đơn hôm qua chưa chốt xong mà chị yêu ơi, cho em xin lại số điện thoại của chị nhá. Để chưa ạ? Chắc chắn hơn các chị comment cho em là kiểm tra đơn ạ, cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị Vân Hồng có ạ. Bán áo đen đi. Bán áo đen không à? Đen nào ạ chị? Ok chị Kế Đặng ạ, chị Phạm Thêm có ạ. Chị Ái Cu Đơ rồi chốt đơn ạ, chị Cẩm Nguyễn có đơn hàng ạ, Nhung 3 cho em với ạ. Đơn chiều qua chưa gọi chốt xong rồi chị ơi. Pha lắng dài em có. Còn nhé em ơi, Hồng Vân nhá. Nhung 3 cho em. Cái màu của nó này. Đấy chị ạ, chuẩn hàng cao cấp cho em các chị nhá. Hàng hay mát cho em các chị này. Đấy chị ạ, Nhung 3 cho em với. Chị Hồ Nghị có ạ, Bùi Thị Khuyên có ạ. Ok chị Hồng Yến Phạm nhá. Đơn hôm qua nếu mà chị nào chưa được chốt đơn ý, thì các chị cứ để điện thoại giúp em với. Tại vì đơn hàng hôm qua nhà em chưa chốt xong đâu. Chị Nguyễn Liễu có, chị Sinh Đoàn chốt đơn ạ, Phi Kim ạ. Rồi chị Minh Trần có, ok luôn ạ. Chị muốn kết bạn với em à? Rồi ạ, shopping luôn. Các chị ơi, tại vì là từ giờ em chỉ bán đến tầm khoảng là 20 Tết là em nghỉ rồi. Đấy, chị yêu mình cứ mua thì mua cho em từ bây giờ nhá. Không đến lúc là em nghỉ Tết là chị em mình em không gửi được hàng đâu. Thế các chị miền Nam là đến tầm của 20 Tết là em ơi gửi cho chị với, là lúc đấy là em bó tay luôn ấy. Tại vì đơn vị chuyển phát người ta nghỉ rồi ấy. Chị Ngọc Quý rồi, áo hay dây đen trắng này. Áo Nhung 70 cân thì chắc em sợ không vừa chị ạ. Chốt đến tầm 65-66 cân thôi. Chị Võ Thị Thúy có ạ, chị Vàng Hồng có đơn nhá. Rồi ok.
qua mẫu luôn này. Tiếp theo mẫu này cho em áo đen đen đây. Áo đen đen là bao nhiêu tiền chị nhỉ? 1,5 đúng không? Khoảng khoảng đấy thôi. Quần em mặc hết chị ơi. À, chị cho em xin một cái mã quần sóc nhung mà nó cao cao 903, 930 gì đấy. Chị Trần Yến có ạ, chị Minh Tám có ạ. Áo em mặc là 239.000 đồng chị yêu ơi. Quần thổ đen em có. À còn bò thổ hôm nay có một khói nhá. Có một khói nữa. Bao tiền một áo chị ơi? 239.000 đồng một áo nhung. Và đó là hàng nhung ép chị yêu nhá. Chị Hiền Nguyễn có nhung 3 đấy chị này. Chuẩn mã hàng cho là nhung 3 cộng số điện thoại ạ. Cái này là chị nào mà bụng béo ấy, bụng to các chị mặc nó không bị lộ bụng đâu. Tại vì cái này là bo gấu. Cái này là bo gấu cho em. Đây. Nhung 3 cho em với ạ. Cộng số điện thoại cho em các chị thì chốt đơn ạ. Chị Trần Quế có nhá. Nhiều comment bị ẩn quá em cứ phải gạt đi gạt lại cái màn hình ấy. Áo em mặc là 239 là nhung 3 chị Thu Thủy ơi. Tiếp theo các chị ơi, một cái mã áo giữ nhiệt các chị này, nhiệt đá cho em. Đấy chị ạ, nhiệt đá của hàng Quảng Châu. Các chị gái nhìn cho em hàng này. Đấy, các chị nhìn qua cho em với ạ. Di lê lông á, di lê lông em hết rồi chị. Em hết rồi, bán một tối hôm qua em xả hết luôn chị ơi. Đấy, đợt này tóc con mọc ra nhiều thế, rụng tóc nhiều nó mọc. Rồi các chị này, nhìn cho em áo này. Mã này là đá bao nhiêu đây? Ô đá 611 vẫn còn này. Thế về thêm ấy chứ, hết chứ không trước hết rồi mà. Đá này hôm trước hết mà. Đúng không? Bữa này các chị có phải là đá 611 cho em ạ. Đá 611 cộng số điện thoại cho em các chị yêu. Em có size các chị từ 40-66 cân. 40 cân đến 65-66 cân đổ về cho con hàng ạ. Áo dây em mặc rồi ok chị Phạm Trang Nhung nhá. Áo hay dây em mặc là 95.000 chị ạ. Còn áo này các chị ơi ạ. Mã này các chị có phải là đá 611 ạ. Để chị ạ, đá 611 kèm số điện thoại ạ. Tặng gió nam thì em có gì là tặng gió nam đâu chị ơi. Rồi đá 611 cho em ạ, 175.000 một áo các chị nhá. 175.000 đồng ạ. Tất cả của nó sẽ là hàng Quảng Châu cho em ạ. Nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng cho em thoải mái. Để chị ạ, chuẩn hàng cao cấp các chị mình lấy. Rồi ạ, nhận được hàng 5-6 rồi, chất đẹp đó. Cảm ơn chị Phạm Lựu ạ. Rồi chị Phạm Lan, Nguyễn Lam rồi ok, chốt đơn ạ. Mã này các chị comment cho em là đá 611 ạ. Chị Lan Hương có đơn hàng ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ, đủ size ạ, MLXL. Đấy, đủ size MLXL, các chị cứ mình cứ từ khoảng là trên 40 cân nhá. 40 cân đến tầm khoảng 65 cân đổ về, 65-66 cân đổ về. Tại vì áo này nó co giãn. Để xem áo này nó co giãn rồi, nên các chị một mã quần sóc nhung. Hôm nay nhận được mã nhiệt đá 611 đẹp lắm em ơi rồi. Chị ơi không phải bàn đâu. Tại vì những cái mã này nếu mà chị nào mà hợp ý, chị nào hợp u với nhà em thì cứ phải gọi là đã mắt luôn. Đấy chị ạ, cứ phải gọi là đã mắt luôn ạ. Đá 611 ạ, đủ size số các chị nhá. MLXL 3 size. Em chào chị Nguyễn Linh ạ, chị Trâm Lợi có, Lan Vũ ạ, Thúy Đào chốt đơn ạ. Chuẩn mã cho em là đá 611 cách số điện thoại. Đấy chị ạ, đá 611 kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc nhỉ. Đây. Các chị nhìn form dáng này, co giãn thoải mái. Đấy chị ạ, co giãn thoải mái luôn. Nó cũng là dòng kiểu áo giữ nhiệt đấy nhá. Dòng của áo giữ nhiệt luôn ạ. Đá 611 cho em. Dạ. Cháu lấy cứ tưởng gọi cháu. Cái chị đưa cho em nhung 4 mình còn không? Tôi đưa nhung 4 này, lên cho các chị một mã nhung này, cho các chị dồn đơn luôn. Đó, chị Loan Hoan ạ, Hương Út có ạ, Hà Minh chốt đơn nàng ạ. Cái đá mà hình cái nơ ở cổ còn không nhỉ? Còn đấy. Đưa cho em xem nào. Mình con nó bướm mấy cái nơ gì ở cổ ấy. Cái cọc nào cũng số lượng nhiều nhiều mang đây cho em. Ít thì thôi. Đá 611 các chị, đá sáng lắm. Nó không như đá rẻ mà cái đá nó bị xỉn màu đâu. Các chị nhìn trên cái màu đá nó đẹp long lanh luôn. Và đá của nó là đá ép nhiệt nhá. Không có đá trắng chị ơi. Tại vì đá trắng nghe biết bán lắm. Đa số là đá đen các chị mặc thì ai cũng mặc được ấy. Xong là nó nổi nữa. Nó nổi cái hình cái đá các chị này. Còn đá trắng thì màu đá nó không được nổi như thế các chị nhá. Rồi lên các chị một cái mã đây các chị này. Mã này cho em ạ. Đá 632 đúng không? Đá 632 cộng số điện thoại ạ. LXL. Mẹ đã đặt cái điện. Hôm nay bao nhiêu tiền? 632 này. 175. À con đấy 16. Nhá, con đấy là 175 chứ. Đây. 623 là 175.
Đây nhá, em không sơ vin, em để bình thường các chị này. Đây, em mặc size nhỏ nhất đây. Em mặc size nhỏ nhất các chị nhìn cho em hàng này. Để chị ạ, lên sẽ là mã đá 632 ạ. Đá 632 kèm số điện thoại cho em. Lên áo 2 dây gái yêu ơi. Chị ơi em đang mặc thì chị nào lấy áo 2 dây, các chị có may là áo 2 dây thôi. Áo 2 dây kèm số điện thoại bộ Quảng Châu nhà em á. Nó còn lẻ cái size linh tinh thôi chị ạ. Để hôm nào về đủ hàng em bán nhá. Chị Uyên Thân ạ, Vũ Thúy Lan có, chị Thanh Thời ạ, chị Hương Mùi chốt đơn ạ, quần em mặc em hết hàng ạ. Áo em mặc các chị comment là đá 632 ạ. Áo này báo bao nhiêu tiền em ơi? 175.000 ạ. 573 bị rộng đổi hàng thế nào? Chị ơi chị cứ gửi lại cho em cái địa chỉ ở trên gói hàng ấy. Nhưng em có địa chỉ và có số điện thoại hết đấy chị ơi. Đấy chị ạ, hoa hồng nhung có các chị này. Lên mã này cho em là đá 632 cho em 175.000 ạ. Em có MLXL3 size. Hàng này cái phần thân của nó sẽ là hai lớp nhá các chị nhá. Phần thân là hai lớp, còn phần tay của nó là gen một lớp cho em ạ. Đá 632 cộng số điện thoại ạ. Em mặc size nhỏ như ra em mặc size L. Nói chung là form này chốt dưới 65 cân. 40 cân đến 65 cân ạ. Vũ Hải Yến em nhìn thấy chị nhá. Đá 632 cho em ạ. Nó là kiểu kiểu gen lưới, được chưa? Kiểu gen lưới ạ. Chị Bùi Chiến có ạ, chị Bùi Quang chốt đơn ạ. Chị nào lấy áo 2 dây các chị cứ lên đơn cho em là áo 2 dây cách số điện thoại là áo 2 dây em đang mặc đây chị này. Áo 2 dây cho em. Đá 597 và 615 mà không thấy chốt à? Thế mà hai mặt đấy nhà mình có còn hàng không nhỉ? 597 và 615. Rồi chị cứ bốc ở chỗ mẹ em đang ngồi ấy. Đấy. Trên đấy là chỗ đấy bóc ra hết rồi, chỗ này chưa bóc chốt đâu. Thế á, chỗ nào chưa chốt? Chị đưa cho em cái nơ nơ, cái hình cái nơ ấy. Cái nơ ở sau đi. Rồi. Rồi ok, đợi em tí. Không, cái nơ mà to to ở giữa ngực ấy. Đá này đá 632 ạ. À, cái 611 này hôm trước là em đang bị hết hàng chị ạ. Chứ không phải là nhân viên nó không đổi. Trời ơi, đổi mã thoải mái mà chị. Chị Mê Thị Yến rồi ạ, chị Lương Thị Hiền, ok, chị chốt đơn ạ, chị Kim Thơ Nguyễn Thị có, mình nhận hàng Nhà Loan chưa bao giờ được ạ. Chị Quang Huy lên số điện thoại giúp em với nhá, đá 632 cho chị nhé, chị Hoa có may cho em số điện thoại với ạ. Chị Bình Nguyễn có, áo 2 dây có hai màu chị ơi, hai màu là trắng mới đen, cảm ơn chị Nguyễn Thắng ạ. Áo đá màu đen lúc nãy là mã gì ạ? Đá đen lúc nãy là 611 chị ơi, đen lúc nãy là 611 ạ. Rồi các chị lên mã này cho em là đá 632 nhé. Đá 632 cho em hai lớp ạ chị này. Xuất sắc chưa ạ? Đá 632 cộng số điện thoại cho em với ạ. Chị Nguyễn Bảo có ạ, chị Nguyễn Phương chốt đơn ạ. Chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em với. Mã này đúng size không? Không. Đây cơ mà. Không còn đâu. Ôi mã này cũng đang còn có size L, XL đó chị này. Lẻ size ạ. À thế ạ, chị Thành Huế. Em cảm ơn nhá. Rồi. Mã này em còn hai size là L, XL, các chị lên cho em là mã này là gì nhỉ? 595. Ôi lúc đấy có chị nào hỏi 595 nên mà mình lại bảo là không còn này. Bọn nó lưu. Đây. Em còn chị Đồng Huyền ơi. Đá 632, chị cứ coi là đá chữ số 6 và số 3, số 2 ấy. Comment hẳn cái chữ số 632 luôn ấy. Đấy, mã này các chị comment cho là đá 595 các chị yêu nhá. Đá 595 cộng số điện thoại cho em 175.000 ạ. Nay nhận áo gió đẹp lắm, cảm ơn chị Lê Hòa nhá. Chị Ngọc Hân có, chị Nguyễn Huệ có ạ. Áo nhiệt 913 thì mình còn hàng không nhỉ? Rồi các chị ơi, từ từ em lên sau nhá. Quần em mặc hết chị ơi. Đá 595. Chị Trần Hiền comment lại mã hàng là 632 thì đến đá 633 nhỉ, em chưa lên là máy tính nó không nhận đơn đâu ấy. Áo 2 dây trắng đen ok chị Đồng Huyền này. Dây mặc là mã các chị có comment là áo 2 dây thôi. Tại vì nhà em chỉ bán một mã này thôi ạ. Đi nha các chị nhá. Mã này các chị lên cho em là đá 595. Đá 595 cho em 175.000 ạ. Đủ. À quên, em bây giờ không còn đủ size nữa mà có size L, XL. Còn size M em đang hết nhá. Form này chút đâu các chị từ 50 cân đến 65 cân ạ. 50 cân đến 65 cân chị Nguyễn Hiến cho em số điện thoại của chị với. Tại vì áo 2 dây đấy dễ mặc lắm. Dạ. Không, nói chuyện Loan kia cơ. Ui giời, bà cứ Loan Loan làm cho giật mình. Hai Loan là nhà. Cứ hai Loan làm cho giật mình. Chị Bùi Thị Khuyên rồi chốt đơn ạ. Bộ đi à, bộ chị lên lúc đầu like rồi em yêu ơi. Chị Thu Lan có ạ. Chị Nguyễn Thơm chốt đơn hàng ạ. Đá 595 cộng số điện thoại cho em. Đặt hàng chỉ chờ sóc gọi à. Rồi ok chị Nguyễn Linh nhá. Mã em có đủ size luôn ạ. Huyền ấy làm cái gì trong đấy đấy? Rộng cái gì? Nó cứ loanh quanh ấy thì nhanh đây ra để soạn hàng bán đi, cứ loanh quanh ở đấy. Bán cái mẫu giày
rồi đây, bây giờ chỉ việc lên thôi. Đá 595 cho em ạ, cộng số điện thoại. Em ơi, đọc số hotline chị nhìn không rõ à? 0988301183 chị nhá. Chị Bùi Bút Dương rồi, ok, chị chốt áo hay dây đen trắng này. Áo hay dây là 95.000 chị ơi, áo hay dây là 95.000 đồng ạ. Áo em mặc ở đá 595. Chị đá 595 cộng số điện thoại. Rồi lên các chị một mã áo len đi em ơi. Ở đấy, sao lại còn một mã áo thổ đấy, chất ở trong đấy vậy? Nhưng các chị một mã áo nhung này. Đá em mặc là đá 595. To giãn thoải mái, các chị nhìn cho cái gen của nó nhá. Cái gen của nó là gen chìm. Cái gen của nó là gen chìm ạ. Đấy, cái gen của nó là gen chữ cho em này. Gen chữ ạ, mặc nó rất là sướng luôn ý. Cho chị xem áo gió à, đợi em một chút ạ. Cái mã gió 56 thì em vẫn đủ màu đủ size. Đấy, gió 54 thì hôm qua em xả, tại vì nó hết hàng các chị nhá. Nó hết hàng, nó còn ít thôi thì em sell. Lên các chị một mã áo nhung các chị này. Nhung này là nhung 4 ạ. Cái chạm nhung 4 ạ, đủ size chị yêu nhá. Xem bảo chị xem nhung 4 có đủ size không? Nhung 4 là đấy, em có mỗi lời ít lờ thôi. Lời không có hay cả. À lờ ít lờ hay ít. Con đấy lờ ít lờ hay ít. Con hay ít chứ. Có. Con nhung 1 hay ít. Xem có hay không? Có hay. Để xem làm nhá. Vâng. Con này hay ít, hay ít. Lờ ít lờ hay ít lờ các chị này. Để chạm mã này các chị lên là nhung 4 cộng số điện thoại ạ. Nhung 4 cộng số điện thoại cho em, con này là còn ít đúng không? Đủ size đúng không chị? Đủ size rồi. Còn ít đủ size. Mai nhung 4 cho em. Nhung 4 này đủ size các chị, 45 cân đến 65 cân các chị yêu. 45 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Chuẩn cho em là nhung 4 cho em ạ, 239.000 đồng ạ. Chị Nguyễn Lan có ạ. Mã này các chị có phải nhung 4 nhá. Nhung 4 ra lại còn sót một cọc nữa thôi các chị ơi. Sót một cọc mã nhung 4 thôi. Chị yêu nào có đơn hàng các chị lấy tên phường dồn đơn của mã cái nhung 4 này cho em này. Chị hoa hồng đỏ chốt đơn ạ. Bạn áo loan mặc không á? Áo hay dây mà có bán mà chị. Áo hay dây mà có bán mà. Rồi nhung 4 cho em ạ. Hình họa tiết của LV cho em này. Đính đá đằng trước được chưa? Nhung cho em các chị yêu nhá. Áo nhung. Chuẩn mã hàng cho là nhung 4 cộng số điện thoại em có đủ size là L1XL2XL ạ. L1XL2XL ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em với 45 đến 65 cân. Đấy chưa? 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Chuẩn mã nhung 4 cộng số điện thoại ạ. Đẹp quá này các chị này. Hôm qua được gọi chốt đơn thích quá rồi. Làm sao ạ? Để khách hàng mong ngóng thế này chứ. Chị Phạm Trang Nhung có ạ, chị Nhô Huệ có ạ, chị Hào Thắm có ạ, áo gió à. Chị ơi lấy cho em áo gió gió 56 xem còn màu size gì nhá. À, nó vẫn về đủ màu đủ size đấy, tại vì gió 56 chị cứ đưa cho em cái size mặc vừa đi. Đang về bù hàng rồi. Vì cái mã đấy là mã mới công ty vẫn trả hàng. Chị Nguyễn Thảo có, chị Nga Lê có ạ. Muốn đổi mã áo khác chị cho em số điện thoại đi. Comment đọc em vào đổi đơn cộng số điện thoại giúp em với ạ. Chị Tâm Trần rồi, ok, chốt đơn áo 2 giây này. Chị Nguyễn Đông có, chị Thanh Thời có, lên có nên đơn này. Cho em một chút em lên áo gió ấy nhá. Chị mua một áo đen không cần đá em ơi à. Đấy chị xem like chị ơi. Chị xem like chị ưng mẫu nào chị lấy ạ. Ôi xem một cái đã. Ở bàn cái thôi, chưa lấy đủ màu. Tại vì chắc cái này nó rút màu rồi. Chắc là mà có lấy cái size nó chốt đơn nó khách rồi. Đây các chị này. Áo gió đây. Áo em mặc là nhung 4 ạ, đủ size các chị 65 cân nhá. 65 cân, 45 đến 65 cân đủ với em chốt đơn. Nhung 4 cộng số điện thoại ạ. Em lên cho các chị áo gió đây ạ, gió 56. Gió này thì em đủ màu đủ size các chị nhá. Đủ màu đủ size ạ. Lên chuẩn mã hàng cho là gió 56 cộng số điện thoại. Hàng này của nó là hàng lót lông cừu. Cái nào chị khuyên bùi? Nguyễn Minh Ánh ok chị ạ. Huyền Nguyễn có ạ. Lên hôm kia chị Thu Lan. Quần xong nhung để em một tí em lên luôn nhá. Thấy chưa? Sao lên quanh đây em nào? Đủ size đúng không? Không, MLXL. Đủ size. Được chưa? Đủ size MLXL. Các chị nhìn cho em ạ, gió 56 nhá. 65 66 cân đổ với các chị nhìn vừa cho em ạ, trên 40 cân đổ lên. Gió 54 em hết hàng, chị Hoàng Lương ơi. Gió 54 nhà em thì còn size to, các chị chuyển sang gió 56 rồi này. Tại vì mã này cũng cùng công ty, được chưa? Cùng hãng với nó luôn. Cái gì khác nhau là đợt này chị hóng gió 56 màu xanh lắm rồi ạ. Ok chị ạ. Mã này là của là hàng lót lông nhá. Các chị nhìn màu này, nhung 4 239.000 đồng chị Nam Nguyễn ơi. Mũ các chị không thích các chị có thể bỏ mũ tháo rời mũ cho em được ạ. Gió 56 cho em ạ, 249.000 đồng một áo.
249.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng cho em là gió 56 ạ. Em đã có màu xanh đấy Tiêu nhá. Màu xanh này, màu đỏ cho em ạ. Để chị ạ, màu hồng này, xong màu vàng này, màu cam không có, màu cam không chị ơi? Tiếng màu cam. Để chị ạ. Có quần thô lót nỉ em có mà chị. Có quần thô lót nỉ mà chị gái đợt trước nghe giống cái loại quần mà em hay bán này. Công tân rồi, ok chốt ạ. Chị Nguyễn Bình có đơn ạ. Chị Hoàng Nguyệt có gió 56 các chị này. Gió 56 cộng số điện thoại cho em là các chị mình có đơn ạ. Form các chị thoải mái dưới 6566 cân đổ về các chị nhá. Chị Đỗ Nhung có, chị Nguyễn Hạ có, chị Nguyễn Huệ Lam. Hàng này hàng của nó là hàng lót lông. Để chị ạ, hàng lót lông cho em ạ. Các chị nhìn màu của nó này, phối màu rất là đẹp luôn. Để chị ạ, chuẩn hàng công ty cho em. Chuẩn hàng công ty cho em ạ. Đây màu vàng các chị ơi. Màu vàng cho em với. Chị Lê Quỳnh có ạ, MLXL 3 size. Mà mã này em vẫn đang về bù tại vì hàng này công ty mới ra chị nhá. Hàng công ty mới ra. Chị Nguyễn Huệ Lam có, chị Trần Thúy nó cũng là phiên bản của gió 54 ấy. Nhưng mẫu này là mã mới hơn. Chị Hương Nguyễn có, chị Linh Phương có. Chị cứ vào cái trang bìa của em muốn đều có số hết đấy chị. Chị Thanh Thời rồi, ok chị luôn này. Gió 56 ạ, cho em màu vàng. Màu vàng ở bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên lam một chút các chị yêu nhá. Cái mũ này các chị không thích các chị có thể tháo ra, tại vì cái mũ này là khóa tháo rồi. Chị Hiền Phùng ạ, Hoàng Thị Nguyệt có đơn ạ, chị Linh Giang Linh Lan rồi ok, Hạnh Nguyễn Thị có, chị Hồng Vân rồi ok, chốt đơn ạ. MLXL 3 size. Đó, MLXL em nó có 3 size luôn ạ. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Mơ ơi các chị rất là dễ mặc luôn ạ. Chị Nguyên Thân có. Đây. Màu này là màu cam thôi em nhé, màu cam của màu cam đất ấy. Còn đây là màu đỏ này. Chuẩn hàng cao cấp cho các chị luôn. Chị ạ, chuẩn hàng cao cấp luôn ạ. Gió 56 ạ, chị Cúc Vương ạ, chị Nguyễn Minh có ạ. Quần trắng em mà không có hàng đâu chị yêu ơi. Không có nha. Đây. Chị Tú Nguyễn ạ, các chị cứ lên đơn hàng cho em với. Chị vào Xuân lên số điện thoại chị ơi. Lót lông cho em này, cầm nó xuống đời luôn. Áo này 45 cân có vừa size M chị nhá. 45 cân là mặc size M cho em. Chị Trần Hoài có, chị Trần Thị Nga có, chị Huyền Nguyễn có đơn ạ. Gió 56, chị Thúy Ly chốt đơn dồn này. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em với ạ. Chị Nguyễn Thị Vân có đơn nhá. Em dơ màu, em mặc thử một thêm một màu nữa. Xong là em dơ các màu nữa, các chị nào thích màu nào các chị lên màu đấy cho em với. Đỏ bên ngoài là đỏ đô nhá các chị nhá. Được chưa? Gió 56 trên màu đỏ đô cộng số điện thoại ạ. Mấy cô kia lấy cái gì đấy? Mua gì? Đây, 67 cân tùy chiều cao của chị nữa. Chị Thu Xuân có. Ok, chị Kim Vân Lương gửi là em đổi size nhỏ hơn cho. Chị Hành Hoàng ok, chốt đơn hàng ạ. Rồi, màu đỏ hoặc cam đất dồn đơn rồi. Chị Viên Đá nhỏ có đơn nhá. Đây các chị cứ chọn màu cho em thoải mái. Để chị ạ, chọn màu, chọn size vừa. Áo nhung em mặc là mã nhung 4. Chị Lê Thị Hồng Toan ơi, chị Hà Minh có, các chị cứ lên đơn cho em với. Không đọc tên các chị vẫn được chốt đơn. Tại vì là máy tính nó bắt đơn ý. Máy tính nhận đơn bình thường. Đấy, comment nào em nhìn thấy và em lướt qua và em đọc gọi là chị Nguyễn Bích có, chị Bằng Lăng Tím, chị Yến Tư có chị nhá. Rồi qua mẫu chị ơi, chuyển mã luôn ạ. Sóc nhung nhá, lấy các chị một mã sóc nhung này luôn ạ. Đủ size đấy chị này, đưa chân túi mát đây, sóc nhung đây. Ok chị ạ, chuẩn các chị luôn nhá. Sóc nhung cho em là mã gì đây, đủ size từ size 27 đến size 30 hay 31 gì đấy. 903 sóc 903 cho em với ạ. Qua chị ngồi một chút chị thấy là nếu mà đến đêm hôm nào là thế hả? Nhìn kia một con sóc nhung này. Em bảo rồi ạ, giá mình vượt được giá tốt. Giá vượt được giá tốt. Để chị ạ, chốt các chị từ 40 cân đến 65 cân các chị yêu nhá. 40 cân đến 65 cân nhà em có size vừa, chuẩn các chị hàng loại 1 luôn. Đó các chị comment là sóc 903. Sóc 903 kèm số điện thoại ạ. Chị đưa cho em size 27 là em không vừa rồi, size 27 nhỏ lắm. Em mặc size 28 đấy. 27 nó tương đương với size S. Size 27 em không thể nào em vừa được đâu. Em mặc 28, từ từ sóc 903 từ em báo giá nhá. Để mặc lên cho các chị xem cái form dáng của nó đã. Đến size bao nhiêu Huyền ơi? Đến size 30 đúng không? Thì các chị đến tập khoảng 65 cân đổ về. Áo em mặc là nhung 4. Áo nhung mã số 4 là nhung 4 cho em.
Rồi em mặc thử cho chị xem cái quần sóc nhung này các chị nhá. Em bao giá các chị cũng gọi là ngất người luôn. Áo em mặc là 239.000. Các chị nhìn trên một con quần này, xịn đét luôn nhá. Thấy chưa ạ? Chuẩn hàng loại 1 luôn ạ. Quần thổ đi đây em tí chị Bích Nga ơi. Đây mà size 28 rồi ạ, sóc nhung 903. Các chị comment là mã gì ạ? Hay là comment là sóc sóc 903 thôi. Sóc 903 kèm số điện thoại ạ. Em bán tặng trên like của em ạ. Một mã này ấy, chị này 219.000. Giá hôm trước là 249 nhé chị yêu nhá. Ngày hôm nay tặng các chị luôn ạ, 219.000 đồng một quần. Comment cho em là mã gì ạ? Sóc 903 cộng số điện thoại ạ. Đấy chị ạ, sóc 903 cộng số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của nó là hàng loại 1 luôn. Các chị nhìn cho em hàng này, từ size 27 ạ, đến size 30, 27, 28, 29, 30 ạ. Chốt các chiêu từ khoảng là 42 cân đổ lên nhá, 42 cân ạ, đến tầm khoảng 64, 65 cân đổ về. Đến tầm khoảng 64, 65 cân đổ về các chị lên đơn hàng cho em với ạ. Đấy chị ạ, sóc 903 cộng số điện thoại ạ, 219.000 đồng cho em một con sóc nhung này. Thị trường vẫn đang ở trên 300.000 một quần. Đấy chị ạ, em tặng các chị trên line thì em đầm 219.000. 219.000 đồng cho em một con quần sóc nhung đây ạ. Xịn đét luôn, đằng sau này sẽ có chun ấy chị nhá. Đằng sau có chun này, đằng trước của nó sẽ là kiểu giả cạp cho em ấy. Các chị sơ vi cũng đẹp. Được chưa? Các chị sơ vi này cũng đẹp này. Ok chị ạ, sóc nhung 903 cộng số điện thoại cho em ạ, từ size 27 cho đến size 30. Nói chung là cái này thì em có tầm khoảng là 15 cái á, 15 cái 20 cái thôi các chị nhá. Đặt các chị trên line em là 219.000 đồng ạ. Chị nào nhanh tay mình có đơn. Ok chưa? Các chị nhìn cho em hàng này. Có này, quay máy giặt thoải mái. Quay máy giặt thoải mái cho em nó không bị là bạc cái quần. Để chạy nó không bị bong cái tuyết của cái nhung da ấy. Để chạy sóc 903 cộng số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn ạ. Chuẩn hàng loại 1 hàng Quảng Châu luôn. Chuẩn hàng loại 1 của hàng Quảng Châu luôn các chị này. Nhìn hàng cho em nhá. Thoải mái. Để chạy nó rất là ôm vào cái đùi của mình luôn. Nó không bị rộng nhá. Nhưng có cái loại mà nó bị rộng rộng ra các chị mặc trông nó rất là xấu. Nên cái form này các chị này, bên trong nó lót cho em này. Để chạm bên trong lót cho em ạ, mặc cực kỳ là sướng, nó mềm lắm. Sóc 903 cho em ạ, 219.000 ạ. Áo em mặc là 95.000, chị ơi, áo 2 dây nhá. Áo 2 dây là 95.000, còn quần là 219.000. Quần là 219.000 đồng. Các chị lên đơn hàng, cái phần này của nó này, nó sẽ là may vào cho em chứ không phải là dán vào đâu các chị ơi. Giặt thoải mái cho nó không bị bong. Áo đang mặc có bán chị Giang không ơi? Áo em mặc là áo 2 dây. Áo 2 dây là 95.000 một áo. Để chạm áo 2 dây là 95.000 đồng ạ. Còn quần là 219.000 ạ. Đơn hôm qua chưa gọi chốt hết đâu chị Hà Hương ơi. À, chị Cải Thảo có ạ. Các chị cứ comment chuẩn mã hàng, cách số điện thoại cho em là mình chốt đơn nhá. Chị Lê Thiện có ạ. Chị Nguyễn Khuyên ạ. Sóc nhung 903 cho em ạ. Đủ size số ấy, chị yêu nhá. Hàng này nó không phải lẻ size mà em sale đâu. Mà mã này em vượt được giá sale. Đấy chị ạ. Nói thẳng luôn ạ. Giá em vượt được sale cho nên em tặng các chị là rẻ hơn cả giá nhập vào. Rẻ hơn cả giá nhập vào luôn. Đấy chị ạ. Chị Bông Công có ạ. Sóc nhung 903 cộng số điện thoại ạ. Em có mã nào đủ size nữa không chị? Đợi cho em một mã nào có số lượng nhiều tí đi. Áo có màu trắng màu đen chị ơi. Áo hay dây em có cả trắng với đen. Các chị comment là sóc nhung 903. Cách số điện thoại cho em với ạ. Em lấy các chị một mã của sóc nhung. Các chị cứ làm cả đôi đi. Cả đôi hai cái hình cặp khác nhau ấy. Đó, sóc nhung 903. Đẹp lắm này các chị này. Mỗi này các chị là mặc mix với cái gì cũng đẹp. Mấy cái gì cũng đẹp luôn. Tiếp theo ạ, từ size 28 27 đến 30. 27, 28, 29, 30. Nhìn của em xem đúng không? Đúng. 27, 28, 29, 30. Nó cũng tương đương với lại size 27 đến 30 đúng không? Đúng. À quên, SXL. Từ size 27 này đến size 30 đúng không ạ? 42 cân, 42, 43 cân đến tầm 64, 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Ok chị ạ, chuẩn mã hàng cho em này. Sóc 936. Được chưa ạ? Comment của em là sóc 936 cộng số điện thoại sóc nhung 936 nhé. Sóc nhung 936 ạ, cách số điện thoại cho em. Các bạn nhìn hàng này. Ôi xịn quá, thật sự luôn ấy. Mà giá thật sự hôm nay ấy, nó vẫn đủ size nhá. Nó vẫn đủ size số các chị nhìn hàng. Thực sự luôn, hôm nay chị nào không vượt được con này hơi bị tiếc luôn.
Thì chị ạ, không vừa được con này hơi bị tiếc luôn, các chị nhìn cho em nhé. Thị trường đang bán các chị toàn bộ hơn 300.000, tầm 350 một cái. Tầm khoảng 350 một cái, các chị nhìn cho em ạ, em cho các chị xem gần luôn này. Đấy chị ạ, shop 936 á. Shop 936 cộng số điện thoại cho em mã này ạ. 219.000 đồng. Đấy chị ạ, 219.000 đồng một quần. Nó dày nó tanh chất dã man luôn. Đủ size các chị nhá, sóc nhung 936 á, cộng số điện thoại cho em 219.000 đồng. Có size các chị dưới 65 cân, 42 cân đổ lên đến tầm 42-43 cân đổ lên nhá, cho đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn hàng. Cái là cạp bản 5 phân các chị này, bụng to bụng béo các chị mặc ạ. Hôm nọ 245, hôm nay lại xả. Ôi dồi chị ơi, em bảo rồi ạ, bỏ qua cái giá cũ đi. Tại vì giá này em vượt được giá sale, chứ còn bình thường em nhập vào giá này ý, còn không được các chị nhá. Đấy chứ ạ, em nhập giá này không được đâu. Cho em có cái cặp tăm cặp tách gì không? Tóc em dạo này nó tê tua quá rồi các chị ạ. Rồi sóc nhung 936 á, đủ size từ 27 đến 30. Đấy chứ ạ, từ 27 đến 30 luôn các chị này. Nhận hàng các chị cứ xem cho em cái chất nhung nhá. Nhung giá em có, chị Hồng Cường ơi, nhung giá em có. Đấy chứ ạ, comment cho em là sóc nhung ạ, 936 ạ, cộng số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn hàng này. Đấy chứ ạ, đẹp xuất sắc luôn. Sóc nhung 936 á. Đấy, size đánh từ size 27 ấy chị nhá. Đánh từ size 27 nó không đánh size S đâu. Nó cũng tương đương với lại size S, MLX ấy. Đấy, 27, 28, 29, 30. Đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Đấy chị ạ, đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em với ạ. Sóc nhung đẹp, chất, em cảm ơn chị luôn. Nói chung là về các chị cứ xem hàng, đấy chị ạ, kiểm tra chất lượng cho em ạ. Nói chung là cái hàng rẻ, các chị sờ cái chất nhung mà biết ngay. Nó không được mềm mại đâu và nó không được dày chiêu nhá. Nó mỏng tèo tèo ra, xong là cái tuyết của nó rất là khô, cứng lắm. Đấy chị ạ, ngày hôm nay tặng các chị luôn 219.000 ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em rồi. Rồi, lên các chị một mã áo len đấy chiêu nhá. Lên mã áo len của hàng cao cấp luôn. Quan trọng là ấm không? Cái gì quan trọng là ấm không? Lên nhung dài đi á. À, em bảo này cái quần Chanel đâu. Đây ạ, về được cái mã quần Chanel hộp các chị này. Ok chưa? Quần này các chị comment là quần quần hãng cộng số điện thoại. Đấy chứ ạ, quần hãng cộng số điện thoại cho em ạ. Đẹp quá này các chị ơi. Đấy chứ ạ, lên đơn hàng ạ, đủ size số từ S đến XL. Đủ size số ạ, từ S đến XL. Các chị lên đơn hàng cho em là quần hãng, nó là dáng legging các chị không nhá. Dáng legging cho em ạ. Lên chuẩn mã hàng với số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn ạ. Từ S đến XL phải không chị? Rồi chốc nhung 936 em qua mẫu nhá. Tại vì là số lượng nó có cực ít luôn. Lên một mã quần legging. Cái quần quần Chanel trước mình bán là bao nhiêu tiền? Mặc với lại áo hay dây đen các chị nhìn nó hơi bị khó nhìn một tí nhỉ. Các chị nhìn cho em quần này. Thì chạm đó là quần legging nhé chiều nhá. Nâng mông ạ, ghen bụng. Ok chạm quần legging nâng mông ghen bụng luôn. Các chị comment cho là quần hãng cộng số điện thoại ạ. Em có từ size S cho đến size XL. Từ S XL luôn ạ. 40 cân đến tầm 60 cân đổ về nhá. 40 đến 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Áo hai dây mặc em có hàng chị gái ơi. Áo hai dây mặc là 95.000. Áo hai dây mặc là 95.000. Quần em mặc các chị comment cho là quần hãng cộng số điện thoại này. Đấy, bụng béo bụng to các chị mặc này. Ghen bụng cực tốt luôn, tại vì quần nó là quần cạp 5 phân cơ, quần cạp to đấy. Đó, quần legging cho em ạ, vừa ấm vừa đẹp luôn. Em tặng các chị trên line nhà em là 119.000 đồng một quần. Đấy chị ạ, 119.000 đồng ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Em chẳng biết, em không nhớ là giá em nhập vào bao nhiêu ạ. Vì có nhiều mã quá ạ. Vậy chấp nhận, tại vì mã này em còn tầm 100 cái thôi. Mã này còn tầm 100 cái, em tặng các chị luôn là 119.000 đồng ạ. Quần này không bị cắn chỉ. Không phải cắn chỉ luôn, tại vì em bán cho các chị là cái dòng chất của nó chống chất u mì ép. Đấy, các chị comment là quần hãng cộng số điện thoại cho em ạ. Lên chuẩn mã hàng với số điện thoại cho em ạ, dưới 60 cân nhá. Dưới 60 cân, co giãn 4 chiều. Đấy chị ạ, quần co giãn 4 chiều luôn, các chị mặc nó không bị cắn chỉ. Nhưng em sẽ không làm một cái loại chất bị cắn chỉ đâu các chị nhá. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em bố ạ. Quần hãng, hàng này không lót lông chị ơi. Hàng này hàng thường, mùa đông mặc được, mùa hè mặc được. Đấy, mùa đông mặc được, mùa hè mặc được cho em ạ. Quần hãng cộng số điện thoại cho em. Lấy cho em cái quần baggy chưa? Quần Q1 ấy, Q1 hôm nay có một ít. Rồi, quần hãng cho em ạ. 119.000 đồng. Lên chuẩn mã cộng số điện thoại cho em.
Cái này các chị mix với cái gì cũng đẹp đúng không? Quần legging đây, nó là kiểu là dòng quốc dân rồi. Đấy chứ ạ, nó là quần quốc dân rồi ạ, quần hãng cho em với ạ. Mặc sướng lắm các chị ơi. Đấy chứ ạ, mặc sướng lắm. Đó, dòng thông dụng nhất. Đấy chứ ạ, quần hãng cho em. Áo hoa dê mặc 60 cân vừa chị ơi, có đến 65 cân các chị bon chen thoải mái. 65 cân bon chen thoải mái cho em tại vì cái áo này nó co giãn chị ạ. Rồi quần hãng cho em ạ, dưới 60 cân nhá. Em có từ SXL, SMLXL. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo các chị này. Em lên cái mã quần Q1 nhá. Q1 là em còn hôm trước các chị hỏi em nhiều quá mà em báo hết mà hôm nay nó dọn còn sót một tí thôi. Nó còn sót một ít cái quần này cho em. Các chị comment là quần Q1 cộng số điện thoại đấy ạ. Q1 lên đơn cộng số điện thoại cho em ạ. Cái này là dáng Becky nhá chị yêu nhá. Chị xem em có đủ size không? Đủ. Rồi, ôi các chị ơi. Thực sự luôn là các chị nhìn cho em một con quần này. Quần này em bán quá nhiều các chị ạ. Bán quá nhiều rồi. Nhưng mà nó bị sót các chị nhá. Nó bị sót cho em mã này. Nói chung các chị cứ chọn cho em là size vừa. Để chọn cho em là size vừa. Còn hình các chị yêu mình cũng hoan hỉ cho em được cái hình của nó. Các chị comment là quần Q1 cộng số điện thoại cho em ạ. Q1 cộng số điện thoại em mặc thử các chị mình xem luôn nhá. Nó có là 4 hay 5 hình khác nhau đấy. 4 năm hình khác nhau luôn. Bộ thủ này nó rất là sai là mình vừa chứ. Đây, quần này dáng baggy cho em các chị nhá. Em có size các chị 45 đến 65 cân. Q1 cho em ạ, 110.000. Q1 110.000 một quần các chị này. Các chị mặc con quần này các chị mặc đi làm đi chơi là ok hết cho em. Đấy, lâu lắm em có mới còn cái hàng này vì là nó bị sót. Sót tầm 100 cái các chị nhá. Còn sót tầm 100 cái thôi. Em có đủ size số SMLXL ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em ạ. Chị nào nói chung là các chị cứ hai quần để hai hình khác nhau. Được chưa? Cứ ba quần có ba hình ạ, dưới 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. Mã này các chị coi là quần Q1 là dáng quần baggy ạ. Dáng quần baggy cho em này, Q1 cộng số điện thoại ạ. Đây các chị này, cái hình của nó toàn bộ cái hình em chọn, đã chọn hết các chị yêu mình rồi. Thị trường vẫn đang ở 189, em tặng các chị trên line thì em là 110.000 đồng một quần. Đó, 110.000 đồng ạ, lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em với. Hình thì nó rất là nhiều hình. Toàn bộ cái mã hình gọi là mới nhất luôn. Đấy, quần Q1 cho em với ạ, cộng số điện thoại ạ. Khoác lông đen ở phần cuối là cái nào? Đấy là áo phao chị ơi. Q1 cho em với áo len được em một tí hôm nay các chị, áo len xịn nhá các chị nhá. Có cả hàng len bình dân lẫn hàng len cao cấp luôn. Các chị nhìn cho em hình quần này. Đấy, cứ hoan hỉ cho em được cái hình của nó. Tại vì bây giờ nó lẻ một ít. Một dây mấy cái SMLX chị ơi, 4 cái, một dây có 4 cái chị nhá. Một dây 4 cái quần này nó là quần quốc dân rồi. Mùa đông mặc được, mùa hè mặc được. Mùa đông mặc được, mùa hè mặc được cho em ạ. Quần Q1 cộng số điện thoại ạ. Xịn sò luôn ạ. Toàn bộ dòng tắc 2 cho em. Toàn bộ dòng tắc 2 cho em với ạ. Q1 cho em với. Rồi kiểu đơn giản rồi, ok. Nói chung là nó có những cái kiểu em dơ các chị xem này. Có những kiểu em dơ cho các chị xem này. Đủ size từ S đến XL, 45 cân đến 65 cân. 45 đến 65 cân ạ. Chất u mì ép các chị nhá. Chất u mì ép cho em ạ, co giãn 4 chiều. Đói. Rồi ạ, quần Q1 cho em. Các chị ơi, qua mẫu luôn này. Quần này thì em hết hàng lâu lắm rồi ấy. Hết hàng lâu lắm, bây giờ nó mới còn sót một ít thôi. Nếu các chị thích đặt thì em vẫn làm thêm. Tại vì quần này em bán quanh năm luôn. Q7 em còn chị ơi. Quần Q7 nó là quần quần thô chị nhắc. Quần thô của hàng Quảng Châu. Chị Tân Phương Thảo ạ, chị Hồng Cường chốt đơn ạ. Gió 561 xanh 48 cân rồi, ok. Loại này em bán năm nay năm thứ 3 rồi chị ạ. Em chỉ làm một loại chất tôi không bị cắn chỉ đâu. Nó sẽ có loại rẻ hơn 50 nghìn đấy. Cái vải nó rẻ hơn 50 nghìn. Nhưng làm ở đấy thì thực sự luôn là không an toàn một tí nào. Đấy chị ạ, nó không an toàn một tí nào luôn. Tại vì là các chị mặc nó tự động là mặc một lần nó cứ bị cắn cái đường chỉ ở đũng quần ấy. Đấy, cho nên là em bị một lô mà từ cái đợt mà em bắt đầu em mới tập tành bán hàng ấy. Là em không biết. Em cứ thấy rẻ em nhập về em bán. Nhưng mà sau cái lô đấy là em là thôi luôn ạ, tởn luôn đến già. Mà em hứa luôn là không nhập cái loại này nữa. Nó rẻ hơn được 50 nghìn nhưng mà mặc nó bị cắn chỉ lắm. Tiếc quá, hôm trước mình mua 140 nghìn à. Em không nhớ là em bán hôm trước bao tiền ấy. Đấy, có thể là hôm nay em bán lỗ đấy. Có thể hôm nay bán lỗ. Nhưng mà thôi, còn tầm 100 cái bán nốt cho nó gọn mẫu đấy ạ. Gọn ngẫu gọn hàng. Rồi, quần Q1 chị nhá. Không phải quần Q10, Q10 là mẫu khác rồi ạ. Q1 cộng số điện thoại cho em qua mẫu chị ơi. Đâu quần thổ đâu, thổ khói đâu. Ui thổ khói không có nhiều.
thổi khói có hơn 20 cái đấy. Đây quần thổ các chị này, đây là quần thổ khói cho em ạ. Nó là à đen màu đen à. Đen em màu khói đây. Nó còn một nó có một mẫu này hay như nào đây? Có một mẫu đây thôi. Một mẫu này à. Đây các chị này, nó là quần bò thổ cho em ạ. Thổ của nó là thổ màu khói các chị nhá. Thổ màu khói á, em có từ size 26, 27, 28. 26, 27, 28 các chị comment cho em là thổ gì? Thổ khói cộng số điện thoại ạ. Thì chạm màu đen của nó là kiểu màu đen khói. Quần này 26, 27, 28 đúng không? 26, 27, 28. Nó là một kiểu đen khói các chị nhá. Cái này nó có kèm dây lưng. Thổ trơn không có chứ. Thổ nó phải có họa tiết một tí. Để chị ạ, thổ nó phải có họa tiết một tí chứ không có trơn đâu chị nhá. Các chị comment là thổ khói cộng số điện thoại ạ. Em bán chốt trên livestream em là 299.000 đồng. Em bọc giá luôn tại vì nó có hơn 20 cái thôi. Có hơn 20 cái. Từ khoảng là 55 cân đến 65 cân là em chốt đơn. À đâu? 26, 27, 28. Phong này phong to nhá. Các chị phải trên 50 cân mới chốt được size 26 đấy. Trên 50 cân đến tầm 65 cân em chốt cho các chị luôn. Còn dưới 50 cân không chốt tại vì nó không có size vừa nhá. Thì phong này là em là phong to đấy. 26, 27, 28. Từ 50 cân cho đến tầm khoảng 65 cân đổ về. Các chị comment cho là thổ khói cộng số điện thoại ạ. Ok chưa ạ? Thổ khói cộng số điện thoại cho em ạ. 299.000. 299.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Đẹp lắm nhưng mà nó hết size rồi chị ơi. Hết size vừa. Nó thổ khói cho em. Áo mặc bao nhiêu? 95.000 áo 2 giây. 95.000 đồng một áo 2 giây ạ. Còn quần thì các chị comment là thổ khói cho em. Q1 là 110.000 chị gái nhá. Chị Hoàng Phượng có, chị Trần Nụ Trần nhá. Chị Loan ơi. Quần thổ cặp cao hay cặp thấp? Cặp này cặp vừa cho em. Em mặc nó là tầm đến rốn chị ạ. Đến rốn. Chị Kim Phượng có vị em có tầm hơn 20 cái thôi, nó còn sót đấy chị. Mấy lần các chị hỏi em đã, em có dám bán đâu. Tại vì là nó không về được hàng ấy. Đang đợi về đủ size nhưng mà nó không về được. Nên em tặng các chị lốt trên livestream là em là 299. Còn giá bên ngoài của nó là hàng 48. Hàng 480, giờ xả các chị luôn là 299.000. Comment cho là thổ khói cộng số điện thoại ạ. Đấy chị ạ, thổ nó mềm lắm luôn đấy các chị này. Co giãn. Đấy chị ạ, hàng co giãn cho em ạ. 299, hàng Quảng Châu cho em. Họa tiết của nó này cực kỳ là sang. Cái này có là thêu chị nhá. Thêu cho em ạ, thổ khói cho em ạ, 299.000. Chị Liệu Lê ạ, Thảo Đinh có, Nguyễn Thị Hoa chốt đơn hàng ạ. Chưa có mã thổ của mình, xem 2 chiếc này, 25, 26 rồi đấy. Cái áo mã này là mã gì đấy? Mã này là mã gì Nguyễn? Áo cái gì nhỉ? Phao da. Phao da, phao da nhà mình còn đủ size không? Đủ. Đây phao da bán bao tiền đây? Đây đúng không chị? Mấy trăm này, 401. Phao da cho em là 401 chị ơi. Đây chị comment là phao da cho em ạ, 3 size MLX đấy chị nhá. 3 size MLXL. 3 màu. Ok chưa? 3 size MLXL tôi bán luôn, em có 3 màu ạ. Đấy tiện chị hỏi em cũng bán luôn mã này ạ. Chị Vương Nguyễn đây thổ khói. Chị dưới 50 cân không vừa đâu. Các chị phải tầm khoảng 55 cân đến 65 cân. Phao bốc ruy đi ạ. Nhà em chưa chốt xong chị ơi. Phao bốc ruy nhà em chưa chốt xong. Đấy các chị comment cho là mã. Mã gì ạ? Phao da. Phao da cộng số điện thoại ạ. Sale 399.000. Được chưa ạ? Sale 399.000 đồng ạ. Lên chuẩn cho em mã hàng cho là phao da. Em có size các chị là 40 cân đến tầm khoảng là 60 cân đổ về em chốt đơn. 40 cân đến 60 cân ạ, 399.000 đồng một áo phao da. Các chị nhìn cho em hàng này. Thổ khói bao nhiêu? Thổ khói là 300 chị ơi, chị Lê Thiện nhá. Bình LS tối chốt đơn ạ. Không có thổ đen, chị hết thổ đen rồi. Thổ khói, kiểu màu đen này cũng là kiểu đen nhưng mà nó kiểu khói khói, đen khói. Đó chị Hiền, Trần Hiền ok. Em đang mặc là màu đen các chị nhá. Em đang có màu xám này, màu be cho em mẫu này. Để chạm màu be và tông màu xanh. Đen be xanh ạ, 3 size MLX các chị nhá. 3 size MLXL lên chuẩn mã hàng kia là phao da cộng số điện thoại cho em. Bên trong nó lót lông. Để chạm bên trong là lót lông cho em. Các chị đang mua ngoài hơn 600 đây ạ. Em còn cái này là còn tầm đến 20 cái không? Tầm khoảng 20 cái nhỉ. Tầm khoảng 20 cái. Đúng rồi chị Phương Huyền đó, em bảo là không chốt các chị dưới 50 cân mà tại vì nó không còn size ấy. Em chỉ có size 26, 27, 28 mà phone là phone to. Phải tầm khoảng 52 cân đổ lên ý. Đến tầm khoảng là 65, 65, 66 cân đổ với các chị mình chốt vừa. Phao lót lông đây chị này. Cái hàng này lót lông của nó phao da. Hàng mẫu mới của năm nay luôn ạ.
Rồi, phao da xanh ok chị Loan này. Chị Hiền Trần có phao da này, chị Loan Nguyễn có phao da này. Đây các chị nha, em thử màu xanh luôn ạ. Xanh của phao da mặc vừa ấm vừa đẹp luôn. Cái lông này các chị tháo được cho em. Đấy chị ạ, cái lông cổ các chị tháo được cho em ạ. Phao da cộng số điện thoại cho em ạ, 399.000. Bên đây sửa chị 399 nhá. Sửa 399.000 đồng ạ, lên chuẩn mã cộng số điện thoại giúp em rồi. Đó, phao da đen ạ, B và tông màu xanh, 3 màu ạ, chị 51 cân à. 51 cân em sợ hơi rộng, em 54 cân này chị này. Mà vẫn thoải mái. Nói chung là chốt để mà chắc ăn nhất là tầm 52, 53 cân đổ lên chị ạ. Còn 51 cân là tùy chiều cao đấy. Chị Bùi Thanh Thúy có, chị Thám Hồng có. Quần khói này có 5 chiếc rồi ạ. Rồi ok chị Rosiki nhá. Thì mã này em còn dư tầm khoảng hai mấy cái thôi. Tầm 27, 28 cái quần thổ đen này chị này. Quần thổ đen khói ấy. Chị Tuyền Hòa không phải đen gì đâu mà được kiểu đen khói ấy, chị nhá. Lên khoác lên ép đi chị, rồi ok em yêu. Rồi em lên luôn áo len với áo khoác len đây. Các chị hỏi em cái gì em lên luôn. Quần hãng rồi ok. Các chị này em có 3 màu luôn, bên trong lót lông các chị này. Bên trong lót lông ạ, cộng số điện thoại trên mã này là phao da các chị nhá. Phao da cho em màu xanh này. Màu gì? Có chị đang bảo bên ngoài 650 đúng không? Em bán tặng các chị livestream em là 399.000. 399.000 đồng một áo. MLXL em có 3 size các chị yêu ạ. Chị Lê Thiện có ạ. À quần thổ đẹp quá các chị không vừa. Rồi ok. Để xem lần sau chị nhá. Các chị xem màu đen này. Để xem màu đen cho em ạ. Màu phao da 399.000 đồng chị ơi. Em xả 399.000 ạ. Bộ đấy sai gì ạ? Lỗi. Biết rồi nha, sai gì. Sai nhỏ nữa. Sai lở này xíu mặt. Lấy quần rời mặt. Cái này là quần quần. Xong rồi cái quần trắng quần. Tổ đi. Quần trắng quần. Đây mẫu này hôm nay về được thêm một ít. Về thêm một ít là hết. Rồi ạ, phao da cho em. Lên áo gì nâu à chị? Tiếp theo con áo len hãng các chị này. Hôm trước nó chỉ có mấy chiếc thôi, hôm nay nhà em về được thêm tầm một chục cái nữa. Về được thêm tầm 10 cái thôi. Cho em xin được chia sẻ với các chị yêu. Đấy chị ạ, mẫu này các chị comment cho là mã gì? Chưa có cái gì cả. Lên 2 tiếng thì gần 2 tiếng chưa có cái gì cả. Có mấy đứa nó bảo chị chạy từ đầu nhà kia về cuối nhà này rồi. Ừ. Rồi ạ, len 1 cho em. Màu đẹp quá các chị này, sang chưa? Được chưa? Len 1 cộng số điện thoại cho em một con áo hàng len hãng nhá. Hàng len hãng cho em ạ. Dòng 320-350. Được chưa? Chị nào mà mua rồi các chị biết đúng không ạ? Mua rồi các chị biết. Lên phao dần lỡ đi sớt chứ không phải dáng dài đâu á. Bét nâu là con nào? Ok, chưa các chị nhìn cho em dòng này. 40 cân đến 65 cân đổ về. Đấy chứ ạ, 40 cân đến 65 cân đổ về. Con này của nó, cái phần thân của nó, thân len. Tay của nó sẽ là pha sơ mi. Đấy chứ ạ, thân len pha sơ mi. Các chị comment cho em là len 1 nhá chị yêu nhá. Len 1 cộng số điện thoại cho em mã này ạ. 199.000 đồng. Chị nào nhanh tay mình có đơn. Đấy chứ ạ, nó có tầm 10 cái đó chị yêu nhá. Có tầm 10 cái ạ. Tay của nó sẽ là pha hoa nhí cho em. Ok chị ạ, tay pha hoa nhí cho em ạ. Len 1 cho em ạ, 199.000 đồng ạ. Hôm trước chị nào chưa chốt được mã này, hôm nay nhanh tay nhá. Tại vì em còn sót tầm 10 cái thôi. Không còn đen, em chỉ còn màu nâu bò các chị này. Len 1 cho em ạ, cộng số điện thoại dòng cao cấp chị ạ. Rồi lên nhà Loan xịn xò lắm, em cảm ơn chị ạ. Chị Nhân Lê này, Nguyễn Bình này, Hằng Phạm này, chị Liên này. À chị ơi, áo len nó một size chị nhá. Chị Lộc Nguyễn có ạ, 65 cân rồi, ok chị luôn. Chị Nhân Lê có đơn ạ, 199.000 đồng. Được chưa ạ? Rồi không độc phê nữa nhá. Còn mấy chiếc sau chị nào nhanh tay mình được. Ok chị ạ, còn 3 chiếc em mới hết hàng ạ. Mã này mã gì đấy? Len 1 chị ơi, 199.000. Tiếp theo ạ. Len 2. Con này thì các bác không phải suy nghĩ tí nào. Được chưa ạ? Con này các chị cũng phải suy nghĩ tí nào luôn. Len 1 em hết luôn nhá. Len 1 hết luôn. Hàng ba mấy giờ xả có 200.000 cái thì hết trong vòng 1 phút mốt luôn. Kể cả mã này cũng thế này. Hàng 37, 38 đấy các chị ơi. Được chưa ạ? Hàng 37, 38. Các chị nhìn xem nó họa tiết của nó này. Ok chưa ạ? Chuẩn mã hàng trên mã này là len 2 ạ. Len 2 cộng số điện thoại cho em.
Được chưa ạ? Len 2 cộng số em chưa biết mặc màu nào lên đây. Này, xem một chị em của em trong cái màu xanh có nhiều không? Có. Mã nào có số lượng nhiều nhiều mới dám lên. Có ít thì các bác lại thôi len 1 ngừng chốt đi chị nhá. Tại vì các chị chốt sau là không có đâu. Các chị chốt sau là không có hàng đấy. Mày len 2 cho em ạ. Len 2 cộng số điện thoại cho em ạ. Dòng xịn sò luôn. Em đảm bảo các chị nhận được hàng. Các chị cứ gọi là phê nhức nách luôn như này. Để chạy len 2 màu này các chị ơi. Nhìn màu cho em nhá. Để chạy len 2 cách số điện thoại cho em mã này ạ. Bỏ qua giá thị trường đang bán. Em chỉ biết là nhà em bán giá cho các chị là giá đẹp nhất thôi. Ok chị ạ, 219.000 đồng 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Toàn bộ đẹp em Loan ơi, hết xiềng rồi. Chị ơi, em chỉ bán tầm 1 tháng nữa thôi là em nghỉ Tết rồi. Thế chị ạ, em tầm, năm nay em xác định là tầm khoảng là ngoài mùng 10 là em đã nghỉ rồi. Đấy các chị nhá, còn bao nhiêu tranh thủ em bán nốt trên live thôi các chị yêu. Thế chị ạ, tại vì năm nay dịch dã rất là khó khăn, hàng nó không về được hàng ấy. Mà về thì cước nó cao ấy. Hàng về được thì cước cao. Mã này lên chuẩn cho em ạ, lên 2. Đợi em một chút em dơ màu ấy chị nhá. Em dơ lại bảng màu các chị mình xem luôn này. Lên 2 cộng số điện thoại ạ. Bộ em lên rồi. Tí còn một ít bộ lẻ thì em lên sau nhá. Mã lên 2 mặc màu xanh đây ạ. Các chị nhìn họa tiết của nó này cực kỳ là đẹp luôn. Chất len ạ, đanh chất dày dặn luôn ạ. Lên 2 cộng số điện thoại em mặc màu xanh các chị này. Đây là tông màu hồng cho em, hồng của nó là hồng đỗ nhá chị nhá. Hồng đỗ này. Chị ơi dơ màu em cái. Đúng rồi, mua ngoài một cái, mua nhà em Loan được hai cái. Mã này lên 2 cho em. Đây màu hồng đỗ các chị ơi, màu hồng đỗ cho em này. Về gen cao cấp đi em á, đợi em tí chị ơi. Mã này lên 2 cho em ạ, 100 ạ. À quên, 219.000. 219.000 đồng cho em màu hồng này. Để chạm, lên 2 cho em màu nâu cà phê. Để chạm màu nâu cà phê các chị nhìn hàng nhé. Lên 2 cộng số điện thoại cho em ạ, đẹp nhức nách luôn. Cái này em về bù thêm đi, hôm qua em về được ít là hết hàng rồi. Mà đơn hàng hôm qua còn chưa chốt xong rồi. Chị Vui Lò có ạ, chị Thơm Vũ có ạ, chị Huyền Nguyễn ạ, Thảo Mai có. Đây là màu của nó, màu nâu tây ấy chị nhá. Đây màu nâu tây cho em này. Đây là màu trắng kem. Để chạm màu trắng kem này, có cả tông màu đen đúng không? Màu đây màu đen đây ạ, đủ màu luôn. Đủ màu đó các chị, em vô bảng màu các chị mình xem luôn ạ. 219.000 đồng một áo ạ. Nhận hàng các chị mình góc hàng kiểm tra chất lượng cho em ạ. Cái len nó đanh chất cực kỳ luôn. Ok chị ạ, các chị nhìn mặt len này, nó ánh ánh như sợi pha lê luôn nhá. Nhưng mà chất này dày hơn len pha lê, cao cấp hơn len pha lê ạ. Dòng 308 thị trường đang bán. Em tặng các chị trên line em là 219.000 đồng. Ok chị ạ, 219.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại giúp em với. Chị đang hỏi cái gì mà đọc tin trả lời. Bây giờ em đang live sao trả lời được tin nhắn mà. Khổ quá đi mất. Rồi, lên 2. Em mặc là màu xanh đấy chị này. Nói chung là khẳng định luôn các bác là cái màu của Rayphone trên line. Đấy chị, cái màu nó đẹp hơn trên line luôn, là màu nâu tây đấy chị nhá. Màu nâu tây cho em ạ, hoặc là màu be đậm được cũng là một. Đấy, lên 2 cho em màu này, màu nâu tây đấy chị yêu. Lên 2 cách số điện thoại cho em ạ, 219.000 đồng ạ, chất lượng. Đó các bác săn cho em những cái mã này này, đẹp độc lạ luôn ạ. Đẹp độc lạ luôn mã này cho em ạ, lên 2 nhá. Phong ngắn đợi em tí chị ơi. Đây màu nâu cà phê cho em ạ, màu nâu cà phê này. Màu hồng các chị này. 219.000 ạ. Đấy các chị nhận hàng, các chị của mình cứ bóc hàng kiểm tra cho em. Đẹp lắm luôn ý. Hàng đời trước nhập vào toàn 300 mấy. Toàn 300 mấy. Bây giờ màu này là màu trắng kem. Để chị ạ, màu trắng kem các chị nhìn cái thớ len của nó các chị biết nhá. Nhìn thớ len cho em này, 219.000 đồng ạ. Áo len gì? Áo em mặc bên trong là 95.000, chị áo hai dây là 95.000. Áo hai dây là 95.000 chị nhá. Cho chị áo len nhung xanh than, chị không có mã hàng em không lên đơn được đâu chị ơi. Nhung 4 chị Ngọc Lan rồi, ok chốt đơn ạ. Các bác nhìn cho em cái màu của nó này, cực xịn luôn ạ. Màu này của nó là nâu cà phê. Màu nâu cà phê đây ạ, nâu cà phê cho em này và tông màu đen. Cầm ngôn áo nó chắc nịch ạ, sắc nét luôn như này ạ. Áo len 2 màu xanh rêu ok. Chị Trịnh Mỹ có màu hồng với trắng kem này. Chị Trần Hoài có len 2 màu đen này. Ôi đặt nhiều mà không được, ước gì được một lần. Chị Thảnh Oai cho em xin số điện thoại của chị với ạ. Chị Tuyết Nguyễn có ạ. Chị Nguyễn Lý rồi, chốt lên 2 màu xanh thì chị Hằng tặng có đơn hàng. Các chị ơi, đẹp lắm. Cho các chị xem cái màu sắc của nó luôn ạ. Mặc lên màu nào phê màu đấy luôn. Tại cái hàng này hàng cao cấp ấy. Cái màu của nó đẹp lắm. Nó không bị dại màu như cái hàng len rẻ đâu. Đây của nó là nâu cà phê các chị này.
nâu cà phê cho em ạ. Nói chung là các chị cứ dưới 65 coi các chị chốt đơn nhé. Thì cái áo đen nó sẽ là một size. Đây màu nâu của nó nâu cà phê là nâu đậm ấy các chị ơi. 49 cái mặc được, tại vì dòng này dòng bo gấu. Hàng này của nó là hàng bo gấu, các chị nhìn cho em hàng này. Đẹp nhờ. Đen màu nào đẹp màu đấy luôn ý. Đấy, em sợ các chị đang băn khoăn là không biết nên chọn màu nào thì em thấy màu nào cũng xinh. 49 cái mặc được, tại vì dòng này của nó là kiểu bo gấu ấy chị này. Bo gấu. Đấy, bụng to mặc không bị lộ các chị nhá. 219.000. Chị Hiền Phùng có ạ, chị Minh Vũ chỗ đơn ạ, phao ngắn cao cấp đi ạ, tí em lên sau chị ơi. 219 các chị chọn màu cho em với ạ. À, khoác len ở đâu? Hôm nay có cái khoác len nó về thế nào. Rồi qua mẫu nhá các chị ơi. Các chị comment là mã này là gì nhỉ? Len 2 đúng không? Len 2 cộng số điện thoại ạ. Áo trong em mặc các chị comment là áo 2 dây. Đây áo 2 dây em có cả đen với trắng. Đen với trắng đây em mặc đang mặc đây các chị này. Áo 2 dây cho em 95.000. Chị Nguyễn Thị Sen có ạ, len 2 này. Tiếp theo cho các chị một con khoác len S. Để chợ hàng xịn luôn nhá. Các chị nhìn qua các chị biết này. Toàn hàng loại 1 luôn. Ok chưa ạ? Lên các bác toàn hàng loại 1 luôn ạ. Lên mã này cho em là khoác len 3. À đâu? Từ từ chị nhá, từ từ đã. Được chưa? Các chị nhìn cho em một con áo khoác len này. Mã này lên cho là len 3. Len 3 cộng số điện thoại ạ. Được chưa? Len 3 cộng số điện thoại cho em. Đây mặc màu đỏ của nó đỏ cam các chị này. Đỏ của nó sẽ là màu đỏ cam. Đấy, hàng của nó 550. Hàng 550 này. Hôm nay sale nhá các chị nhá. Hôm nay sale. Len 3. Em đang mặc là màu đỏ này. Màu đen với tông màu be. Đỏ đen be cộng số điện thoại ạ. 430.000 đồng. Được chưa? Chị nào nhanh tay mình có đơn 430.000. Đấy, bây giờ là mỗi màu em còn tầm khoảng là 5-7 chiếc thôi. Mỗi màu còn 5-7 chiếc, quần em mặc không có đâu chị, quan trọng có màu đen đâu ạ. Áo len trùm mông á, có chị ạ, có len thổ. Có len thổ trùm mông. Mỗi len nó có màu be đấy chị này. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ, 45 đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng nhá. 45 cân đến 65 cân ạ, len 3 cộng số điện thoại ạ. Áo 2 dây rồi ok. Hàng này hàng 520, 550 giá cũ nhá. Bây giờ tặng các chị luôn ạ, 430.000 một áo. 430 hàng cao cấp các chị này, con khoác len S. Các chị nhìn cho em cái form dáng của nó luôn ạ. Áo 95.000 là áo 2 dây chị ơi. Chị Nguyễn Thị Hoa ok chốt đơn hàng. Màu đen này. Được chưa ạ? Và tông màu B của nó là pha kẻ cho em nhá. Pha kẻ cho em ạ. Các chị nhìn hàng này. Bao nhiêu tiền nhỉ? 430.000. Cầm cái áo hay cầm. Hỏi cái gì đấy chị Hoa cao? Hỏi em cái gì? Chị hỏi em cái gì thế? Comment nó, comment thì ẩn. Hỏi thế mà em cũng không trả lời chị vậy em gái, chị hỏi em cái gì vậy chị? Thực sự luôn ấy. Tại vì comment nó trôi nhanh như thế này mà các chị hỏi. Hỏi bây giờ hỏi câu nào em cũng trả lời thế này làm sao bán được hàng? Chị đặt mà không có ai chị, gọi. Chị đặt mà không có ai gọi như nào? Ừ, bà chị comment là chị đặt mà không có ai gọi em ơi. Chị đặt không có ai gọi á? Khổ thật ý. Chị cứ lên lại số điện thoại cho em với. Thế chứ, tại vì là giữa bao nhiêu người xem cái này mà em trả lời cho từng chị một ý, thì em không thể nào em bán được hàng chị ạ. À, chị phải thông cảm cho em chứ, bây giờ chị đang hỏi ý chị là chị hỏi em không trả lời chị đúng không? Thử màu đen luôn nhá. Chị cứ lên số điện thoại cho em rồi, ngày mai em kiểm tra chị luôn nhá. Để chợ hoặc là còn ngày mai gọi vào số hotline giúp em với ạ. Đây màu đen đi chị ơi. Màu đen đi ạ. Các chị comment là mỗi lần lên 3 nhé các chị nhé. Lên 3 cộng số điện thoại cho em ạ. 430.000. Để chị ạ, 430.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại giúp em với ạ. Được chị ơi. Thành Nguyễn rồi ạ. Đây. Đẹp quá các chị này. Xịn xò luôn. Cái áo len này các chị mặc nó dày, nó ấm mà nó đanh chất lắm. Nó sẽ có mà hàng của là hàng rẻ hơn nhá chị nhá. Lên lên tổ đi ạ, tí em lên sau. Quần em mặc không có bán chị em hết rồi ạ. Áo 2 dây có bán chị Quyên lên. Áo 2 dây là 95.000 ạ. Áo 2 dây là 95.000 ạ. Áo này các chị comment là lên 3. Các chị ơi ạ, G13 hôm nào về ạ? Chỉ đến 2 hôm nữa. Các chị ạ, 2 hôm nữa về hàng. Các chị cố gắng cho em với ạ. 2 hôm nữa các chị về hàng thoải mái. Số lượng là đủ màu luôn ý.
Rồi ạ, món này các chị comment cho em là Len Ma. Cách số điện thoại cho em ạ. Hàng chị gửi đi chưa? Hàng nếu mà gọi điện chốt đơn mà xin địa chỉ là em gửi hàng rồi chị nhá. Chuẩn mã cộng số điện thoại cho em là Len Ma. 430.000 hàng 520 hay 550 giá cũ ạ. Bây giờ em tặng chị nốt là 430.000. Mỗi màu em còn 5-7 cái thôi, không còn nhiều các chị nhá. Không còn nhiều mã này đâu ạ. Rồi tiếp tiếp các chị một áo len nữa. Để cho em cái thử cái màu be nhá, cái màu be của nó luôn. Mẫu nào lạ lạ, cái mẫu này mình chưa bán à? Làm gì đã bán? Chưa có thời gian bán mẫu này luôn ý. Đợi em một chút nhá, cho các chị xem một mã áo len này cũng hàng mới về nhưng mà em còn chưa có thời gian em bán rồi ấy, tại vì nó nhiều mẫu quá. Thì dự kiến mai cái màu này nó không có hàng bán luôn ý. Cái đồ gỗ ấy. Bây giờ các chị cứ chị nào nhắn tin cho chị mấy bộ này. Rẻ quá, tại vì là rẻ hơn 100.000 so với cái giá cũ rồi. Em thử màu be luôn nhá. Đâu màu be đâu, khoác len đây. Dưới 65 cân ạ, à, 45 cân đến 65 cân các chị chốt đơn đấy, các chị nhìn cho em màu be này. Những cái dòng này của nó sẽ là không mũ kiểu cổ tàu ấy, các chị mặc rất là dễ luôn. Để cho nó tiện. Đấy, chị đang chốt màu be, các chị lên đơn hàng cho em ạ, lên 3 màu be. Bộ 1 không chưa có chị ơi, bộ 1 em đang còn lẻ size rồi ạ. Thong ngắn cao cấp á, thong ngắn cao cấp xin phép các chị hôm nay em chưa lên được thong ngắn nhá, tại vì thong ngắn em còn lẻ mấy cái ở trong kia thôi, nhưng mà đơn hàng hôm qua thì em chưa chốt xong ấy. Chị Mai Vũ rồi ok chốt lên 3 này các chị ơi, em qua mẫu luôn nhá, tại vì lúc này em còn ít lắm. Xả nốt ạ, phác len cho em, các chị nhìn cái thớ len của nó này, đanh chất cực kỳ luôn ạ, chuẩn hàng loại 1 luôn nhá. Chuẩn hàng loại 1 luôn ạ, len 3 cách số điện thoại cho em rồi. Rồi ạ, qua mẫu mã này cho em. Rồi chị Thu Lan có ạ, chị Mai Vũ chúc đơn, các chị cứ lên đơn cộng số điện thoại chúc em rồi các chị ơi. Dài dây đen trắng ạ. Rồi không chị không xem thì khó chịu mà xem thì nghiện, dễ cháy túi lắm mà, em cảm ơn chị. Chị Thu Lan chúc đơn mã này cho em ạ, mỗi ngày len 4 nhá. Len 4 kèm số điện thoại cho em. Để chặn len 4 và kèm số điện thoại cho em mã này ạ. Em ở Tuyên Quang chị ơi. Mỗi ngày len 4. B3 hồng nhà mình. À B3 nhà em hết hàng chị ơi. B3 không còn bộ nào. Mãi lên đơn hàng trên là B4 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Lan Lan có B3 này. À có len 3 này. Của chị mà không còn đâu em ơi. Ở lên 3 cho chị Nguyễn Thị Xuân. Mỗi này các chị có mày lên 4 cho em. Các chị nhìn màu này. Em mặc là màu hồng với chị. Hồng của nó là hồng vỏ đỗ. Kiểu cách của nó rất là xinh luôn ạ. Toàn bộ hàng này trước giá cũ là 380. Để trả giá cũ 380. Em tặng các chị nhà em ngày hôm nay ạ. Cái này đó là cái ngoài kia có mà gì? 219.000. Đủ màu luôn các chị ơi. Đủ màu luôn cho em ạ. 219 cho em ạ. Mẫu len 4 các chị yêu nhắc màu hồng này. Màu xanh cho em ạ. Toàn mẫu xịn sò thôi các chị ơi, len 4 ạ. Các chị nhìn màu này. Cực chất luôn các chị ơi, cho các chị xem gần này. Ok chưa ạ? Sợi len của nó anh ánh pha lê luôn ý. Len 4 cho em ạ, 219.000. Một con siêu phẩm tiếp theo các chị ơi. Một con siêu phẩm tiếp theo luôn ạ. 44-45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Chuẩn miễn thuê luôn các chị ơi. Nhận hàng các chị cứ xem cái chắc len nhá. Màu này của nó sẽ là màu nâu tây ạ. Màu nâu tây này. Đây là màu nâu cà phê ạ. Đấy, hoặc là nâu đậm cho em cũng được ạ. Màu nâu cà phê ạ. Màu đen này và tông màu trắng kem. Đủ màu luôn ạ. Len 4 các chị yêu nhá. Len 4 cộng số điện thoại cho em ạ. Len 4 cộng số điện thoại cho em ạ. 219.000 đồng. Đó các chị nhìn hàng này. Cực kỳ xịn luôn ạ. Len 4 đây các chị ơi. Len 4 cho em. Nét dã man luôn ạ. Được chưa? Màu nét dã man luôn các chị nhìn hàng này. 219.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại. Con này không đẹp không lấy tiền. Em hứa luôn. Được chưa? Em hứa luôn ạ. Mã này các chị nhận được hàng các chị 48-50 cân mặc được không em? Được chị ơi. Lên 4 ạ. Các chị chọn nhanh tại vì mẫu này thì em sẽ không có nhiều đâu. Được chưa? Hàng này có loại hàng đắt. Em vừa được sale thôi ạ. Em vừa được sale. Nhá, lên 4 cho em ạ. Cộng số điện thoại chị Kiều Mỹ ạ, chị Đỗ Hà, chị Huế Cao có đơn hàng ạ. À, chị Tròn Nguyễn ok. Nhìn này, cái kiểu nó trông trẻ nhở.
những cái dòng này ai cũng mặc được. Lấy chạy những cái dòng này ai cũng mặc được luôn ạ. Mã hàng len 4 cộng số điện thoại cho em các chị mình chốt đơn nhá. Cái nào cũng đẹp cũng muốn à, em cảm ơn chị. Cái hàng này nếu mà không vượt được sale thì chị em mình mua đắt lắm. Nếu như em bán 380 bên ngoài người ta bán các chị 450 500 nghìn là chuyện bình thường. Đấy cho em tặng các chị trên line em là 219 nghìn đồng, các chị cứ chọn màu cho em. Để chạy chọn màu thoải mái, tại vì là cái hàng này nó vẫn đủ màu chứ không phải nó còn lẻ một màu đâu các chị nhá. Rồi ạ, hàng em Loan đẹp đây, chị nhận được rồi ạ. Các chị ơi ạ, khách hàng nhận được hàng cứ bóc hàng kiểm tra cho em thoải mái, tại vì cái hàng này em bao chất các chị rồi. Đấy, chọn các chị toàn bộ hàng, các chị chất lượng như này thì các chọn chị, cái chuyện mà cho các chị xem hàng thì nó là cái chuyện nhỏ thôi. Đấy là cái kiểu là cái quyền lợi khách hàng ấy. Các chị cứ bóc hàng kiểm tra trước cho em ạ, len 4 cộng số điện thoại nhá. 219 nghìn ạ. Màu đẹp quá này các chị ơi. Màu đen này. Để chọn màu đen cho em ạ. Chất lượng này, các chị nhìn thớ len này. Toàn bộ của hàng kiểu hàng len pha lê ép nhá. Len pha lê ép cho các chị luôn ạ. Màu này màu trắng kem đây. Em thử luôn các bác màu trắng kem này. Đấy, chuẩn mã hàng cộng số điện thoại ạ. Len 4 cho em chị ơi, chị Kim Loan nhá. Comment của em mà len 4 với. Đơn hàng tối qua chưa gọi chốt xong đâu chị gái ơi. Đơn hàng hôm qua thì em mới gọi được 50% thôi. Đây trắng kem đây. Các chị nhìn hàng này. Không chê vào đâu được luôn. Thì chợ không chê câu nào luôn. Rồi nhận được 10 mã ưng càng 10. Em cảm ơn chị Duyên Hòa. Đây các chị này. Mã hàng cho là len 4 ạ. 45-65 cân đổ về em chốt. Từ 45-65 cân đổ về chốt đơn ạ. Len 4 cộng số điện thoại. Rồi ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Lương nhá. Đây các chị chọn màu cho em với ạ. Màu xanh đây. Màu xanh đây cho em ạ. Len 4 cho em màu xanh này các chị này. Len 4 màu xanh này. Len 4 màu nâu tây các chị ơi ạ. Len 4 màu nâu tây này. Len 4 cho em ạ. Màu nâu cà phê. Đó, màu nâu cà phê cho em ạ. Thớ len của nó cực kỳ là đanh chất luôn ạ. Mua cái áo này mặc các chị ơi ạ. Cứ làm cho em cả đôi đi. Để cho ít là mua hai cái cho em ạ. Nó đẹp như thế này mà thi thoảng mới có hàng sale thôi nhá. Chứ còn giá chính phẩm của nó không dưới 380. Để chạy không dưới 380. Chị Kiên Nguyễn có ạ. Chị Tuyết Phạm chốt đơn hàng ạ. Len 4 ạ. Chị Quan Diễn ok chốt đơn nhá. Em thử các chị yêu xem cái màu màu xanh nhá chị nhá. Màu xanh đi. Đẹp nhở cái màu này. Nó toàn màu nó đẹp như thế này. Ôi không màu nào chê được luôn. Bỏ màu nào tiếc màu đấy. Thực sự luôn em hứa luôn là bỏ màu nào tiếc màu đấy. Mẫu nào cũng đẹp đến hết tiền. Mà giá nó rẻ đúng không? Nó hơn 220 một cái áo. Mà đợt trước nếu mà giá mà nó chưa sale của nó là một gấp đôi. Cái giá này là giá thanh lý chịu nhá. Giá này là giá xả đấy. Nhưng mà xả nó vẫn đủ màu đủ size, đủ màu đủ mẫu luôn, nó không phải là còn một màu đâu ạ. 219.000 đồng. Dáng này của nó sẽ là kiểu là dáng bao gấu ấy. Nhưng các chị thích mặc mua cũng được, mà các chị thích mặc bu rông cho em cái này cũng được. Để chị ạ, 219 ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Đó, 219.000 đồng các chị nhìn hàng này. Dưới. Rộng à, gửi lại em đổi chị Nguyễn Túy ơi, bộ B10 à. B10 size gì đấy chị? Chị Yến Phan có ạ, bi đẹp trai có đơn hàng nhá. Chị Nguyễn Bích em cảm ơn chị yêu. Để chị chọn màu cho em này. B10 cách số điện thoại ạ, 219.000 đồng. Các chị nhìn cho em màu xanh nhá. Áo trong em mặc có bán chị Trần Thoa ơi. Áo trong là áo hai dây em 95.000 này, em có cả màu đen màu trắng. Áo hai dây có màu đen màu trắng luôn ạ. Em xin một mã sóc nhung đủ size chị ơi. Từ 27 đến từ 27 đến size bao nhiêu? 27 đến 30. Đủ size. Mã này mã 285. Sóc 285 đúng không? Sóc nhung 285. Từ 27 đến 30 đúng không? Chưa có quần dài trắng đâu chị ạ. Các chị ơi em bảo thật ý, cái mã này các chị nên lấy này, tại vì là cái hàng này thi thoảng em mới vượt được giá sale thôi. Khuyên chân tình luôn đấy. Cái màu nó, thứ nhất là màu nó đẹp ấy, và thứ hai là cái chất lượng của nó cũng đẹp nữa, và giá tiền là nó rẻ hơn một nửa so với cái giá được trước nhập vào. Đấy chị ạ, rẻ hơn một nửa so với gần so với giá nhập ý. Đấy cho nên em mới bảo là cái chị nếu mà hôm nay vượt được cái mã này các chị nên lấy. Đấy chị ạ, cứ lấy cho em từ 2 chiếc đổ lên. Đấy, nhận được hàng bảo em Loan ơi còn không, lúc đấy là em không nhập được tại vì hàng này nó là hàng sale mà nó không có số lượng nhiều đâu. Tiếp theo một cái mã này cho em ạ, quần sóc nhung này. Đấy bình thường các chị vẫn đang thấy là em đang bán 250 đúng không ạ, thị trường đang trên 300.000. Các chị nhìn cho em nhá, mã này các chị comment cho là sóc nhung 285. Đấy chị ạ, sóc nhung 285 cộng số điện thoại cho em ạ. Sóc nhung 285 cộng số điện thoại ạ.
chốt đơn các chị yêu mình tầm khoảng là 44 cân nhá, 44 cân đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn, 44 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn là em tặng luôn khách hàng hôm nay là 219.000, đủ size số ạ, hàng Quảng Châu. Để chạm đủ size số hàng Quảng Châu cho em ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em là Sóc Nhung 285. Cách số điện thoại ạ. Áo này 219.000 đồng nha chị Hoa Hồng ơi. 220. Để chạm 220. Em thử màu đen nhá. Chị ơi, màu đen cho em nào. Màu đen á? Màu đen. Rồi. Mua 6 áo yệt là loan đẹp nhức nách rồi. Ok chị Trần Thoa. Rồi ạ, Sóc Nhung 285 cho em chỉ có tổng cộng 20 cái thôi. Không có nhiều đâu các bác ơi, có được không đến 20 cái nhỉ. Đây màu đen đấy các chị này. Mã này các chị hôm nay là áo len 4, len 4 màu đen đây ạ. 219.000. Còn quần Sóc Nhung cũng là bằng tiền chị ơi, cũng là 219.000 đồng các chị làm luôn cho em con quần Sóc này. Hàng loại 1 luôn các chị nhìn cho em nhá, cái nhìn cái chất nhung của nó này. Đẹp xịn luôn bên trong lót các chị ơi, nhìn chất lót cho em này. Đó, Sóc Nhung 285, chị ơi comment chuẩn cái mã hàng của quần Sóc. Tại vì nhà em có rất là nhiều mã đấy. Đấy, các chị comment như Sóc Nhung thì nhân viên em nó không biết đặt hàng các chị làm mã nào đâu. Sóc Nhung 285 cho em. Sóc Nhung 285, tất cả cái mã này nó đều có mã hàng hết ý. Đọc đúng mã cho em nó có hàng đấy chị này. Chuẩn mã hàng cho em. Rồi ạ, quần em mà không có bán chị ơi. Đẹp xịn xò luôn, được chưa ạ? Sóc Nhung 285 cộng số điện thoại ạ. Chị Nhung Giáp có ạ, chị Bên Kinh Hồng Kiệp Dự có ạ, chị Sùa Quy chốt đơn hàng ạ. Sóc Nhung 285 nhà em đủ size nhá. Mã 285 ấy, nó là chuẩn mã là 2285 nhưng mà comment là Sóc Nhung 285 thôi. Đó, quần đang mặc không có chị ơi, em có bán quần Sóc Nhung thôi. Sóc Nhung 285 mà cộng số điện thoại cho em ạ, giá 219.000. Rồi áo em mặc là len 4 nhá chị nhá, đủ màu luôn ạ, len 4 cộng số điện thoại ạ. Qua mẫu chị ơi cho em một bán len nữa. Đây, cái này, cái này, cái này, cái kia. Các chị thấy like nào? Chưa có like nào mà em bán giá 219.000, trừ khi lúc đấy là nó lẻ mẫu ấy, Aloso ấy thì em bán giá đấy hôm trước đúng không? Nhưng mà mã này nó vẫn đủ size. Được chưa? Mà em vẫn bán tặng các chị là 219.000 đồng mà em bao giá cho các chị luôn. Các chị thử về các chị xem cái chất này ngoại trường người ta bán các chị bao nhiêu tiền nhá. Được chưa? Xem chất này ngoại trường đang bán bao nhiêu tiền, em tặng các chị là 219.000. Được chưa? 219.000 đồng ạ, lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em, các chị nhìn cho em cái chuông của nó này. Được chưa? Đanh chất cực kỳ luôn ý. Lên đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Sóc Nhung 285 nhá các chị yêu nhá. 65 cân đổ về. Từ khoảng là 44-45 cân đổ lên ý, đến tầm 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Tiếp theo nên các chị một cái mã áo len nữa này. Để chị áo len cho em ạ, toàn là bộ len xị. Đấy, hàng len cao cấp các bác nhìn hàng cho em này. Đánh chất dã man luôn. Đó, mã này là len 5 cho em ạ. Len 5 cộng số điện thoại ạ. Nó cũng giống len này nhưng nó khác cái họa tiết một chút. Nó khác họa tiết ạ. Sóc, à quên, mã này là lên 5. Chị Thương Lèn, ok. Chị ơi cho em số điện thoại với khách quen, nhớ lại số điện thoại giúp em với. Tại vì là máy tính nó lọc đơn, không có số điện thoại là không lên đơn được đâu chị ơi. Máy lọc đơn này các chị, khách quen như khách lạ ấy, cứ có số điện thoại rồi mới lên đơn được. Đây chị này, mã này các chị comment cho em là ủa con này mặc lên đẹp quá. Con này đẹp à, à. Đây là đẹp nhở. Nhìn trông nó trẻ. Chị gửi lại đổi chưa chị? Chị gửi lại chưa? Chị gửi lại đổi, em nhận được đơn thì em đổi cho chị nhá. Lên dài em không chịu, em chỉ bán lên ngắn thôi. Lên dài em ít khi em bán lắm. Rồi, A4 áo da rất đẹp, cảm ơn chị Thu Phương nhá. Mã này các chị comment cho là lên 5. 219.000 đồng, em bán các chị bằng tiền luôn. Các chị nhìn hàng này. Để chắc các chị nhìn hàng cho em này. Lên 5 cho em với, chị Duyên Trần cho em xin cái mã hàng với. Sóc Nhung em vừa dơ lên là mã mã gì nhỉ? Ok chị bông công. Hai áo mặc bên trong. Rồi chị Trần Thoa comment là áo hai dây cộng số điện thoại giúp em ơi. Nhớ để lại số điện thoại cho em với nhá. Để chị áo em mặc là len 5 219.000 đồng, em mặc màu xanh đấy chị này. Màu xanh này. Đấy chị ạ. Đây là em gọi theo cái phần thân dưới các chị ơi, phần thân cho em. Đây là màu trắng kem nè, màu trắng kem. Còn đây là màu nâu cà phê ạ. Nâu cà phê này. Màu hồng này các chị này.
Được chưa? Tông màu hồng cho em ạ. Và tông màu đen. Được chưa? Lên mã hàng cho là lên 5 cộng số điện thoại ạ. Chị Huyền ơi, làm sao mà em không giải quyết được đơn đổi chị Thu PH à? Chị đang bảo là không gọi điện đổi đơn hàng cho em mà chị. Hôm nay cái ngoài cái hàng nó gọi cho chị xong là chị bảo ừ gọi lại, thế mới gọi lại thuê bao luôn, gọi được đâu. Điện thoại của chị gọi toàn thuê bao thôi chị Thu PH ơi. Cái hàng này, cái hàng nhỏ nhỏ xinh xinh. Em lấy sổ em gọi luôn cho chị hộ chị gái. Gọi thì toàn thuê bao. Điện thoại của chị không hiểu sao cứ gọi thuê bao thôi chị ạ. Gọi không được, cái hàng cho bưu tá chuyển hàng về đây không gọi cho chị luôn không được. Số em không hiểu số điện thoại của chị làm sao mà gọi toàn thuê bao thôi, xong rồi cứ lên like bảo không đổi hàng của chị. Ở cái sổ đổi nhà mình có ấy, có số của chị luôn ấy. Nhưng mà gọi toàn thuê bao thôi. Gọi đâu? Bây giờ gọi lại luôn hộ chị cái. Khổ thật ý. Gọi có được đâu. Em có giúp nhân viên mà gọi cho chị đấy để đổi đơn cho chị đi. Gọi đến 5 lần 7 lượt cứ số điện thoại thuê bao, em không hiểu chị dùng điện thoại của gì ý. Đây này, số đuôi 185 ý. Gọi lại cho chị lại thuê bao chị ạ. Đây này. Đây này, chị có biết em gọi chị bao nhiêu cuộc không? Đây này chị này, toàn không kết nối được này. Cuộc gọi nhỡ chuông 39 giây này, không kết nối lúc mùng 1 tháng 12 lúc 13h47 này, 13h46 một cuộc này, đúng không ạ? Lúc 21h03 đổi nhỡ gọi chuông 39 giây này chị này. Rồi em gọi lại để đổi luôn chị đơn này, không thì chuyển lại tiền giá cho chị đi. Không gọi được. Em gọi không được, không gọi được. Comment trên like cái hàng nó gọi lại không được. Em gọi cho chị luôn đi. Gọi lại luôn chị. Bảo chị gái gọi chị toàn thuê bao thôi, chẳng hiểu dùng điện thoại của gì. Gọi lại số hotline này. Đấy, chị gọi vào cái số hotline kìa, đằng sau ấy, cái kia. Đấy. Số hotline ấy. Đây này. Thấy chưa? Đấy. Gọi luôn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đúng không ạ? Cuộc gọi được tính theo cước thoại. Đấy, bảo em không gọi đổi đơn. Đây, mở cái số cái máy của chị đang ai. Chị comment lại số để em gọi luôn thế nào? Cái máy của chị đang 0978139185 đúng số của chị không? Này 0978139185. Gọi đâu? Toàn thuê bao rồi. Con hàng nó gọi bao nhiêu cuộc thuê bao rồi. Thế gì sang được. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng biết. Bảo chị gọi lại. Này thì gọi cái gì? Chị không gọi cho mình mà mình gọi toàn thuê bao thì có đổi được gì. Hôm nay cái hàng nó gọi lại chị bảo có đơn đổi. Cái hàng gọi lại phát thuê bao. Chị gọi hộ em cái. Thế gọi chị toàn thuê bao này thì đổi cái gì? Cái máy nhà mình nó có lịch sử của gọi kia. Nhà em có lịch sử của gọi hết chị ạ. À, gọi vào giờ nào, phút nào nếu có hết, đổi chuông bao nhiêu giây em có hết chị ơi. Chị gọi lại hộ em cái để em đổi đơn cho chị cho xong với. Chứ gọi điện cho chị toàn thuê bao xong chị lên like chị bảo là không đổi đơn cho chị lúc mang tiếng em ra chị ạ. À. Đây chị này, một lên 5 đúng không? Lên 5 còn không nhỉ? Còn. Nhưng mà từ lúc nãy giờ các chị chốt nhiều cho em không để ý. Còn khoảng tầm 30 cái các màu. Nó cứ lên đi. Mệt thật tí. Và chị gọi vào số nào để em nghe luôn cái, để em đổi đơn cho chị luôn với. Chứ em thật sự luôn em mệt quá. Gọi cho chị không được. Gọi chị trả được. Vừa nói phải mồm xong gọi điện thoại thuê bao luôn đấy. Điện nào có sách mắc có chứng không? Lại bảo là em không gọi. Thế con hàng nó bảo em bảo nó gọi lại chị gọi cho đơn thuê bao đấy, lịch sử của gọi con hàng. Lịch sử của gọi vẫn còn. Đến lại. Em hạ chị luôn đấy chị ạ. Em may mấy biết về Hà Nội lại giải quyết được cái đơn này chứ không chắc là mang tiếng ở đâu là đi lên. Cái thằng Lưu Tá. Lưu Tá nó không gửi cho. Nó gửi nó vẫn ở kho Hà Nội. Đi sau tao nhờ. Đây màu nâu. Đây màu nâu tây, à màu nâu, nâu cà phê. Màu nâu cà phê cho em ạ. Lên 5 cộng số điện thoại cho em các chị chốt đơn nhá. Màu nâu cà phê ạ. Màu hồng các chị này. Màu hồng cho em ạ. Màu này của nó là màu trắng kem. Màu trắng kem ạ. Dạo này anh ngoan lắm, ở nhà chốt thôi. Ngoan như cún. Đang cách ly tại nhà. Đây các chị nhìn cho em hàng này. 219.000 ạ. Để chạy chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em. Chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. 219.000 đồng ạ.
Đấy, bảo chị gọi lại, chị có gọi đâu. Chị chả gọi. Mình gọi cho tao này, xong mai nha, đừng kêu. Mai chị đừng kêu nhá. Chị, em bảo chị gọi luôn cho em, nhưng mà chị không thấy gọi này. Gọi cho chị bằng nghe thôi. Gọi bằng nghe thôi, đổi luôn đâu cho chị. Không lúc chị lại lên live nói mang tiếng ra. Em gọi mãi không được cái này, 0978139185. 0978 à? Ừ, 0978139. Em đang gọi chị đây, gọi số nào đấy chị? Bây giờ chị chỉ cần đánh thế. Bây giờ chị cần đánh vào. Chị đang bảo gọi nhưng không nghe. Chị gọi số nào thế? Em đọc luôn cái số điện thoại lên. Chị gọi số này của em cái. 0989198028. Chị gọi số này của em cái. Em đang cầm đây nhá. Chị không biết số online đâu. Đây, em comment luôn trên bài chị gọi đây hộ em cái, em đổi đơn cho chị cái. Không nghe bằng này cái máy chứ, cái máy nào kêu. Hay máy online. Không, máy online tới nhà, không bà không gọi online được. Bà gọi cái máy kia kìa. Nhưng chị sẽ để chế độ máy bay. Hoặc là không nhớ chế độ vấn đề. Gọi số đấy hộ em với nhá, chị ơi em comment đấy. Dùng điện thoại cũ. Đây, để cầm cái máy để chị gọi đây, để nghe. Đây, số này bà không, một số này này, 0988 này. Số đấy không cầm ở đây, số đấy là để đang cắm sạc ở trong nhà rồi. Chị gọi vào số 0988301183 của em với. 301183. À quên, 0989 ạ, 1998028. Ui em comment nhầm mẹ số rồi. Số này gọi vẫn cứ thuê bao này. Đấy, số của chị làm sao cứ gọi thuê bao. Phải chị cho số chị để em gọi sang đây để nhá. Mười mấy cái điện thoại đây chị gọi vào số nào cũng được. Thôi bán hàng đi. Chị ơi nhưng mà khách cứ bảo em không đổi đơn ý. Mệt lắm. Tao còn dục khách hàng gọi cho chị có được đâu. Được chưa? Em còn dục khách đổi đơn đi. Để cho em còn lấy hàng em bán ý. Được chưa? Cầm máy nhá, em đang cầm điện thoại đấy. Xem chị có gọi cho em không đây này. Legging cặp cao em có. Rồi mã em mặc là mã gì? Len gì rồi? Len 5. Lên 5 đúng không? Lên 5 cộng số điện thoại ạ. Để chạm lên 5 cộng số điện thoại cho em. Không kệ được. Phải đổi cho khách chứ. Sao kệ được? Không đổi cho người ta để người ta chửi ở mặt cho hả chị? Này còn xí nhả cho 100 nghìn nữa. Gấp. Anh em gấp áo bên đó. Không. Anh kia. Anh người được như tao là tốt. Nào, lên 6. Đôi 183, 183 thì em không cầm ở đây chị ơi. Em vừa comment ở trên bài đấy chị. Ơ sao không ghi được nhỉ? Em đọc luôn cho chị ghi luôn. Chị cho mình số điện thoại. Chị phải cho chị cái số của chị. Chị cho số khác có số. Chị chạy số người lạ sao chả gọi. Không phải này, thuê bao chặn đâu chặn. Thuê bao. Chị trên, chị cho số khác. Để gọi luôn. Chị cho mình một số. Cái số đi số đi thuê bao thì mai đi tám. Đấy, gọi số đấy hộ em. Không, không phải đâu, khách đổi đơn em nhận được đơn rồi mà. Em nhận đơn đổi rồi, nhưng mà gọi chị mãi để đổi đơn mà không được. Tiếp theo các chị này, lên mã này cho em ạ. Thôi em bán hàng nhá. Chị có gì chị gọi vào số này của em với. Chị Phương nhá, Phương PH này, em nhận được đơn rồi đấy. Em nhận đơn đổi rồi. Muốn cho chị đổi đơn cho xong đi, tại vì em bị gạch sổ ấy. Đây chị này, thì lên cho em này. Mã này các chị comment cho em là lên 6 á, lên 6 cộng số điện thoại cho em. Lên 6 cộng số điện thoại ạ. Cái số đấy cầm về thì không cầm sang đây. Mọi lần em cầm thì hôm nay nó hết pin. Hết pin thì mang sang đây mà cắm. Mà cái số đấy thì nó chỉ trực có giờ rồi chị. Em đang cầm điện thoại em nghe máy của chị đây mà sao chị không gọi cho em thế? Từ thằng đàn số đấy, con thông minh. Em ghi cái số của em đấy. Chị gọi lấy cho em đấy. Đây là lên 6 phải không? Lên 6. Thu về hết này à? Đúng ừ. Thôi em mới bán hàng đi. Đấy, lúc đấy chị ấy bảo em không đổi đơn đâu chị. Lúc mang tiếng em ra chứ. Lên 6 ạ. Lên 6 là bao nhiêu tiền? Lên 6. Lên 5 bằng tiền. Chị ơi lên 5 cũng 219. Con này cũng 219.000 các chị này. Lên cũng là lên của La Palais F. Các chị yêu nhắc La Palais F cho em ạ. 219.000 đồng các chị nhìn họa tiết của nó này. 219.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng, chắc là lên 6 cộng số điện thoại ạ. 219 ạ, 45 đến 65 cân. Từ 45 cân đến 65 cân đến chốt đơn hàng các chị ơi.
Len 6 ạ, 219.000 đồng, hàng 380, bây giờ sạc các chị luôn 219.000. Đỏ đô này, ở mỗi này có đỏ đô luôn này. Có cả tông màu đỏ đô luôn nhá. 219 ạ, len 6 cộng số điện thoại ạ. Mỗi mẫu này có đỏ đô này. Được chưa ạ? Lên 6 cộng số điện thoại cho em đỏ đô này. Màu xanh đây ạ. Bọn này có cả lịch đẹp cơ. 42 cân mà hơi rộng chị ơi. 42 cân mà hơi rộng. Lên này sẽ là cổ 3 phân cho em. Đây thì khối đây nó được chụp đến 9 8 giờ đấy chị ạ. Xuất sắc luôn. Hotline đâu. Bây giờ chị đổi sang cái mã gì đấy chị? Em đổi chị. Bao tục của. Đi ra ngoài kia đi ra ngoài kia. Lúc 1 giờ chiều chị chẳng nghe máy, bây giờ nó đổi nữa là giờ. Được chưa ạ? Đây các chị này. Màu này màu xanh cho em nhá. Màu xanh này, màu nâu này các chị này. Màu đỏ đô này, màu đen này. Được chưa? Màu hồng các chị này, màu hồng cho em này. Tông màu này của nó sẽ là tông màu B. Được chưa? Tông màu B ạ. Chuẩn mã hàng cho là len 6 ạ, 219.000 đồng một áo. 219.000 đồng ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại. Em mặc ở màu đô cà phê các chị nhát, len 6 các chị chọn màu cho em ạ. Áo hai dây chị mặc có em ơi. Có. 95.000 một áo hai dây nhá. Chị Bảo Yến ok chốt len 6 các chị nhìn cái họa tiết của nó cực kỳ xinh luôn. Để chạ, toàn bộ của hàng len cao cấp các chị nhìn hàng cho em này, xịn lắm ấy, các chị sờ trước các chị gọi là chất tấu đanh ạ, nặng tay luôn ạ, len 6 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ, 219.000. Đấy, em thử các chị xem cái màu đỏ đô nhá. Để chạ, màu đỏ đô cho em ạ. À, thế là chị Minh Hiệp. Đây, mời khách hàng đổi đi. Mà gọi mãi không nghe máy để đổi hàng cho. Hôm qua là sản chị đấy mã nào của tối hôm qua. Đây màu đỏ đô, rồi đỏ đô này. Màu này có đỏ đô, mẫu này có đỏ đô đúng không? Các mẫu khác là không có đỏ đô. Đấy, lên 6 á, 57 cân ok chị Thị Hiền Nguyễn này. Mỗi lần lên 6 cộng số điện thoại cho em mới ạ, 219.000. Hàng cao cấp các chị nhá, hàng 380 ạ, giá thị trường đang bán. Đấy chứ ạ, thị trường đang bán là 380, em tặng các chị trên line thì em sẽ là 219.000 đồng ạ. Dưới 65 cân nhá. Dưới 65 cân em 54 cân chị này. Em 54 cân cả 1m57. Đấy, vì áo này nó dễ mặc, nó co giãn chị ạ. Dễ mặc co giãn luôn ạ. Có thấp cổ không ạ? À? Có chị ạ. Nhưng em chưa tìm thấy nó ở chỗ nào luôn. Xem lại mẫu lại tí nữa, lại gọi. Tí nữa gọi xem. Mà chị làm sao? Khả năng chắc bảo toàn thuê bao rồi. Chưa đổi. Bảo chị đổi đi, không thì cho xin số tài khoản đi. Không, để chờ chuyển lại tiền cho chị. Đang xem lại mã xong rồi mua hộ. Chị đổi. Đây, đổi sang bộ này rồi thích tiền. Gọi điện cho chị khó lắm. Bây giờ vẫn đang xem đó. Gọi điện cho chị khó lắm. Này vừa gọi số đấy à? Tao cũng lấy số này. Mà đổi đơn lại không đổi chị lại. Chị Thương Lèng ạ, à, chị Hiếu Vũ ạ, à, chị Nguyễn Ma Hằng ạ, à, Nguyễn Thùy Linh chốt đơn hàng ạ. À. Lên chuẩn mã hàng cho là lên 6 cộng số điện thoại. Đấy là do điện thoại của chị bị làm sao rồi. Lỏng sim, chắc là máy lỏng sim. Nên là gọi cứ tùy bao là phải rồi. Thế là có đổi đơn thì bác bảo xem nhá, chứ đổi. Đây, màu hồng cho em này. Màu hồng cho em các chị nhìn hàng nhá. Lên 6 ạ, cộng theo màu số điện thoại, đây màu hồng. Các bác nhìn cho em màu hồng của nó, hồng vỏ đỗ này. Đẹp quá này các bác ơi. Lên cho chị một cái áo ren này về thêm em ơi. Cái áo ren lông, cái tay pha ren lông đi. Lên điệu điệu tí nhá. Đây màu hồng này, hồng đỗ cho em ạ. Lên 6 ạ, 219 cộng số điện thoại ạ. Tuyết Nguyễn có đỏ đô, chị yêu chốt màu hồng, các chị lên đơn hàng ạ. Xanh nhá, xanh em mặc chưa nhở? Chị Linh Dương có ạ, chị Tùy Minh có ạ. Lên 6 ạ, 219.000 đồng, số lượng có ít, các chị yêu nhá, số lượng có ít. Đấy, các chị lên chuẩn màu cho em với ạ, chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. 219.000 đồng, các chị nhìn cho em cái tông màu của nó này. Cầm chất nó đanh, nó đầm tay lắm, nó không phải cái len mà nó dão dão các chị là giặt một lần nó bay, nó không có cái độ đàn hồi lại đâu các chị nhá. Tại vì là đổi đơn khó quá thì em trả lại tiền, còn lúc nào chị đặt đơn mới cho nó dễ. Chứ bây giờ gọi điện mà chốt đơn mà giả lại đơn hàng, giả lại tiền cho chị mà chị không nghe ấy. Xong là đến lúc mà lên like các chị lại bảo là không đổi đơn cho chị à, lúc đấy là rất là ngại luôn ý. Đó. Nhận thì nhận được hàng đổi của chị rồi mà mãi không gọi điện cho chị được để đổi đơn. Con này có màu đỏ đô này. Đây màu xanh các chị này, màu xanh cho em. Em á, em 53, 54 cân chị ạ. Lúc thì 53, lúc 54 cân. Nó dao động là 53, 54 cân chị ơi. Đây màu xanh đây ạ. Nếu mà để bình thường nó sẽ như thế này. Nó sẽ không bo gấu như này.
Còn chị nào thích bơ gấu các chị kéo lên cho em là thành bơ gấu ạ, mặc thế nào cũng được các chị nhá. 219 ạ. Đấy chứ ạ, 219.000 đồng một áo ạ, lên chuẩn mã hậu cộng số điện thoại ạ. Lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em các chị mình chốt đơn 219. Chị Phương Phòng Nguyễn rồi, Phương Hồng Nguyễn rồi chốt đơn hàng. Đây có cả màu đen nữa chị nhá. Có cả tông màu đen luôn ạ. Đợt này xinh gái thế á. Em dạo này tóc cay bơ phở lắm rồi chị ạ. Cố lắm rồi đấy các chị ơi. Đấy, các chị nhìn cho em màu đen này. Sợi len của nó là len pha lê ép, cái sợi len nó ánh ánh pha lê nhá. Còn cái màu len trên line thì nhìn nó không được đẹp như bên ngoài. Đấy chứ ạ, có ren điệu điệu không em có. Chị ơi để em một tí lên áo ren. Áo len nó pha ren lông luôn nhá. Đây màu đen ạ, màu xanh này, màu hồng này, màu đỏ đô này, đấy chứ ạ, nâu cà phê này. Và tông màu trắng kem cho em ạ. Tông màu trắng kem ạ, lên chuẩn mã cho em là lên 6 cộng số điện thoại ạ. Lên 6 cộng số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo ạ. Rồi lên mẫu này cho các chị luôn ạ, 1 phút. 3 giây. Không đến 1 phút 30 giây. Ok chị ạ, không đến 1 phút 30 giây luôn. Dự là mình đã vào trong tầm ngắm một con. Chị nào chia sẻ em chốt đơn mã này ạ. Chị nào chia sẻ em chốt đơn mã này cho các chị yêu này. Ok chưa? Nhìn cho em cái màu nhá. Màu của nó sẽ là kiểu màu nâu cho em ạ, màu nâu. Nâu đẹp các chị ơi. Mã này chưa là len 7. Len 7 cộng số điện thoại cho em. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Thực sự luôn đây này. Nhìn hàng này. Ok chị ạ, len 7 nhá. Bình thường nó rơi khoảng tầm là 300 đến 320. Để chị ạ, đấy là giá nhẹ nhàng nhất là 300. Tặng các chị luôn ạ, 199.000 đồng ạ. Em chốt tầm của 5 chị thôi. Đúng không? Đúng rồi, 5 chị ạ. 5 chị chốt mã này cho em ạ. 199.000 đồng ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em là lên 7 đúng không? Lên 7 cộng số điện thoại ạ. Tay pha ren lông cho em ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Lên 7 cách số điện thoại cho em rồi ạ. Thế chặn lên 7 cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Rồi. Thực sự luôn là không có hàng các chị ạ, hết hàng rồi. Hàng Mắc Hoa Cúc các chị biết của nó là toàn bộ có hàng thương hiệu các chị này. Toàn bộ hàng len thương hiệu luôn. Đấy, ưu tiên chị thúc một cái đi. Chị ơi, ghi tên của em cho chị thúc một cái nhá. Để chị ạ, như cái mã này gọi là VIP thực sự luôn ạ. Thu Lan này, còn không được tên nhá. Để chị ạ, ngày mai chị đào quan hình cho em mình được ạ. Không được thì các chị thông cảm với em rồi. Còn một mã nữa. Chị đấy á, ừ. Còn lâu, em không bán cho chị. Rồi. Em không bán cho chị. 58 cân rồi hết nhá các chị ơi, không đọc tên nhá. Mẫu này lên 8 cho em. Tiếp theo mẫu lên 8 cũng là cùng hãng luôn. Chị chặn lên 8 cùng hãng luôn. Lên 8 cộng số điện thoại ạ. Trời ơi các chị này, em bảo rồi ạ. Xuất sắc luôn. Con này 8 ạ. Mẫu này có một màu à? Còn một màu à? Đẹp như quét luôn các chị ơi. Len 8 cho em. Cùng một kiểu con đấy nó bao nhiêu à? Len 8 kèm số điện thoại ạ. Màu xanh đúng không? Hai cái giờ lấy mã. Em chốt các chị 40 cân đến 60 cân nhá. 40 cân đến 60 cân nhận đơn ạ. 60-62 cân. Len 8 ạ. 199.000. Trời ơi, nhà em gọi là đa dạng các kiểu len luôn các chị nhá. Đa dạng các kiểu luôn ạ. 199.000 đồng áo này. Em bao giá các chị luôn. Ok chưa ạ? Em còn một màu em xả cho các chị 199.000 ạ. Lên chuẩn mã hàng cho là len 8 ạ. Cộng số điện thoại cho em. Lên 8 cộng số điện thoại cho em các chị yêu mình chốt đơn. Mỗi anh xem có, đến hộ em xem có bao nhiêu cái. Đến hộ em phát. Lên 8 đây các chị này. 40-62 cân. Đấy, co giãn thoải mái. Để chạy áo len cho em ạ. Trên 40 cân chị mình chốt nhá. 40 cân đến tầm 60-62 cân đổ về. Còn nó là len pha ren lông. Để chạy tay của nó sẽ là pha ren lông như này. Các chị nhìn hàng cho em này. Đẹp xuất sắc luôn ạ. 199.000 một áo. 199.000 đồng một áo. Các chị lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em với. Một màu này à chị? Thôi một màu bán nốt nhá. 199.000. Để chạy 199.000 đồng các chị ơi. Nó là pha ren lông cho em ạ. Hàng xịn các chị này. Nhìn cho em này,
xịn đét luôn. Ok chưa ạ? Lên 9, à quên lên 8. Lên 8. Ok chị Du Ngô, chị Lily, các chị cứ lên đơn mình chốt nhá. Lên đơn mình chốt đơn cho em mã này ạ. Lên 8 cộng số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Nhiên có ạ. Rồi ok, qua mẫu này. Em ấy, cái mẫu này hôm nay có cả hình như là có thêm màu đen ấy. Chị ơi, thêm màu đen này với lại là màu B nữa. Thêm đen thêm B. Nhìn lại của em nhá. Ở chỗ khu kia kìa. Đây này. Đen B chị thấy ở chỗ chân chị đấy. Cổ đấy khác chứ. Chỗ khác theo ở chỗ nào ấy chị Hoa? Các bạn ở hai nơi thì mỗi nơi cặp. Tiếp theo con len 9 nhé chị này. Len 9 kèm số điện thoại em đang có màu. Màu này em gọi là màu B ấy chị nhá. Màu B này. Màu nâu bò các chị này. Màu vàng này và tô màu đen. 4 màu cho em ạ. 4 màu cho em mã hàng len 9 ạ. Đủ màu. Đủ màu cho các chị mình lựa chọn ạ. Len 9 cộng số điện thoại ạ. Áo IV em mặc bao nhiêu? À có mẫu Fendi chị ơi. Bỏ mẫu Fendi ấy cho em ạ. Chữ FF. Đây các bác nhìn xem hàng của nó này. Áo dây mặc 95.000 chị ơi. Diệp Tây nhá. Quần nhung đợi em một tí chị Nhung cần ơi. Chuẩn mã hàng cho là len 9. Chuẩn mã hàng cho là len 9 cộng số điện thoại ạ. Rồi thế chị. Này chị không hiểu em nói à. Một cái bộ 320.000. 30.000 thì ship chị mua là các phòng bộ sách chị gửi về là ship khác là sao chị tính là ship 30.000 được như thế. Cái bộ chị làm sao đấy Huyền ơi? Huyền. Đấy là chị mua còn muốn gửi về thì em hỗ trợ chị ship đi hai đầu, còn nếu như bây giờ chị lấy trên 3-4 sản phẩm em vẫn phải tính ship 30.000 nhưng em không nghĩ ship được cho chị hiểu không? Rồi thế bây giờ em gửi cho chị cái bộ này em không tính ship nhưng mà chị trả thêm cho em 30.000 nữa vì cái bộ kia 320 cái bộ là 30.000 nhá. Ok. Rồi. Cho em lại chị gửi. Chị ạ, len 9 ạ. Em mặc màu này em gọi là màu B các chị nhá, màu B này. Len 9 cho em màu nâu bò các chị ơi, len 9 màu nâu bò này. Len 9 cho em ạ, màu vàng các chị ơi ạ. Len 9 cho em ạ, tông màu đen cộng số điện thoại ạ. Các chị ơi đủ màu luôn ạ, 65 cân ạ, 199.000 ạ. 199.000 đồng một áo ạ. Lên đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em các chị mình chốt đơn ạ. Đi chị ạ, đúng mã hàng cho em các chị mình chốt đơn ạ, 199.000. Đá 620 là mã nào chị nhỉ? Chị ạ, 199.000 đồng một áo ạ. Lên đúng A cho em, tay của nó sẽ là pha ren lông các chị nhá. Tay pha ren lông cho em 199.000 đồng một áo ạ. Đây các chị này, hàng len của nó, hàng len hãng. Chị ạ, hàng len hãng cho em 199.000 một áo ạ. 199.000 đồng. Đấy, đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn ạ. Chị Hoa Mai có len 9 màu vàng này. Nâu bò có hàng các chị nhỉ? Nâu bò còn ít, còn 3, 4, 4 cái nữa cả. Nâu bò còn 4 cái. Để chị ạ, nâu bò còn đúng 4 cái chị nhá. Vàng. Rồi, vàng có đúng không? Vàng của nó là vàng đậm nhá các chị ơi. Nó không phải là vàng chanh đâu nhá. Vàng bên ngoài là vàng đậm này. Tôn da cực kỳ luôn ạ. Len 9 cách số điện thoại cho em con này len hãng. Giá thì chưa đang là 350. Đấy chị ạ, 320, 350 em tặng các chị luôn 199.000 đồng. Ok chưa ạ? Em bảo rồi ạ, giá thị trường bao nhiêu em không cần biết. Em chỉ biết ngày hôm nay ạ, sale các chị gọi là cắt mẫu luôn ạ. Sale cắt mẫu luôn 199.000. Xịn sò luôn. Chất len nó đanh lắm các chị ạ. Chất len đanh lắm. Có áo nỉ chị nhá. Em có áo nỉ. Chị Phùng Nguyệt ạ, chị Nguyễn Kim có ạ. Chị Gấu Trúc ơi có áo nỉ chị ơi. Lên áo vét đi ạ. Áo vét thì em không biết là để chỗ nào luôn rồi chị ạ. Áo vét còn ít rồi. Áo vét còn ít lắm ạ. Cho chị xin một mẫu áo đá đi. Áo đá hoa hoa. À kìa, chữ to to kìa chị ơi. Đây các chị này, màu đen này. Màu B, màu vàng với lại tông màu nâu bò. 4 màu cho em các chị nhá. 199.000 ạ. Chị Nguyễn Thị Vân rồi, ok chị em chốt đơn ạ. 199 cộng số điện thoại ạ. 199 cộng số điện thoại cho em. Còn các nào chị nào thích áo hai dây các chị cứ lên cho em là áo hai dây nhá. Áo hai dây cho em là em có đen với trắng. Có cả màu đen màu trắng luôn. 4 màu cho em này.
Đấy chưa? Đen này, B này, vàng và màu nâu bò. Số điện thoại ạ. May đủ size không chị? Vẫn đủ đúng không? Rồi qua mẫu luôn các chị nhá. 199 cộng số điện thoại ạ. Tiếp theo đây các chị một mã giữ nhiệt này. Mã này là mã 615. Các chị có mày là nhiệt 615 cộng số điện thoại cho em. Nhiệt 615 cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Chị ơi lấy cho em một mã áo nỉ không mũ đi. Áo nỉ ấy. Áo nỉ giống cái em mặc ấy. Đây đây. Nó có mấy mẫu đây. Không chị ơi, chị Nguyễn Thị Chiên nhá. Len chín màu be, ok chị Nguyễn Kim. Áo em mặc các chị có may là đá 615 ạ, 165.000 ạ. 3 size MLXL. Ok chị ạ, 3 size MLXL các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mã này ạ. MLXL 3 size, các chị từ khoảng là 40 cân đến 65 cân nhá. Áo hay dây màu đen, ok chị Tâm Nguyễn này. Ngày mai chị đọc có đơn em mới dồn đơn áo dây nhá, tại vì là một cái em không đi đơn được áo hay dây đâu ạ, tại vì nó rất là mỏng. Đấy nó bé. Chị không lấy màu vàng, chị lấy màu gì ngày mai báo nhân viên của em với chị Nhất Nguyễn có ạ. Cộng áo hai dây rồi ok. Áo này các chị có mày là đá 615. 165.000 một áo. 165.000 các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Các chị nhá, 165.000 một áo ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Ok chị ạ, đẹp xuất sắc luôn. 165.000 ạ, đá 615 cho em. Cô nói là giữ nhiệt của nó, giữ nhiệt lưới hai lớp. Để chị ạ, giữ nhiệt lưới hai lớp cho em ạ. Đá 615 ạ, lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Xò luôn. Đó, đá 615 ạ, chị Diệp Tây ạ, chị Nguyễn Túy ạ, chị Rùa Quy có ạ, chị Hoa Hồng rồi xuất đơn hàng ạ. Đá 615 lên đơn hàng mã này cho em nhá. 165.000. Ok chị ạ, 165.000 đồng ạ. Cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Nói chung các chị cứ dưới 65 cân đổ với em xuất đơn hàng này, hàng co giãn 4 chiều. Được chưa ạ? Dòng co giãn thoải mái luôn ạ, đá 615 cho em. Cái phần tay của nó này. Được chưa ạ? Tay của nó sẽ là ren đính đá cho em và cái phần cổ cũng là ren hoa hồng đính đá. Đá 615 cho em ạ. Rồi chị Hồng Tạ lại thắm Nguyễn Thị Thắm ạ, lại Hải có ạ, Khánh Nam Lê rồi xuất đơn ạ. Cho em xin mấy mạo giữ nhiệt chị ơi. Đấy, áo đá này trên này. Thổ thổ gì, thổ thổ con không? Con chữ này các bạn. Có bao nhiêu tiền đấy? 165.000. Rồi em qua mẫu đá 615 nhá. Qua mẫu này luôn này, lên các chị một cái mẫu đá cổ thấp nữa. Đá cổ thấp nữa luôn mẫu này cho em ạ. Đây này các chị có phải là đá 617 ạ. Đá 617 cùng số điện thoại ạ. Đá 617 cộng số điện thoại cho em mã này. Để chị ạ, 3 size MLXL ạ. 3 size MLXL. Các chị ơi, dòng của nó là dòng ren 2 lớp cho em. Dòng ren 2 lớp cho em các chị nhá. Chất nó sướng lắm. Nhung ấy, đẹp lắm. Đây. Đá 617 ạ. 165.000 một áo. Để chạm 165.000 đồng các chị lên đơn mã này cho em. Đá 617 đúng không ạ? Đá 617 các chị này, cái ren của nó, ren tay của nó sẽ là một lớp nhá. Lên áo nỉ cho em tí em qua mẫu này luôn. Được chưa? Ren tay của nó sẽ là một lớp, còn cái phần thân của nó sẽ là hai lớp cho em. Các chị mặc vừa ấm vừa đẹp mà nó không bị hở. Đấy cổ của nó các chị nhìn kiểu cổ rất là đẹp luôn. Đá ép nhiệt các chị nhá. Đá ép nhiệt cho em ạ. Chuẩn mã cho em là đá 617. Đó, 165.000 đã phong các chị dưới 65 cân đổ về.
từ khoảng là 42 cân đổ lên đến 65 cân đổ về chốt đơn nhá. 42 cân đến 65 cân đổ về ạ. Đá 617 ạ, cộng số điện thoại cho em. Đá 617 cộng số điện thoại cho em ạ. Bao tiền nhỉ? 165 nghìn ạ. Cái này còn sót một cái nữa. Mãi gì đấy. Này còn đúng một con này các chị này. Đá 617, ok chị gà con. Áo dây mặc có bán chị ơi, 95.000 một áo 2 dây ạ. 95.000 đồng một áo 2 dây. Mai rét lắm á. Em đang ở ngoài rét lắm. Có mai rét mà. Mai Hà Giang có 3 độ thì. Mai mình bao nhiêu độ? Mai mình có 11 độ. Bây giờ đang bao nhiêu độ đấy nhé? 15 độ. 15 độ trong nhà. 15 độ trong nhà. Đến 5-6 giờ sáng xuống đến 12 độ. Rồi ạ, đá 617 ạ. Chị luyện đâu có, chị dù quy chốt đơn nhá. Em còn sót một con này này, Huyền ơi, sao của chị những cái paka này, paka hàng không lót lông ấy. Xem nó bao tiền, à xem còn sót những cái gì với. Cái này còn một chiếc của size M các chị ơi, có đúng một con của size M. Con này của nó là dòng chất kaki ướt nhá. Hàng này không lót lông cho em. Em sell lẻ mẫu này cho các chị luôn này, còn một cái. Đơn chốt, chị Duyên Hoàng cho em số điện thoại đi. Đơn chốt trước thì nhận được, còn đơn chốt sau thì chưa nhận được á. Sao tùy từng chuyến thôi chị ơi. Đơn chốt trước chưa nhận được, đơn chốt sau nhận được rồi. Đúng rồi, chốt trước thì chưa nhận được, còn chốt sau đã nhận được rồi á. Xem lại hành trình. Thế phải xem lại hành trình chị ơi. Cho em số điện thoại, mang kiểm tra xem cái đơn hàng của chị đến đâu rồi nhá. Quần em mặc hết chị ơi, món em còn đúng một chiếc. Chị nào lấy comment luôn cho em này. Quần nó là kiểu màu xanh đậm nhá chị yêu nhá. Màu xanh đậm, xanh đá, xanh đậm cho em ý. Mã này là gì? Hôm nay size M chốt các chị tầm khoảng là 45, 46, 46 cân đổ lên ạ. Đến tầm khoảng 56, 57 cân đổ về. Đến tầm 56, 57 cân đổ về cho em ạ. Nó có rút dây eo này. Hàng này của nó là hàng thất ca kỹ ướt cho em mới. Em xả nó con này là 450.000. 450.000. Ok chưa, còn đúng một chiếc duy nhất thôi. Cái này các chị là ở miền Nam mặc được. Tại vì nó bên trong của nó lót lụa thôi ạ. Nó không phải lót là lông như cái hàng paka dày. Đấy, không phải lót lông như paka dày. Các chị lên mã này cho em là gì nhỉ? Con này có đủ sai không? Con này không? Con này nhớ là con này phải không? Ừ, mã bao nhiêu đấy? Là mã gì? Nó có mã mà. Có mã này, nó tủ cái tàu 5907. Đợi em một chút, em xem mã này là mã gì nhỉ? 8810, 8810. Mã này các chị comment là 810 nhá. 810 đúng không? 810, à có cả màu nâu này. Hay gì đây? 3 cái. Màu nâu nữa, còn sót một cái màu nâu á chị ơi. Sót một cái màu nâu. Mã này các chị coi là 810 ạ. Màu nâu và 810 màu xanh. Cộng số điện thoại ạ. Em còn 3 chiếc đều size M hết nhá. 3 chiếc này đều size M hết ạ. Cái này hàng 470.000, 480.000 giá cũ. Bây giờ sale các chị là 450. Cái này thị trường vẫn đang bán các chị hơn 600 nhá. Hơn 600.000. Mã này các chị coi là 810 cộng số điện thoại cho em. Cái này hàng còn siêu các chị chỉ chất này. Ok chưa ạ, 810 ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. Chất nó mềm nhũn luôn các chị ạ. Xuống 216 còn nguyên màu đen. 810 cho em. Cách số điện thoại chị mình chốt đơn nhá. Bao tiền nhỉ? 450. 450.000. Còn đúng một cái màu nâu các chị ơi. Còn 3 con. Chị ạ, còn sót một cái màu nâu. 810 cộng số điện thoại ạ. 806 ạ. Các chị xem cái bộ mã B55 ha. Bên nào có trong mẫu không? Chị có trong mẫu không? Không. B55 hay cái kia còn bộ. Đâu có một cái cho chị này.
450 ạ, 450. Đấy, chị nào chốt cái này, chị lên đơn nhá, tại vì cái này là giúp eo, chị chỉnh eo thoải mái cho em. No mờ, áo trong em mặc là 165.000 chị ơi, áo trong em mặc là mã 816. Rồi ạ, nâu xay mờ, chị nào chốt lên đơn nhá. Em còn một cái màu nâu và hai cái màu xanh. Một nâu và hai xanh ạ, chất các chị nhìn, chất cao kỹ thuật vào hàng thêu cho em ạ. Xịn lắm, cái màu đẹp lắm các chị ạ. Còn đúng một cái xay mờ đấy ạ. Này chị đây, cho em tối xem. Mã này các chị comment là 216 nhá. 216 cộng số điện thoại. Em có màu đen này các chị này. Có màu đen, đen của size M và size L ạ. Đen ML còn đúng một cái size M, còn đâu là còn nguyên size L đó. Lên cho là 216 ạ, cộng số điện thoại cho em. 216 cộng số điện thoại cho em ạ. Con này cũng xả các chị 450 này. 450. Chất của nó kaki ướt ấy chị nhá, chất nó mềm lắm, nó không phải là chất thô, mà chất thô của nó kiểu là nó khô nó cứng đâu. Nếu mà cái hàng này mà nó là có lót lông của nó là hàng 1 triệu mấy, 1 triệu 2, 1 triệu 3. 1 triệu 2, 1 triệu 3 thị trường đang bán nhá. Còn đây là không lót lông thì nó rẻ hơn. Mã là 216 á. 216 và cộng số điện thoại cho em, hai size ML các chị ơi. Cái dòng này dễ mặc này. Đấy, lúc lạnh thì mình mặc thêm cái áo len đi, là cái áo giữ nhiệt ở bên trong. Còn mình khoác con này ra bên ngoài. Đẹp tuyệt vời, cái này rút dây ra bên trong các chị nhá, rút dây bên trong cho em. 216 á. Để chạy 216 cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Cái này là dây bên trong rút này. Hai một sáu chị ơi, số dưới 65 cân, dưới 65 cân em chốt. Con này xả nốt 450 ạ, 450k. 45 đến 65 cân em chốt đơn nhé chị yêu nhá. Từ 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. 216 cộng số điện thoại cho em. Mã này 216. Đó, chốt đơn lên chỉ là 216 ạ, cộng số điện thoại ạ. Màu đen nó dễ mặc nhất, là phổ thông nhất luôn này. Chị Nguyễn Kim cho em số điện thoại với cái này, có hai size ML các chị nhé. Hai size là size M với size L ạ. Còn đúng một chiếc size M thôi, còn đâu là 4 chiếc size L. Còn 4 chiếc của size L ạ. Nhưng em không có đồ nam, bán đồ nữ thôi. Chỉ chuyên đồ nữ thôi ạ. Rồi ạ, 216 ạ. Áo xanh vừa xong là mã 810 chị ơi. Chị Kim Tuyến mã 216 này. Còn 5 chiếc nhé, tổng em còn đúng 5 cái thôi. Cái này có nhiều hả? 806 là dễ mặc. Nhưng mà còn nguyên size L 3 cái, 4 cái. Hết. Rồi 216 màu đen. Mai nó lẻ ra đây đi. Lẻ nữa. Mai trên cái đá đá như nào? Đựng trên cái vừa bốc à. Size thì có đủ size không? Đủ size. Thế thì còn đủ size em xả. Vừa bốc rồi. ML hay size, chị dù quy rồi ok. Cái chất này đẹp lắm, thề luôn các chị ạ. Cái hàng Quảng Châu này nó không phải là cái chất chất thô của hàng rẻ nhá. Cái là chất kaki ướt ấy, chất nó mềm nhũn luôn. Các chị về các chị cứ xem cái chất lượng ấy, bóc ra các chị xem trước cho em. 216 cộng số điện thoại ạ. Thế cho em một con áo đá này mấy size chị ơi? 3 size ML XL các chị nhìn cho em hàng này. Áo khoác đầu 75 cân không em cái gì. Em lên các chị một mã áo đá nữa nhá, sale nốt luôn một mã này. Nó vẫn đủ size nhưng nó còn ít các chị yêu. Đá này các chị comment là đá 468 ạ. Đá 468 cộng số điện thoại cho em. Ok chưa ạ? Dòng mác vàng cho em các chị này. Đá 468 ạ. Con này không chốt thì hơi phí luôn đúng không? Con này mà không chốt thì hơi phí luôn. Các chị nhá. Chuẩn hàng xịn sò các chị yêu mình luôn ạ. Đá 468 cộng số điện thoại ạ. MLXL 3 size. Nhưng mà chốt các chị phải trên 50 cân đấy. 50 cân đến tầm khoảng 68 cân. Có XL không chị? Chị xem em xem mã này có XL. MLXL đủ size ạ. Từ 50 cân đến 68 cân nhé. Con này là con to. Đá 468 chị ơi. Đá 468. Đấy chứ ạ, MLXL 3 size. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Từ 50 cân đến 68-70 cân mã này cho em vừa. 50 cân đến 70 cân em chốt đơn ạ. Đá 468 cho em ạ, 100 ạ. 39.000 đồng.
Ok chị ạ, 139.000 đồng em thanh lý mã này cho các chị luôn. Đấy, nó còn ít các chị nhá. Đá 468 cho em 139 ạ, 70-75 các chị ok cho em mã này. Để chạy trên 50 cân đổ lên mới chốt đơn mã này cho em ạ. Đá 468 chị Thúy Trần có 216 này, Thu Hà, Nguyễn Thủy có đơn nhá. Hàng đẹp dã man luôn nhưng mà nó còn lẻ một ít. Để chạy nó còn lẻ một ít các chị lên đúng mã hàng cho em với ạ. Cộng số điện thoại ạ. Đá 468 ạ. Đá 468 cộng số điện thoại cho em ạ. Xuất sắc luôn. 139.000. Để chạm 139.000 đồng một áo ạ. Tôi trang kẻ áo da đi với chị ơi. Áo da đi. Là không có mã. Không mã à, cái túi áo khoác gió của trẻ con này hôm nay chị xách về chị để đâu ấy nhỉ? Có, chị để trong tôi chị mang về rồi. Để trong túi đen ấy, chị nào có con dai ấy. Đấy, có con dai, các chị nào mà có size vừa các chị lấy về cho các cháu em thanh lý luôn nhá. Thì hàng đấy là hàng đẹp lắm. Nhưng mà em tặng kèm để vì nó lẻ size rồi em đã không bán hàng trẻ con nữa ấy. Nếu còn sót một ít thì em tìm xem nó ở chỗ nào đã. Hôm nay đi chở sao nhỉ? Có, hôm trước chị trở về cách đây 2 3 hôm rồi ở ngoài cửa hàng về. Ở trong ở khu này xem nào. Trong mấy cái túi đen. Bây giờ em chả biết là nó có sai gì luôn. À. Đây. Còn một ít áo gió của trẻ con các chị nhá. Con em nó mặc cái này nhìn hay lắm. Được chưa? Em tặng các chị nào có đơn hàng kèm theo, các chị lấy về cho các bé trai nhà mình mặc nhá. Được chưa? 100.000 một cái. Hàng hôm trước đang bán là 155.000 đúng không? 155.000 đồng ngày hôm nay tặng các chị luôn ạ. À, có sai không, chắc mình chốt đơn là các bé nhà mình tầm bao nhiêu cân nhỉ? 45, 47 cân. Không, bây giờ chắc không còn. Nhưng bây giờ không còn sai, không còn sai to đâu. Chắc chỉ còn tầm 35 cân quay đầu. Không đến đâu. Không đến 35 cân đâu. Chỉ cần 30. Như thằng tép ấy, thằng tép là mình mặc tầm khoảng dưới 35 cân thôi. 20 đến 30 cân. Từ 15 cân đổ lên 16 cân. Trên chân thì từ 16 cân ạ đến tầm khoảng là 30 35 cân đổ về nhá. 100.000 một cái. Của nó toàn bộ là gió tàu cho em. Được chưa? Gió hàng xịn cho các chị yêu mình luôn ấy, cho các bé. Ok chị ạ, chọn cho em được size vừa nhá. Không lẽ từ bò đến 2XL. Nhưng mà hết 2X rồi, không lẽ em chọn cho thằng tôm chẳng có cái nào ấy. Bây giờ chắc là chỉ còn MLX thôi. Được chưa? Từ 16 cân đến 35 cân, 16 cân đến 35 cân đổ về chốt đơn ạ. Lên cho em là áo gió bé cộng số điện thoại nhá. Áo gió bé cộng số điện thoại cho em ạ, em thanh lý luôn này. Được chưa? 100.000 cái, hàng Quảng Châu. Được chưa? 100.000 một cái, các chị nhìn cho em hàng này. Các chị coi là áo gió bé cho em với ạ. Áo gió bé cộng số điện thoại nhá. Chất lượng luôn ạ, 100.000 một áo ạ. 100.000 một áo, chọn cho em một size vừa nhá. Ngẫu nhiên hộ em với, 100.000 một cái. 100.000. Ok chưa ạ? Gió bé ạ, ngày mai chị nào có đơn hàng các chị lấy cho con, các chị lấy luôn hộ em với ạ. Đưa cho em cái ấy gì ạ? Cái dép ra bông đi. Gió bé cho em bé xuất sắc luôn ạ. Nói chung là chọn cho em được size vừa, còn hình có bé được cái chọn cho em được cái hình ngẫu nhiên của em với. Bông đây có mấy ở trong bao kìa. Đây, chất lượng luôn. Nói chung là dưới tầm 35 cân thôi. Đấy, bình thường trước em có đủ size là ML đến 2XL ấy thì chốt đơn các bé tầm dưới 45 cân, nhưng bây giờ nó chỉ còn size dưới 35 cân thôi. Chỉ còn size dưới 35 cân thôi ạ. Đấy, ngày mai chị nào các chị có cái size của bé nhà mình vừa các chị lấy nhá. Làm cho bé nhà mình 4 5 cái. Con thì em nói chung là con thì em có size nào vừa em lấy hết rồi. Mặc thích lắm. Hôm nay nó đi ngủ sớm giờ này mà nó con em bắt nó ra nó mặc mẫu cho các chị xem luôn. Em đang bảo em lấy cái gì áo nỉ à? Áo nỉ đâu? Đây áo nỉ đây. Con nỉ này thì cực ấm luôn. Đấy chứ ạ, nỉ này của nó là hàng Quảng Châu các chị nhá. Nỉ của nó là hàng Quảng Châu. Không chị ạ, gió bé gái em hết rồi. Dạ. Em hết sạch rồi. Chị lấy cho ai đấy? Chồng bạn.
này. Bảo nhà cái Giang á. Đẹp nhỉ. Đẹp cái màu vàng đẹp. Cái lý lỗ rồi, 100.000 một cái chị ạ, 100.000 một cái áo gió bé. Nằm mà gió tàu nhá, không phải gió hàng Việt Nam. Đẹp lắm. Cái này phải đẹp ạ, cái này đẹp. Ra cho nó cả đôi cái. Hai cái thì đủ. Đã găng sẵn rồi. Phải găng ngay cơ hội để sáng mai xuống còn chỗ. Con nhà Hùng Cường nhà em lại không còn size nó vừa. Hai cái mập, nó vừa. Đây áo nỉ cho em ạ, em mặc là màu nâu bò các chị nhá, màu nâu bò của áo nỉ con này hàng tàu các chị này, chất lắm. Thì chị các bác nhìn hàng cho em ạ, các chị comment cho em là mã gì đây chị Hoa ơi. Các chị comment là nỉ một cho em với ạ, nỉ một cộng số điện thoại ạ. Để chị ạ, nỉ một cộng số điện thoại cho em với ạ. 259.000 đồng. Em còn hai màu. Thì chắc em còn hai màu ạ, cho các chị từ khoảng 45 cân lại đến tầm khoảng là 65 cân đổ về. Đến 63 cân nhỉ. Mã chốt đến 63 cân thôi. Đến 63 cân đổ về, đằng trong của nó sẽ là tráng lớp nỉ mỏng và lớp nỉ của nó nỉ ép cho em như này. Để chạm nỉ của nó nỉ ép cho em ạ, hàng này hàng Quảng Châu các chị nhá. Lên mã này cho em là nỉ một cộng số điện thoại ạ. Màu hồng với tông màu vàng bò. Để chạm màu hồng với tông màu vàng bò, các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ, nỉ một cách số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn nhá. 259.000 đồng một áo. 259.000 đồng, em đang có hai màu ạ, màu vàng bó với màu hồng. Chất ấm lắm mà các chị ơi, giật máy thoải mái không bị rão. Em làm mấy cái rồi em toàn giật máy thôi, các chị yên tâm luôn ạ. Chất nó đẹp mà đã, cái nỉ nó ấm lắm. Em bình thường là thời tiết này em cứ mặc một cái áo này và vẫn ok, vẫn thoải mái. Nó đanh chất lắm ấy chị ạ. Nó không bị là bị rão. Mà em toàn giật máy thôi. Đó, nỉ một cộng số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn nhá. 259.000 đồng cho em con áo này hàng cao cấp các chị này. Nhìn qua cái form giá các chị biết đúng không ạ? Hàng cao cấp cho em ạ, 259. Số tài khoản của em ở trên cái trang bìa ở trên tường của em đều có hết ý. Đây màu hồng. Để chặn màu hồng cho em này. Đấy, ngày mai chị nào có lấy dép bông các chị lấy dồn đơn luôn nhá, 100.000 đồng 5 đôi. Để chạm 100.000 đồng 5 đôi dép bông đi trong nhà các chị ơi ạ. Các chị comment là dép bông cộng số điện thoại ạ. Dép bông cộng số điện thoại cho em rất là nhiều màu luôn, vài chục màu các chị nhá. Quay là dép bông cho em ạ. Cái này là, nói chung là nhà chị nào cũng cần đúng không ạ, nhà chị nào cũng cần. Chị Linh có ạ, nỉ một cho em ạ. Còn dép bông các chị lấy luôn cho em, tiện kèm đơn luôn nhá. Nói chung là cái giá này so với giá thị trường nó cũng là rẻ đúng không ạ? 100.000 đồng 5 đôi. Cái này em bán cộng kèm đơn luôn. Chị nào có đơn hàng thì các chị kiện mình mua luôn nhá. Đấy, dép bông cho em ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. 100.000 đồng 5 đôi ạ. 100.000 đồng 5 đôi dép bông, dép bông đi trong nhà. Ấm ạ, để chạy ấm. Mà tiện thì mình mua luôn. Để chạy tiện mình mua quần áo, mình mua một hai bộ quần áo hay là một hai cái áo ấy, mình mua luôn cho em ạ. Mấy đôi dép bông này các chị này. Nhà em toàn khách toàn lấy hai combo thôi các chị ạ. Khách toàn lấy hai combo, các chị nhìn hàng cho em này. Đấy chị ạ, 100.000 năm đôi, 100.000 năm đôi. Đấy, dép bông cộng số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn nhá. Dép bông 100.000 năm đôi ạ, chị Nguyễn Xuân có áo nỉ một này. Chị Hòa Lê dồn đơn, nói chung là cái này em bán cứ kèm một tí một. Kèm ấy, chị nào có đơn thì các chị lấy luôn ấy. Đấy, các chị kiểu tiện ấy. Đằng nào cũng thế. Đấy, đằng nào cũng thế. Mình đằng nào cũng mua quần áo rồi là tiện cũng 30.000 tí ship thì mình mua luôn dép bông. Đúng không ạ? Cứ gọi là màu ngẫu nhiên nhá. Cái này lại không chọn màu. Đấy chứ ạ, nhà em sẽ là chọn màu ngẫu nhiên. Tại vì trong bao của nó đâu có mấy chục màu cơ. Một bao dép của nó có mấy chục màu cơ ạ. Nhung mũ em hết rồi chị ơi. Nhung mũ em hết rồi các chị nhá. Ngày mai các bạn là nhân viên, các chị cứ bảo là cho chị 5 đôi dép bông chẳng hạn, hay là 10 đôi dép bông, thì các bạn nhân viên nhà em sẽ nhặt cho và chọn màu ngẫu nhiên nhá. Có đơn hàng các chị lấy dồn đơn luôn ạ. Dép bông cộng số điện thoại, áo chị mặc là 259 em ơi. Có một mẫu nữa chị ạ. Còn mẫu nữa nó có màu khác ấy. Đây. Em Loan còn đợi chị một áo vest đỏ à? Lúc nào mà chốt đơn ấy chị nhắc nhân viên của em với để trừ đơn đổi luôn. Chị kế đặng ấy ở Thái Nguyên ấy, đúng không? Mà làm đấy chứ đặt màu đỏ XL không có. Thế á? Có đâu mà đổ mà mình đặt rồi. À, ý là chị đặt nhưng mà không có hàng đúng không? Chứ không phải em nợ chị. Ý là chị đặt hàng nhưng mà không có hàng. Chứ không phải em nợ chị. Không có đâu. Nào này em có về hàng ở đâu chị? Cắt mẫu rồi không có về hàng nữa ấy.
Đấy chị ạ, dép bông cho em nhá. Các chị kiện thì các chị lấy kèm đơn luôn. Nói chung là mùa đông này cứ phải đi dép bông là cho ấm buổi tối. Đấy, hoặc là đi trong nhà ấy. Đấy, mùa hè thì mình đi dép thôi, dép tổ ong thôi. Là em nhà em mùa hè toàn đi dép tổ ong, còn mùa đông cứ dép bông để mà chiến. Ấm lắm. Ai đi cũng được. Tối nói cũng săn mà chả được áo nào, hôm nay có cho một áo. Chị Hạnh Trần à? Len bông tư ghi á? Rồi lạnh này bán len bông tư ghi làm gì chị? Em còn nhưng mà còn lẻ mẫu thôi chị ạ. Lên áo da đi em à. Áo da ở chỗ nào chị Hoa nhỉ? Da da nhung cái này. Cái da nhung lúc nãy em bảo là lấy cho em ấy. Cái da nhung mà cổ LV này. Rồi tiếp theo cái mẫu áo nỉ hai nhá. À em quên không chốt cho chị á. Thế thì không có đâu chị ạ. Đỏ, vét đỏ XL em hết hàng. Nhưng không phải là quên không chốt. Mày mở ra mình nhìn hộ tao cái. Đây này. Còn đâu hết. Còn bên kia. Bên kia mà chị. Ở chỗ ra. Kia. Đi quanh quanh nhà kiểu gì cũng thấy. Chị cứ đi quanh nhà một vòng kiểu gì cũng thấy. Đấy, có bằng cái màu đây. Màu gì có. Cái màu này xinh nhỉ. Màu này gọi là màu gì? Đỏ gạch à? Màu này em gọi là màu đỏ gạch nhá. Nó là nỉ hai ạ. Nỉ hai cộng số điện thoại ạ. Mã này lên cho là nỉ hai cộng số điện thoại cho em. Các chị nhắc nỉ hai này. Mà con này nó trẻ, nó ấm. Ui không có đến 5 cái rồi chị ạ. Mỗi chị mà 5 cái thì chắc là chốt được cho 2-3 chị thôi. Vì nó không còn ý, nó lẻ hết rồi. Đây. Mã lên cho là nỉ hai nhá. Nỉ hai em đang mặc là màu đỏ cam các chị này, kiểu đỏ gạch ấy. Tông màu thứ hai là tông màu vàng bò. Đấy chạm, màu thứ hai là tông màu vàng bò này. Em đang định để lại một cái màu vàng nữa để mặc. Nhìn được hai áo thổ đá đẹp tuyệt vời, cảm ơn chị con cún. Còn sót đúng một cái màu xanh này các chị này, đúng một cái màu xanh này và một cái màu vàng trắng, có một cái không chị lấy trắng này. Đấy chị ạ, màu trắng cho em ạ. Nỉ hai cộng số điện thoại cho em, bên trong của nó sẽ là nỉ ép các chị nhá. Lớp trắng nỉ ép cho em nó rất là ấm đó. Nỉ hai ạ, chị thương liền các chị chọn màu luôn rồi em với nhá. Nỉ hai cho em ạ, 259.000. Em xả luôn các chị 259.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng cộng số điện thoại. Cái này của nó sẽ là dập đinh cho em ạ, dập chân đinh các chị này, nên là các chị giặt thoải mái cho nó không bị bong. Ok chị ạ, giật thoải mái chứ không bị bong. Đỏ em mặc kiểu là màu đỏ kiểu đỏ gạch các chị nhá. Không phải đỏ tươi đâu. Đỏ đậm đấy ạ. Nỉ hai cho em ạ. Vàng còn đúng một cái này. Xanh còn một cái các chị này. Ok chị, các chị nhìn màu cho em ạ. Toàn bộ là hàng cao cấp cho các chị yêu luôn ạ. Em tặng các chị luôn ạ. 259.000. 259.000 đồng một áo ạ. Lên đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em với ạ. Đấy, màu này em còn 2-3 chiếc. Đó. Xanh còn một chiếc em đang định để lại em mặc ấy. Em không mặc lên nữa nhá. Cái này màu đen thì còn nguyên size M. Còn cái hai cái màu này thì còn ML. Số lượng này. Đây màu này màu vàng bò. Thì chạm màu vàng bò cho em. Màu này là màu bò các chị nhá. Nên chị làm chốt màu bò các chị lên đơn hàng. Áo dây mà có bán chị Hồng Duyên cái này em. Áo hai dây em bán kèm đơn nhá. Áo hai dây em bán kèm đơn hàng ạ. Cái này không có size nhỏ không? À có chứ. Sao lấy size L với chị vậy? Chị chắc là mặc L, size M. Điền này, chị mặc size M rộng. Hôm trước chị mặc rồi. Ừ. Áo 2 dây 95.000 chị Nhung Nguyễn ơi. Dép bông rồi đơn, ngày mai chị nào có đơn thì các chị cứ bảo nhân viên của em nhé, cho chị dép bông ấy để chị lấy dồn đơn, kèm đơn hàng ấy. Chị Tuyết Tuyết có nỉ 2 ạ. Chị Hà Nguyễn có nỉ 2 này. Áo dạ em chị, em có bán áo dạ lúc trước đâu. Trắng em còn đúng một chiếc, em dơ mẫu thôi chị ạ. Hết hàng rồi. Hết hàng rồi chị gái ơi, nỉ trắng cho em. Không mặc màu xanh, màu xanh còn một cái chị không mặc mẫu lên nữa, hết hàng rồi. Em chưa mặc lên nữa, đã hết rồi. Đây các chị này, dập chân đinh hết cho em, hàng xịn nhé chị nhá. Đấy, lên đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em. Hàng này của nó hàng Quảng Châu, các chị nhìn tắc mắc cho em này. Toàn bộ của nó hàng tắc sườn ạ. Mông tư ghi em hết rồi chị ạ. Tiếp theo cho em một con áo da nhung. Áo da nhung xịn đâu lần các bác này. Áo da nhung xịn luôn. Các chị nhìn cho em mã này nhá. Còn nguyên màu đen của size M. Cái này thì còn ML đủ. Dáng kiểu dáng bomber cho em ấy.
Nhưng mà bên dưới nó có đai. Cái này là mã của bệnh. Lên chuẩn mã này cho em là da nhung cổ bể cộng số điện thoại ạ. Được chưa? Da nhung cổ bể cộng số điện thoại cho em. Em đang có màu đen này, màu nâu này và tông màu be. Phải không nhỉ? Hai màu à? Ba màu. Đâu? Đây. Nâu be đen. Nâu be đen. Đen chỉ còn có 5 cái size M. Đen chỉ còn size M nhá các chị nhá. Đen còn 5 cái á. Ừ. Còn đâu toàn nâu. Thật không? Chẳng thế. Chẳng thế. Thế chị này áo da cho em. Size M này phong to các chị nhá. Size M chúc các chị thoải mái, các chị dưới 55 cân. Đấy chứ ạ, từ khoảng là 47 cân đến 55 cân đổ về này. Size L màu đen thì em hết nhá. Màu đen còn đúng size M thôi. Đấy chứ ạ, em xả luôn các chị mã này là hôm trước bán bao tiền này nhỉ? 380 này không? 370 hay 380 đúng không? Ừ. Rồi, bán luôn các chị luôn. 350.000. Đấy chứ ạ, 350.000 đồng ạ. Đây các chị nhìn cho em hàng này. Đây là màu nâu các chị nhá. Còn đây là màu be cho em ạ. Màu nâu, màu be, màu đen. Các chị comment là da nhung cộng da nhung cộng số điện thoại cho em. Để chạm da nhung cộng số điện thoại. Không. Form trước các chị dưới 60 cân. Để chạm màu này này, màu be này với lại nâu bò nó sẽ có size các chị dưới 60 cân nhá. Còn màu đen có size các chị dưới 55 cân thôi ạ. Màu đen có size các chị dưới 55 cân đem chốt đơn ạ. Lên cho là da nhung cổ bẻ cộng số điện thoại ạ. Dưới chân ấy. Đó, 350.000. Em xả nốt các chị gái này. 350.000 đồng một áo. Nhiệt 913 em còn chị ơi. Áo hay dây màu đen ok chị Kim Tuyến này. Áo nỉ nó chỉ có một size chị nhá. Còn áo da nó có size này. Áo da có size cho em. Đấy 350 áo nhung này các chị ơi. Da nhung ạ. À. Áo hay dây màu đen rồi ok. Các chị có mấy áo hay dây cũng số điện thoại cho em với ạ. Đây màu nâu bò đây ạ. Nâu bò của mã này cho em. Đẹp quá chị này. Có cổ trụ không ạ? À? Màu nâu có size của dưới 60 cân nhá. Màu nâu thì đủ có 2 size ML. Form này form to. Còn form các chị dưới 48 cân là không vừa nhá. 48 cân là không vừa đúng không ạ? Trên 48 cân đến tầm 55 cân đổ về các chị mặc size M cho em được. Đây đằng sau này sẽ có cái đai các chị lắp lai cho em. Họa tiết LV cho em. Quần chị đang mặc không còn đâu em ơi. Màu đẹp nhỉ. Kiểu dáng bomber các chị gái nhá. Đây ạ. Đằng sau đây sẽ có cái đai đấy chị này. Các chị có phải là da nhung cho em ạ. 350. Da này giặt thoải mái chứ không bị nổ da các chị nhá. Giặt thoải mái. 2 size ML các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại. Đây màu của em là màu nâu các chị này. Màu nâu này và tông màu này màu be cho em ạ. 350.000. Em sale có lót các chị ơi ạ. Thị trường đang bán các chị 450-500. 450-500 ạ. Dáng này kiểu dáng ngắn ngắn mà chị. Chứ không phải dáng dài đâu, các chị nhìn cho em mặc này. Đấy chị ạ, nhìn em mặc đây ạ. Dáng này không phải dáng dài các chị nhá. Dáng ngắn cho em đấy. 350 ạ. 350 lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em mã này ạ. Da nhung cổ bẻ các chị yêu, giặt máy thoải mái. Vậy chất da nhung chứ không phải là cái chất da của da lì hay là da thường mà các chị mặc nó bị nổ da đâu. Em thử mặc cho các bác xem cái màu be các chị này. Màu be cho em ạ, họa tiết của nó này cực kỳ là sang luôn ạ. Sang xịn mịn nhá. Tony Nguyễn có ạ. Em mặc các chị xem cái form dáng của nó rồi đấy ạ. Còn cái da cổ lông nó còn sót mấy chiếc ở trong kia. Chị xem một em xem nó còn sai gì. Da cổ lông có lông gì nhỉ? Ờ, hình như nó còn mấy cái. Đẹp chưa các chị? Nó để chỗ nào vậy? Con này còn 3 con nữa. Con này lấy một con đen là xay mờ. Con lâu đẹp. Đẹp lắm. Lâu thì mờ là trước bán ấy. 2 con lờ, 1 con mờ. Rất lâu chưa? Chưa mà con xay gì? Mờ. Con đen này lát lông rồi, con lâu chưa? Hết rồi. Quần tất em chưa có.
Quần tất chưa về hàng. Thì chị chưa mai em bán tiếp nhá. À, áo hai dây có mà chị kế đặng thôi, em bán từ lúc đầu live đến giờ rồi chị. Bán được từ lúc đầu live đến giờ, nó có cả đen với trắng đấy. Có cả đen với trắng để các chị mặc ở trong áo vest, áo da, áo dạ ấy. Đấy các chị có mày là áo dây kèm số điện thoại cho em. Nó có cả đen màu trắng ạ, 95.000 áo. 95.000 đồng một áo hai dây ạ. Lên chuẩn mã hàng cho em là áo hai dây kèm số điện thoại ạ. Đây chị này. Đấy chị, áo hai dây kèm số điện thoại cho em ạ, 95.000. Ok chị ạ, 95.000 đồng một áo ạ. Lên đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em. Ba con à? Con này có cả đen trắng các chị nhá. Đen với trắng ạ, hai màu cho em ạ. Lên đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Hai màu đen trắng. Có bảo áo 2 dây ngày mai chị, nếu mà lấy áo 2 dây các chị cứ báo nhân viên hộ em với. Báo nhân viên hộ em nhá. Hộ em nghỉ đây các chị ơi. Đây còn mấy cái này các chị nào có lấy nốt này. Em còn sót. Em còn sót cái da con da cổ lông này cho em các chị ơi. Mã này mã da gì nhỉ? Đấy này. Da vip. Da đỉnh. Da đỉnh nhất. Đỉnh nhất. Để chị ạ, mã này các chị có mày làm mã đỉnh nhất cho em rồi ạ. Đỉnh nhất. Đẹp, em còn sót. Màu nâu này size gì? Một con M, hai con N. Một con size M, hai con size L. Đỉnh nhất. Đỉnh nhất cho em màu nâu. Em còn sót 3 chiếc đúng không? Đấy, size M chúc các chị từ 54 cân đổ về này. Size L chúc các chị tầm 58 cân đổ về. Con này bao tiền? 450.000. Thì chị ạ, con này lót lông cho các chị luôn ạ. Lót lông hoặc lót lông các chị không thích các chị có thể bỏ ra cho em được các chị nhá. Lên mã này cho em là da đỉnh nhất cho em màu nâu. Em còn sót đúng 3 chiếc ạ, một cái size M và hai cái size L ạ, 450. 450 ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em. Còn một cái màu đen. Sót đúng một cái màu đen ạ, đỉnh nhất ạ. Xong ngắn em có chị quên mi ơi. Cái này còn một cái màu đen này. Là size M luôn. Màu đen các chị dưới 55 cân nhé chị nhá. Cho em màu trắng cái gì đấy em ơi. Comment cho chị cái mã hàng với số điện thoại nhá. Đỉnh nhất ạ, à, màu đen. Ok chị ạ, đỉnh nhất màu đen cộng số điện thoại cho em mã này ạ. 450 đúng không? 450. 450 hàng này hàng lót lông. Mà chị nào đến nốt đúng không ạ? Cái này em bị sót hàng đấy ạ. Vừa ấm vừa đẹp luôn, 450 các chị mua ngoài rẻ nhất phải tầm hơn 600.000. Hơn 600.000 các chị nhìn cái da của nó ấy. Xịn đét luôn nhá. Để chạy nhìn cái da của nó này, màu nâu này. Em còn có đúng 3 cái thôi. Hàng này em sẽ không về hàng nữa nhá các chị ơi. Còn cái nào em bán nốt cái đấy đi ạ. Còn cái nào bán nốt cái đấy luôn ạ. Mã này là... Ui trời, 450. Đẹp quá, cái tay của nó sẽ là kiểu trần chám. Chạm tay của nó sẽ là trần chám. Các chị yêu luôn ạ. Đỉnh nhất màu nâu rồi, ok. Em còn hai cái size L, một cái size M đấy nhá. Màu đen em còn đúng một chiếc ạ. Đây này còn một chiếc của size M. Đi là còn một con. Đấy chị ạ, còn một chiếc màu đen của size M các chị này. Đi ngoài còn đúng con. Đi ngoài đâu? Đi ngoài còn đúng con. Con nào? Nâu đấy á. Đi ngoài còn đúng con. Đâu? Đó. Giá nốt. 452 con này bằng tiền. Kẻ sót con này. Đi ngoài cái này có đúng một chiếc màu nâu này. Xem còn sót con nào. Không còn. Hết sạch à? Hết. Đẹp nhỉ. Đấy đâu. No size M chị Thu Phương Nguyễn này, có màu đen này các chị nào lấy nốt không ạ? Màu đen của size M. Đen của size M ạ. Họa tiết của nó, họa tiết eo vì các chị nhá. Họa tiết eo vì cho em như này các chị này. Đẹp lắm, bên trong lót lông. Đỉnh nhất màu đen chị Trương Hiền. Chị Phương Nguyễn cho em số điện thoại chị ơi. Cái này em còn một chiếc của cái mã VIP 2 đây. Đấy, cái mã VIP 2 em còn một chiếc của màu đùa được ai lắp cái lông này có duyên thế chứ lại. Cái chiều huyền làm được điều đấy, hoàn nhiên làm điều đấy đâu. Không đâu, không biết là nhưng mà mẫu nó đâu hết là treo là bán. Nhưng mà lắp lâu thì lắp phải nhìn chứ. Đó, nên lắp gọi là có lắp là thì nói chuyện gì. Lắp thì lắp ngược cái lông. Lắp lông gạo lên mức level rồi. Ờ. Quá. Kinh. Giờ ta nhìn thì biết rồi, phát hiện này. Không phải đâu, lúc nó ngáo, nó cứ lộn lộn. Thấy chưa? Nhìn em lắp này. Chị không phải nhìn. Nhìn em. Ờ.
Đấy, lắp phát nào đúng phát đấy luôn. Chuẩn phát đấy luôn. Chuẩn phát đấy luôn. Sáng ngày có cái, tối vẫn lắp được bình thường. Nên có đúng một cái màu nâu size L. Mấy em VIP 2 màu nâu size L nhá. Còn một cái em xem nốt các chị luôn là 400. Còn đúng một chiếc 400.000. Ok chị ạ. Đằng cái này, cái cổ lông của nó là cổ lông rời nhá. Size L đấy ạ, size L. Con này chốt đơn các chị từ khoảng 50 cân, tầm 55 cân, 55-56 cân đổ về chốt đơn mã này cho em ạ. VIP 2 size L màu nâu nhá. Còn một chiếc em xem nốt 400. Hôm trước của nó là hàng 450. Còn một cái em xả nốt 400.000 ạ. 400.000, mã này các chị coi là VIP 2 của số điện thoại cho em ạ. VIP 2 của size L 50-55 cân đổ về em chốt. 50 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Chị Loan Mai của Huyền cả. Chị nhận được hàng của đẹp lắm. Nha em mà cứ phải mua thôi. Em cảm ơn chị nhá. Con này còn một chiếc, chị nào lấy nốt, vừa lấy nốt con này luôn đấy, 400.000. Còn đúng một cái em xả luôn ấy. 400.000 một áo ạ. Lên đơn hàng cộng số điện thoại ạ. 400. Ok chị ạ, 400.000. 42 cân mặc rộng chị ạ. Em chúc các chị tầm 50 cân đổ lên ấy. Tại vì nó là size L chị nhá. Thế mà size M thì chị 42 cân thì mặc được. Thế là này, cái là size L các chị để trên 50 cân, 50-55 cân chị nào ở mức cân đấy các chị lấy luôn này. Ở mức cân đấy các chị lấy luôn cho em ạ. Chất nó đẹp lắm. Trong có lót lông chứ em. Con này hàng lót lông mà. 49 cân mặc vừa luôn. Đây các chị ơi, bên trong lót lông cho các chị luôn. Em xả 400.000 rẻ quá luôn ý. Đấy, sale 400 nhá, VIP 2 này. Thôi em nghỉ đây. Bye bye các chị yêu nhá. Chúc các chị ngủ ngon ạ.